Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1391, kẻ giảm người tăng 1. Trương đại quan lúc này cũng mới nhận ra, cô gái bị cướp này là Cảnh Minh Minh của ban chiêu đãi huyện ủy. Trương Dương nói, Cảnh Minh Minh. Cảnh Minh Minh gật gật đầu, rồi nói, cảm ơn bí thư Trương. Trương Dương thấy cô vẫn chưa đứng được dậy, liền khom lưng, hỏi thân thiết, cô có bị thương không? Cảnh Minh Minh hơi chau mày, có lẽ là lúc tôi ngã đã bị trẹo chân. Trương Dương ngồi xổm xuống, kiểm tra mắt cá chân cô ấy, thấy mắt cá chân phải của cô ấy đã sưng lên rồi, may mà không bị gãy xương, Trương Dương nói, chỉ là bị trẹo chân thôi, không cần phải lo. Trong lòng Cảnh Minh Minh, Trương Dương là một vị lãnh đạo lớn, là người lãnh đạo số một ở Tân Hải, bình thường khi cô ấy đến chỗ phòng làm việc của Trương Dương để dọn dẹp, rất ít khi nói chuyện với hắn, không phải là vì cô không muốn. Mà là vì cô không dám, giờ đây Trương Dương không những đã cứu cô, mà còn gần gũi với cô như vậy, sự xúc động của Cảnh Minh Minh thật sự rất khó nói. Trương Dương gọi điện cho cảnh sát trước, rồi gọi điện cho Trình Diệm Đông, báo rằng ở gần ban chiêu đãi đã xảy ra vụ cướp, điều này là một thử thách với hệ thống công an Tân Hải, nhưng khi Trình Diệm Đông đến, họ vẫn chưa đến được nơi. Trương Dương nhìn thời gian rồi nói, Diệm Đông, từ ban chiêu đãi đến đây anh đã đi mất 10 phút. Trước khi gọi điện cho anh, tôi đã gọi điện cho cảnh sát, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Trình Diệm Đông gật đầu, gã đến nhìn hai tên côn đồ đã mất đi khả năng phản kháng, mặc dù hai tên đó bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn sống, Trình Diệm Đông đến được 10 phút, cảnh sát mới đến. Trình Diệm Đông hỏi Trương Dương, vừa nãy khi anh báo cảnh sát có nói rõ thân phận của mình không? Có cần thiết phải vậy không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương đại quan hỏi lại, chẳng lẽ tốc độ xuất binh của cảnh sát lại có liên quan đến người báo cảnh sát sao? Buổi tối hôm đó sau khi cảnh sát khu vực đến, mới biết rằng tình hình rất nghiêm trọng, sau đó họ nhận ra người báo cảnh sát là bí thư huyện ủy Trương Dương, tiếp sau đó lại nhận ra cục trưởng công an mới đến là Trình Diệm Đông, hai viên cảnh sát sợ đến độ run rẩy chân tay. Họ không phải không hiểu rằng, hiệu suất làm việc của họ là một vấn đề. Trương Dương không nói rằng hắn là bí thư huyện ủy. Chẳng cần phải chấp nhặt với hai viên cảnh sát này làm gì, càng huống hồ giờ đây Trình Diệm Đông đã đến rồi, hắn không cần phải hỏi đến những việc này nữa. Sắc mặt Trình Diệm Đông nghiêm khắc nhìn hai viên cảnh sát, làm việc rất đúng giờ rất kịp thời mà. Từ lúc báo cảnh sát đến giờ mới được mấy chục phút mà, rất tốt. Hai viên cảnh sát đương nhiên nghe ra Trình Diệm Đông đang nói ngược, có lẽ là bị dọa đến độ ngớ ra, viên cảnh sát thấp lắp bắp, Trình cục, trên đường bị tắc xe. Sau khi nói xong, gã biết ngay là mình đã nói bừa, sao mình lại nói ra cái lý do khốn nạn vậy chứ? Đồng nghiệp của gã chỉ muốn dùng băng keo dán ngay miệng gã lại mà thôi. Mẹ kiếp, tắc đường cái khỉ gì? Giữa đêm giữa hôm, trên đường còn chẳng có mấy chiếc xe, anh thật là biết tìm lý do đấy. Trương Dương không chịu nổi liền cười một tiếng, xe cứu thương cũng đến rồi, hai tên côn đồ bị thương không nhẹ, cần phải đưa vào bệnh viện để tiến hành một số xử lý cần thiết. Cảnh Minh Minh không có vấn đề gì quá lớn. Cô đứng dậy đỡ lấy chiếc xe đạp, Trương Dương nói với Trình Diệm Đông, anh sắp xếp người đưa Cảnh Minh Minh về nhà đi. Trình Diệm Đông gật đầu, gã chỉ vào đèn hai bên đường rồi nói, bí thư Trương, buổi tối đèn đường đều không cần bật sao. Đây là đường chính kia mà. Gã nói như vậy không phải là thoái thác trách nhiệm, điều này thật sự là một vấn đề. Con đường họ đang đứng đây là đường chính trong Tân Hải, tối nay chẳng hề có đèn đường tối om, về một mặt nào đó. Thế này có nghĩa là đang tạo điều kiện cho bọn phạm tội, việc này cần phải thay đổi ngay. Lần này Trương Đại Quan quyết định khiêm nhường, hắn dặn dò Trình Diệm Đông, không được tiết lộ hành động hiệp nghĩa của hắn lần này ra, nếu không thì lại dẫn đến một loạt phiền phức. Giờ đây Trương Dương cứ nghĩ đến tin tức thời sự là lại đau đầu, dù là ai cũng vậy, cứ bị phóng viên ngắm vào là mất đi tự do. Hơn nữa, việc này nếu như đồn ra ngoài, lãnh đạo thành phố lại cho rằng hắn cố tình gây dựng hình tượng. Những việc thế này không thể làm đi làm lại được. Bí thư thị ủy Hạng Thành trước đó còn có chút không ưng Trương Dương, nhưng khi y biết rằng Trương Dương đã qua mặt mình, trực tiếp đệ đơn lên quốc vụ viện, yêu cầu vấn đề nâng cấp thành thành phố của Tân Hải, giờ đây y chỉ cảm thấy phản cảm với Trương Dương. Trước khi Trương Dương đến Bắc Cảng, Hạng Thành đã có chút chuẩn bị tâm lý, biết rằng tiểu tử này là một sự phiền toái, Hạng Thành không muốn đưa hắn về đây một chút nào, nhưng Hạng Thành lại không thể nào ngăn chuyện này xảy ra. Có thể nói rằng, từ khi Trương Dương đặt chân lên Bắc Cảng, Hạng Thành đã bắt đầu lưu ý đến nhất cử nhất động của hắn. Trương Dương đến Bắc Cảng đã được hơn 10 ngày, thời gian này,
ngoài việc mèo mù vớ cá rán là cứu người, thằng thề thấy một điểm sáng nào khác trên người hắn. Hạng Thành thậm chí còn cho rằng Trương Dương có khiếm khuyết rất lớn về trình độ chính trị, dù sao thì hắn vẫn còn trẻ, một người thanh niên mới 27 tuổi làm sao có kinh nghiệm quản lý cho được. Hắn có thể làm được đến chức cao thế này, nguyên nhân cơ bản nằm ở bối cảnh đằng sau hắn, nếu như hắn không có người cha nuôi là phó thủ tướng, nếu như hắn không có nhạc phụ là bí thư tỉnh ủy, thì tiểu tử này còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào. Sau khi Trương Dương cứu người, Hạng Thành lại có thêm một ý kiến về hắn. Đó chính là thích thể hiện bản thân, trẻ tuổi bộp chộp, thiếu kinh nghiệm quản lý mà lại cứ thích thể hiện mình. Những nhân tố này gộp lại đã trở thành ấn tượng ban đầu của Hạng Thành với hắn, việc bảo Trương Dương đi báo cáo ở trường đảng là do Hạng Thành cố ý, mục đích của y là để cho Trương Dương hiểu được một điều, rất nhiều lúc thích thể hiện quá cũng không phải là chuyện tốt. Từ trước đến nay, rất nhiều người đã báo cáo ngầm với Hạng Thành tất cả những hành động của Trương Dương kể từ khi đến Tân Hải, trong mắt Hạng Thành, tiểu tử này chỉ biết làm vớ làm vẩn. Đến nhiều ngày như vậy rồi mà chẳng làm được việc gì tử tế ra hồn. Nhưng hôm nay, Trương Dương đã tuyên bố trong cuộc họp thường vụ lần đầu tiên do hắn triệu tập, hắn phải nâng cấp Tân Hải thành thành phố. Hơn nữa, hắn đã đệ đơn thẳng đến Quốc vụ viện, điều làm cho Hạng Thành cảm thấy tức giận là, trước đó, tiểu tử này không hề để lộ ra một chút tin tức nào, lại còn dám qua mặt của bí thư thị ủy là y nữa. Y không thể nào không suy tính đến điểm này, rõ ràng đây là một sự cố ý. Hạng Thành sau khi biết được tin này, sắc mặt của y ngay lập tức trở nên khó coi, sau khi ăn xong cơm tối, một mình y về trong thư phòng, y có quyền uy tuyệt đối trong gia đình này, khi y tức giận, cả nhà đều không dám làm phiền y. Hạng Thành mở tiếng TV rất lớn trong thư phòng, nhưng mắt của y không hề nhìn vào màn hình, không hề nhìn dù chỉ một phút, trong đầu y đang nghĩ đến việc xin phép nâng cấp lên thành phố của Tân Hải, việc này bí thư huyện ủy Tân Hải 2 năm trước là Cửu Thế Kiệt đã đề xuất rồi, lúc đó. Hạng Thành mang việc này đi thảo luận ở cuộc họp thường ủy, giành được đại đa số thường ủy bỏ phiếu tán thành, cuối cùng được thông qua, Hạng Thành cũng bỏ phiếu tán thành, quan hệ giữa y và Cửu Thế Kiệt rất tốt, Cửu Thế Kiệt vì chuyện này đã nhờ vả y không tí. Nếu như Hạng Thành không gật đầu, thì Cửu Thế Kiệt đâu dám đề ra việc này. Mặc dù Hạng Thành đã gật đầu, nhưng y cũng biết rằng việc này rất khó thông qua, mặc dù điều kiện mọi mặt của Tân Hải đã hoàn toàn đáp ứng được, nhưng mỗi năm có nhiều khu vực đề xuất đến vậy. GOP của Tân Hải thuộc vào hạng lạc hậu trong số đó, Cửu Thế Kiệt lại không có quan hệ gì ở thượng tầng, muốn làm được chuyện này là điều rất khó. Nếu như Hạng Thành ra tay, thì việc chuyển lên thành phố của Tân Hải đã xong lâu rồi, chỉ cần y đồng ý mở miệng tìm Tiết Lão giúp đỡ, thì Tiết Lão nhất định sẽ giúp y, với việc của y, Tiết Lão đều giúp rất nhiệt tình, trong 10 năm loạn lạc, nếu như không phải là y đã ôm lấy Tiết Lão, thì Tiết Lão có lẽ chẳng đợi được đến ngày này, Tiết Lão. Và cả Tiết gia đều coi y như một ân nhân, y đã cứu Tiết Lão, đồng nghĩa với việc, cứu cả sinh mệnh chính trị của Tiết Lão, cũng có nghĩa là đã cứu cả Tiết gia. Những người hiểu về Hạng Thành đều biết rằng, y không bao giờ nói với người ngoài về chuyện này, y cũng chưa từng nhờ và Tiết Lão làm điều gì, chính vì vậy, Tiết Lão mới thật sự quý y, cho rằng Hạng Thành là một nhân sĩ trọng nghĩa, vô cùng chân thành với Tiết gia. Mặc dù Hạng Thành chưa từng mở miệng nhờ Tiết Lão làm gì, nhưng y cũng biết rằng, mình có địa vị chính trị ngày hôm nay, có quan hệ lớn với việc ngầm giúp đỡ của Tiết Lão là một người có ân tất báo, càng là một người Hạng Thành tôn trọng nhất cuộc đời này. Tiết Lão cũng hiểu rằng năng lực chính trị của Hạng Thành có hạn, biết rằng Hạng Thành nhiều nhất cũng chỉ đi được đến đây, thậm chí có người cho rằng năng lực của Hạng Thành không đủ đáp ứng vị trí hiện tại, nhưng Tiết Lão lại cho rằng Hạng Thành làm rất tốt, đây cũng là lý do Hạng Thành có thể tại nhiệm đến hai kỳ. Thời đại đang thay đổi. Hạng Thành hiểu rằng mình không thể nào cứ ở Bắc Cảng mãi được, nhất định có một ngày, y phải đối mặt với việc nghỉ hưu, y cũng không nghĩ đến việc sẽ tiến thêm bước nữa, y chỉ muốn trước khi mình nghỉ hưu, ổn định ở vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng. Kinh tế của Bắc Cảng mặc dù nằm ở khúc cuối của Bình Hải, nhưng quan trường ở Bắc Cảng lại luôn rất ổn định, trước khi Cảng Phú Long xảy ra hỏa hoạn, môi trường chính trị của Bắc Cảng rất ổn định, Hạng Thành có quyền uy tuyệt đối trên mặt đất này. Nhưng từ khi tổ chức quyết định để Trương Dương đến đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy, nội tâm Hạng Thành đã trở nên bất an, mặc dù y luôn phủ nhận sự bất an này là do Trương Dương mang đến, thậm chí y còn nói với chính bản thân rằng, Trương Dương chỉ là một thằng oát con mặt búng ra sữa mà thôi. Nhưng sau hơn 10 ngày từ khi Trương Dương đến với Bắc Cảng, cuối cùng đã chứng minh rằng sự bất an của y là có nguyên nhân, gã đã có một dự cảm không lành với tất cả những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Quan mới lên bao giờ cũng phải kèm theo sự thay đổi, chẳng có một quan chức nào thầm lặng không lên tiếng từ đầu đến cuối,
Hạng Thành vốn tưởng rằng việc Trương Dương anh hùng cứu người đã là sự thay đổi đầu tiên của hắn với nơi đây, giờ đây y đột nhiên hiểu rằng, hóa ra y đã nghĩ nhầm, việc nâng cấp lên thành phố mới là mục đích của Trương Dương, đây mới là nơi hắn muốn nhóm ngọn đuốc đầu tiên của mình. Tân Hải vẫn thuộc về Bắc Cảng, nhưng có một vấn đề mang tính chất cơ bản, đó là tầng lớp thứ bậc đã thay đổi, nếu như huyện Tân Hải trở thành thành phố Tân Hải, thì sẽ không trực thuộc quyền quản lý của thành phố Bắc Cảng nữa, và sẽ thuộc vào quyền quản lý trực tiếp của chính phủ tỉnh, thành phố Bắc Cảng chỉ quản lý thay mà thôi. Điều này quyết định phạm vi quyền hạn của Tân Hải cũng thay đổi, kẻ giảm người tăng, điều này có nghĩa là, sự khống chế của Hạng Thành với Tân Hải sẽ giảm bớt không ít, mà điều này là điều Hạng Thành không hề muốn. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, từ tiếng chuông cửa, Hạng Thành có thể nhận ra đó là vợ y, Mã Minh Lệ, khi tâm trạng y không tốt, con cái không dám đến làm phiền, Mã Minh Lệ đẩy cửa phòng bước vào nói, tiểu cung đến rồi. Chương 1392, kẻ giảm người tăng 2. Tiểu cung là thị trưởng thành phố Bắc Cảng, cung Hoàn Sơn, năm nay y đã 51 tuổi, theo lý thường mà nói thì đã già, nhưng vì lý do về họ, chẳng ai gọi y là lão cung, đương nhiên vợ y thì ngoại lệ. Chữ lão cung đồng âm với lão công có nghĩa là chồng. Cung Hoàn Sơn sáng nay mới từ kinh thành về, quan hệ của y và Hạng Thành rất tốt, từ khi y lên được vị trí thị trưởng, hai người phối hợp rất ăn khớp. Mặc dù kinh tế Bắc Cảng trong tay y chẳng mấy phát triển, nhưng tầng lớp lãnh đạo của Bắc Cảng rất đoàn kết ổn định, không hề xuất hiện hiện tượng đấu đá nội bộ, đây cũng là điểm Hạng Thành tự hào nhất. Hạng Thành không xuống lầu, mà bảo vợ mời cung Hoàn Sơn đến thư phòng của mình, đây không phải là vì y tỏ thế lãnh đạo, mà là vì y không muốn cuộc đối thoại giữa mình và cung Hoàn Sơn bị người khác nghe thấy, dù là người nhà y cũng không muốn. Không lâu sau, cung Hoàn Sơn đã đến thư phòng của Hạng Thành, khi ở dưới lầu, đã đưa những đặc sản y mang từ kinh thành về cho Mã Minh Lệ, vào trong thư phòng của Hạng Thành, lại đưa cho y một hộp sâm cao ly, bí thư Hạng, đây là quà tôi mua ở kinh thành, nghe nói gần đây anh nghỉ ngơi không được tốt, nên tôi đã mua ít sâm cao ly cho anh tẩm bổ. Hạng Thành cười nói, Hoàn Sơn, có tẩm bổ gì cũng phải nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cứ uống linh tinh không những không tốt gì, mà có khi còn không có lợi với sức khỏe đấy. Hạng Thành nhận lấy hộp sâm cao ly rồi nhìn, thật sự là hàng tốt, y chỉ vào chiếc bàn ở gần cửa sổ, y và cung Hoàn Sơn cùng đến đó ngồi. Thấy thủ pháp pha trà thuần thục của Hạng Thành, cung Hoàn Sơn mỉm cười nói, bí thư Hạng đúng là nghiên cứu sâu về trà đạo, đời này của tôi đều không đuổi kịp. Hạng Thành nói, công việc của anh là nghiên cứu người, chứ không phải là nghiên cứu trà. Cung Hoàn Sơn cười hà hà một tiếng rồi nói, bí thư Hạng, lần này đến kinh thành tôi đã đi thăm Tiết lão. Hạng Thành gật đầu nói, món quà tôi nhờ anh đưa anh có đưa đến nơi không? Thứ Hạng Thành tặng không phải là đồ gì quý báu, chỉ là món ăn mà mẹ y đích thân làm, Tiết lão rất thích ăn, vì vậy chỉ cần có cơ hội, Hạng Thành đều đích thân hoặc nhờ người mang cho Tiết lão. Cung Hoàn Sơn nói, tôi đã tặng rồi, Tiết lão rất vui, còn giữ tôi ăn cơm nữa. Buổi trưa ngày hôm đó đã mở ra ăn rồi, ăn liền 3 quả ớt một lúc. Trước mắt Hạng Thành hiện ra nét mặt vui vẻ của Tiết lão. Bờ môi y nở nụ cười, gần đây Tiết lão có được khỏe không? Cung Hoàn Sơn nói, khỏe lắm. Ông còn nói đợi khi nào ấm trời hơn một chút, ông sẽ đến Bắc Cảng chơi. Hạng Thành nói, hay quá. Cung Hoàn Sơn uống một ngụm trà, ánh mắt thầm quan sát Hạng Thành, y đã ở cùng Hạng Thành nhiều năm nay, y khá hiểu về Hạng Thành, dù là một biểu hiện nhỏ bé của Hạng Thành, y cũng có thể nhận ra tâm trạng lúc đó của Hạng Thành. Cung Hoàn Sơn có thể khẳng định rằng tâm trạng của Hạng Thành lúc này không tốt. Y nói rất cẩn thận, bí thư Hạng, mấy ngày vừa rồi tôi đi, Bắc Cảng có xảy ra chuyện gì không? Hạng Thành nói chậm rãi, bí thư huyện ủy mới của Tân Hải, Trương Dương, đã đến rồi. Cung Hoàn Sơn gật đầu nói, tôi biết, đó là con rể tương lai của bí thư tỉnh ủy Tống, mặc dù tôi ở kinh thành, nhưng vẫn xem được một vài tin thời sự về cậu ta, xem ra cậu ta cũng có chút khả năng đó, vừa đến Bắc Cảng đã nổi tiếng ngay rồi. Hạng Thành nói, cậu ta đã đệ đơn lên quốc vụ viện về việc nâng cấp Tân Hải thành thành phố. Cung Hoàn Sơn hơi ngớ người, y đặt cốc trà lên bàn rồi nói, anh đồng ý rồi sao? Hạng Thành nói, đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa nói với tôi. Cung Hoàn Sơn ngớ người, y gần như không thể tin được vào tai của mình, Tân Hải là huyện trực thuộc Bắc Cảng, Trương Dương là bí thư huyện ủy, hắn đề ra việc nâng cấp lên thành phố, mà lại không thông báo với lãnh đạo thượng cấp, điều này không hề hợp lý chút nào. Trương Dương có ngông cuồng đến mấy, thì cũng không thể không quan tâm đến trên đầu mình vẫn còn lãnh đạo. Cung Hoàn Sơn nói, đơn đã đệ lên rồi sao?
Hạng Thành gật đầu nói, theo tình hình tôi biết, thì đã đệ lên rồi. Cung Hoàn Sơn nói, đây chẳng phải là làm vớ vẩn sao. Việc nâng cấp lên thành phố cần phải được thành phố suy nghĩ kỹ càng, nghiên cứu cẩn thận mới quyết định được, cậu ta vừa đến Tân Hải, không hiểu gì về tình hình thực tế mà còn đòi làm gì chứ. Hạng Thành nói, tôi không phải không tán thành việc nâng cấp lên thành phố, năm kia khi Cứu Thế Kiệt còn tại nhiệm, đã đề ra chuyện này rồi, tôi đã ủng hộ hết sức mình, nhưng giờ không còn giống như trước kia nữa, ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn cảng Phú Long Tân Hải vẫn còn đó, đến giờ những người nhà của người gặp nạn vẫn chẳng mấy ai ký tên vào tờ giấy bồi thường, lúc này mà đệ đơn xin phép lên quốc vụ viện, chẳng qua là làm loạn thêm thôi. Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương này thật là chẳng coi lãnh đạo ra gì, đúng là quá ngông cuồng. Hạng Thành thở dài nói, thanh niên trẻ tuổi nhiệt tình là một việc tốt, nhưng cũng không thể nào làm quá lố được, cứ hứng lên, nghĩ gì là làm đấy, đến cuối cùng chắc chắn sẽ gây tổn thất cho quốc gia. Nhưng Bí Thư Tống đã đưa cậu ta đến chỗ tôi đây, thì tôi cũng phải nhìn vào tính tích cực của cán bộ trẻ tuổi, nếu như phê bình quá nặng, thì sợ rằng làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ta, từ đó không còn lòng nhiệt tình nữa, nhưng nếu không phê bình, thì về sau nói không chừng cậu ta còn làm quá đáng hơn. Giờ đây tôi thật sự là mâu thuẫn. Cung Hoàn Sơn vẫn không thể hiểu, Hạng Thành làm sao có thể sợ Trương Dương tổn thương lòng tự trọng chứ, điều y lo lắng là nhạc phụ tương lai của Trương Dương kìa, đó là Tống Hoài Minh, bí thư tỉnh ủy, có câu nói rằng, vuốt mặt phải nể mũi, nếu như Hạng Thành đối xử quá nghiêm khắc với Trương Dương, sợ rằng sẽ đắc tội với Tống Hoài Minh. Cung Hoàn Sơn nói, thật ra lúc đầu tôi đã không tán thành để cậu ta đến, một cán bộ thế này không dễ quản lý. Hạng Thành mỉm cười nói, những việc lãnh đạo đã quyết, chúng ta cũng không thể nói gì được. Trương Dương đến Tân Hải, là do tỉnh trưởng Chu Hưng Dân đề cử, bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh thầm đồng ý, hai vị này đã định chuyện gì, đâu phải là thứ họ có thể thay đổi. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư Hạng, hay là chúng ta tìm cậu ta để nói chuyện tử tế. Hạng Thành gật đầu. Thật ra Cung Hoàn Sơn hiểu rằng Hạng Thành có ý vậy, y không muốn ra mặt, sợ đắc tội với Tống Hoài Minh. Những việc đắc tội người khác này vẫn để Cung Hoàn Sơn làm, nhưng Cung Hoàn Sơn chẳng hề trách than, y khá nể sợ Hạng Thành, coi Hạng Thành như thầy giáo và người huynh trưởng. Hạng Thành chẳng còn bao lâu nữa đã phải xuống khỏi cái ghế bí thư Bắc Cảng, trong mắt người khác, vị trí này chẳng còn nghi ngờ gì sẽ thuộc về Cung Hoàn Sơn. Thậm chí ngay cả Hạng Thành cũng nhiều lần lộ ra ý sẽ nhường lại vị trí này cho Cung Hoàn Sơn, chỉ có giao cho người đáng tin cậy, mới có thể bảo vệ lợi ích chính trị của mình. Mới có thể tiếp tục được quan điểm chính trị của mình, đây là hiện thực mà bất cứ vị lãnh đạo nào cũng đều suy nghĩ đến. Cung Hoàn Sơn khi đi làm vào ngày hôm sau, đã đích thân gọi điện cho Trương Dương, vốn dĩ, y chuẩn bị bảo thư ký gọi cuộc điện thoại này, nhưng nghĩ một chút, vẫn từ bỏ ý định đó, mặc dù Trương Dương là cấp dưới của y, nhưng không phải là nhân vật bình thường, đằng sau Trương Dương còn có cả một tòa núi rất lớn, trước kia y và Trương Dương chưa từng tiếp xúc, y không hiểu về người cán bộ trẻ tuổi này. Có thể nói rằng, lần đầu tiên tiếp xúc của họ không thể ở trong không khí hòa bình, thậm chí có thể xảy ra chút mâu thuẫn. Cung Hoàn Sơn luôn làm theo một nguyên tắc trên quan trường, dĩ hòa vi quý. Một người luôn thích đối địch trong quan trường sẽ không thể nào đi được quá xa, Cung Hoàn Sơn vẫn còn một đoạn đường nữa trên sĩ đồ của mình, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Khi Trương Dương nhận được điện thoại, hắn đang trên đường đến xưởng sản xuất bia huyện Tân Hải, hắn cảm thấy bia Lam Hải khá được. Nghe nói hiệu suất của xưởng bia huyện Tân Hải rất kém, năm nay đã nợ công nhân nửa năm tiền lương rồi, vì vậy, sẽ lấy Lam Hải làm thí điểm cải cách xí nghiệp đầu tiên. Trương Dương làm việc rất nhanh chóng, ngay lập tức đã liên lạc với đô đốc Lưu Kim Thành của xưởng rượu Giang Thành, bảo gã dẫn những lực lượng cốt cán để giúp đỡ chỉnh đốn lại xưởng bia, tại sao một doanh nghiệp có sản phẩm tốt vậy, mà hiệu quả lại kém vậy chứ? Trương Dương không ngờ rằng Cung Hoàn Sơn gọi điện thoại cho mình, với vị thị trưởng thành phố Bắc Cảng. Phó Bí thư Thị ủy thành phố Bắc Cảng, Trương Dương vẫn rất khách sáo, thị trưởng Cung, ông về rồi ư. Lần trước tôi đến thành phố đã muốn đi thăm ông, nhưng đáng tiếc ông đã đến kinh thành mất rồi. Cung Hoàn Sơn cười hà hà nói, tiểu Trương à, tối qua tôi vừa mới về đến đây, đã nghe nói đến chuyện của cậu rồi, cậu thật là có năng lực đấy. Trương Dương nhất thời không nhận ra câu này của y là với ý tốt hay ý xấu, liền cười nói, vừa mới đến đây, tôi vẫn chưa biết gì cả. Không nỗ lực làm việc thì làm sao xứng với kỳ vọng của lãnh đạo. Được, được, tôi thích những cán bộ trẻ chăm chỉ như cậu lắm, hôm nay có rảnh không, đến đây nói chuyện một chút. Ngữ khí của Cung Hoàn Sơn làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết, giống như rất quen với Trương Dương vậy. Trương Dương nói, thị trưởng Cung vừa về nhất định rất bận,
hay là đợi mấy ngày nữa tôi sẽ qua đó. Hắn lờ mờ cảm nhận rằng lần này Cung Hoàn Sơn tìm hắn là vì chuyện chuyển đổi lên thành phố, mặc dù ông là thị trưởng, nhưng không phải là cứ gọi tôi đến là tôi phải đến ngay lập tức. Cung Hoàn Sơn thấy Trương Dương nói vậy, trong lòng hơi thấy bực mình, tôi là thượng cấp của cậu đấy nhé, tôi gọi cậu đến, đáng lẽ cậu phải chạy đến ngay mới đúng, không ngờ lại dám từ chối, còn nói để mấy ngày nữa chứ, tiểu tử nhà cậu mặc dù có người chồng eo cho, nhưng ở đây dù sao cũng là trên địa phận Bắc Cảng, tôi đường đường là thị trưởng Bắc Cảng, còn không thể nào sai được cậu sao. Cung Hoàn Sơn nói, chẳng có chuyện gì, thế này đi, 2 giờ rưỡi chiều nay tôi đợi cậu ở phòng làm việc của tôi. Cung Hoàn Sơn vốn rất nể mặt Trương Dương, không ngờ tiểu tử này lại chẳng nghe lời vậy, đã không ưa nhẹ, thì phải làm mạnh vậy, ông đây bảo cậu đến, cậu nhất định phải đến. Trương Dương nghe thấy Cung Hoàn Sơn đã nói đến mức này, nếu như mình còn từ chối, sẽ trở nên bất kính, dù sao thì người ta cũng là thị trưởng, cần phải nể mặt người ta, Trương Dương cười nói, 2 giờ rưỡi sao? Thị trưởng Cung, trong tay tôi một đống việc, hay là thế này đi, 3 giờ có được không? 3 giờ tôi nhất định sẽ đến được. Cung Hoàn Sơn vô cùng tức giận, tiểu tử khốn kiếp, còn mặc cả với tôi nữa à, nếu như nhạc phụ của cậu không phải là bí thư tỉnh ủy, ông đây sẽ nói với cậu bằng thái độ tử tế vậy sao? Cung Hoàn Sơn chuyển ngay sang thái độ lạnh nhạt, tự cậu xem làm thế nào thì làm. Nói xong y liền cúp điện thoại. Trương Đại Quan nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, liền cười, nói với Phó trưởng Trinh đứng ở một bên, hình như thị trưởng Cung hơi bực mình thì phải. Phó trưởng Trinh nghe thấy rất rõ ràng ở bên cạnh, thầm nói, Cung Hoàn Sơn không bực mới là lạ, người ta là thị trưởng, anh là bí thư huyện ủy, người ta bảo anh đến, mà anh còn mặc cả với người ta, đây rõ ràng là khiêu chiến với uy quyền của thị trưởng rồi. Phó trưởng Trinh ở bên cạnh Trương Dương đã lâu, biết rằng, hắn không giống với người khác, Trương Dương thích khiêu chiến với tất cả những người thích khiêu chiến, đây không có nghĩa là Trương Đại Quan thích làm liều, lúc này còn không biết hắn ta có ý định gì. Chương 1393, kẻ giảm người tăng 3. Trương Dương nói với Chu Hổ Sơn đang lái xe, Hổ Tử, chuẩn bị một chút đi, chúng ta ăn xong cơm trưa sẽ vào thành phố một chuyến. Chu Sơn Hổ nói, không vấn đề gì, bí thư Trương chỉ đâu, tôi sẽ đánh đấy. Chiếc xe ô tô đến xưởng bia ở khu ngoại ô huyện thành, Trương Dương không thông báo với bên xưởng bia rằng hôm nay hắn đến, vì vậy trước cửa không có biểu ngữ chào mừng, chỉ có 2 ông già đang ngồi ở phòng bảo vệ tắm nắng. Họ chẳng thèm để ý gì, vẫn nói chuyện rất tự do. Phó trưởng Trinh đến bên Trương Dương, có cần phải bảo họ liên lạc với lãnh đạo họ một chút không? Trương Dương lắc đầu nói, đợi lão Lưu đến rồi hắn hay. Hắn nhìn thời gian, khi đi ra hỏi trung tâm hành chính, hắn có gọi điện cho Lưu Kim Thành, nói rằng đã ở ngoài huyện thành rồi, sao giờ vẫn chưa đến đây, chẳng lẽ một huyện thành nhỏ như Tân Hải cũng lạc đường được sao? Khi Trương Đại Quan chuẩn bị gọi điện thoại, liền nhìn thấy một chiếc xe Honda đi đến, biển xe của Giang Thành, đó chính là những người quản lý xưởng rượu Giang Thành, chiếc xe dừng lại trước cửa, Lưu Kim Thành của xưởng rượu Giang Thành vội vàng xuống xe, cười rất sáng lạn, hai tay giơ về phía Trương Dương, bí thư Trương, lâu rồi không gặp. Trương Dương vui vẻ giơ tay ra, bắt tay với Lưu Kim Thành, lão Lưu à, anh lại béo rồi. Mỗi lần thấy anh, cái bụng này đều to ra. Lưu Kim Thành khổ sở nói, toàn là vì ăn cơm bằng tiền công cả. Nhưng ở Trung Quốc, không ăn thì không thành được việc làm ăn, nói chuyện làm ăn đều phải nói trên bàn cơm cả, tôi chỉ muốn bỏ ngay việc, nhưng thế này thì thật sự không sống được. Trương Dương biết rằng ngoài miệng tên này thì trách móc, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ vậy, hắn gật đầu nói với Phó Trường Trinh, bảo đôn đốc của họ ra đây. Trương Đại Quan làm việc từ trước đến giờ đều không theo thói thường, đến khảo sát xưởng bia cũng là nổi hứng nhất thời mà thôi, hắn chẳng hề thông báo với người khác, cũng chẳng hề có dự định này. Hắn bắt đầu làm từ cơ tầng mà lên, hắn đã hiểu rất rõ về chủ nghĩa hình thức ở đây rồi, nếu như thông báo với xưởng bia trước, bên xưởng nhất định sẽ treo biểu ngữ, nhiệt liệt chào mừng, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ coi đây là một việc lớn. Trương Đại Quan không thích giả tạo, nên như thế nào thì là như thế, nếu như để họ chuẩn bị từ trước, thì sẽ chẳng nhìn được ra vấn đề gì cả. Hắn mời đám người Lưu Kim Thành đến là để giúp cho xưởng bia sửa chữa lại. Đô đốc xưởng bia Vương Quảng Đường nghe nói có bí thư huyện ủy giá đáo, hơn nữa còn dẫn một đoàn lãnh đạo xưởng rượu Giang Thành đến, ngay lập tức liền hoảng, gã thật sự không hiểu, tại sao bí thư huyện ủy lại đến một cách bất ngờ thế này. Xưởng bia này ở Tân Hải không được coi là một doanh nghiệp cốt cán gì, trước kia rất ít có lãnh đạo chú ý đến nơi này, bí thư huyện ủy trước, Cữu Thế Kiệt chẳng đến đây lấy một lần, huyện trưởng Hứa Song Kỳ cũng vậy,
sao vị bí thư Trương mới đến này đã đột nhiên đến xưởng bia, làm cho gã không kịp chuẩn bị gì. Trương Dương và Lưu Kim Thành bước vào xưởng bia, đầu tiên họ xem giới thiệu về xưởng ở bảng thông báo, không đợi họ xem xong, đô đốc xưởng Vương Quảng Đường đã đến rồi. Vương Quảng Đường là một tên béo hơn 100 kg, từ phòng làm việc đến đây phải chạy hơn 300 mét, hơn nữa lại phải chạy cầu thang từ tầng 4 xuống, với gã đây là một việc khó khăn. Vương Quảng Đường thở dốc, còn chưa đến bên cạnh Trương Dương, đã nói từ xa, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, bí thư Trương, đến xưởng của tôi. Thị sát. Trương Dương thấy một người béo như vậy chạy đến, đằng sau còn đi theo hơn 10 cán bộ, cảm thấy rất thú vị, bờ môi lộ ra một nụ cười. Vương Quảng Đường đến trước mặt Trương Dương, chân nhũn cả ra, một là vì cảm thấy mệt, hai là vì trong lòng cảm thấy sợ hãi, đối diện với bí thư huyện ủy, gã sợ hãi là chuyện bình thường. Trương Dương cười nói, anh là đồng chí Vương Quảng Đường đúng không? Vương Quảng Đường gật đầu, lúc này không còn nói ra lời được nữa, chỉ cảm thấy cổ họng khô khan, mồ hôi trên người không ngừng túa ra. Trương Dương nói, anh không cần phải căng thẳng, hôm nay tôi đã mời những người của bên quản lý và nghiên cứu kỹ thuật của xưởng rượu Giang Thành đến, để giúp xưởng bia Tân Hải xem xét những vấn đề còn tồn tại sao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp không ngừng đi xuống. Vương Quảng Đường đã từng gặp Lưu Kim Thành, có điều không quen lắm, mặc dù cùng là làm về rượu, nhưng loại hình không giống nhau. Lưu Kim Thành đến cười bắt tay với Vương Quảng Đường, đô đốc Vương, bí thư Trương bảo chúng tôi đến đây tham quan xưởng bia của mọi người, không biết anh có chào đón không? Vương Quảng Đường nói, hoan nghênh, bình thường tôi có muốn mời cũng không mời được các anh đến. Lúc này gã đã bắt đầu lấy lại được hơi. Cả buổi sáng, Vương Quảng Đường dẫn những người này tham quan trong xưởng, xem kho ủ rượu, rồi rót rượu, đóng gói, xem cả trung tâm nghiên cứu khai thác, nhà ăn công nhân, khu làm việc, cuối cùng dẫn họ xem vườn hoa trong xưởng. Nếu nói tổng thể, thì môi trường của xưởng bia khá được, nhưng người trong ngành vẫn nhìn ra rất nhiều vấn đề, đáp ứng yêu cầu của Trương Dương. Vương Quảng Đường tổ chức những lực lượng cốn cán trong xưởng đến giao lưu với hội người đến từ Giang Thành. Trương Dương cũng tham gia cuộc giao lưu lần này. Trong cuộc giao lưu, Vương Quảng Đường đã lấy mấy sản phẩm của xưởng họ ra để mọi người uống thử. Trương Dương uống một ngụm bia lớn rồi nói, mặc dù tôi không phải là bên chuyên, nhưng nếu nhìn từ góc độ của một người ngoài ngành, thì tôi cho rằng hương vị của bia Lam Hải thật sự khá ngon, không thua kém gì so với những thương hiệu lớn trong nước, mà giá thành lại thấp hơn so với những nhà xưởng có tiếng nhiều như vậy, tại sao lượng bán ra lại không thể nâng cao lên được? Có sản phẩm tốt, tại sao doanh nghiệp vẫn thua lỗ? Vương Quảng Đường đỏ mặt tự kiểm điểm, gã nói đầy ân hận, bí thư Trương, đây là có liên quan đến trình độ quản lý của tôi, là những thiếu sót về trình độ quản lý của tôi mới gây nên cục diện này. Trương Dương mỉm cười nói, đây không phải là lúc tự kiểm điểm, tôi đã xem về tư liệu của xưởng bia các anh làm đô đốc mới được một năm, trước khi anh tại nhiệm, tình hình kinh doanh còn tồi tệ hơn. Lưu Kim Thành nói, bí thư Trương đã gọi chúng tôi đến, bảo chúng tôi ra chủ ý giúp, tìm nguyên nhân bệnh của xưởng bia Tân Hải, thì có một vài điều tôi sẽ nói thẳng ra đây, làm cái ngành rượu bia này, trước kia luôn nghĩ rằng, chỉ cần có sản phẩm tốt là sẽ không sợ không bán được, nhưng giờ đây thời đại đã không còn thế nữa, thời đại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, cạnh tranh vô cùng ác liệt, thị trường chỉ có từng ấy thôi, nhưng lại có vô số doanh nghiệp cùng sản xuất một loại hình sản phẩm. Nói một cách khác, người tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn, anh muốn để cho người tiêu dùng mua sản phẩm của anh, thì anh phải có chỗ làm họ cảm thấy đáng mua. Hương vị của anh ngon hơn của các doanh nghiệp khác, hay là do danh tiếng của anh nổi trội hơn? Hay là giá thành của anh thấp hơn? Hay là kênh bán hàng của anh đủ lớn? Vương Quảng Đường không nói gì, nghe một cách chăm chú. Lưu Kim Thành uống một ngụm bia rồi nói, tôi thừa nhận, hương vị của bia Lam Hải khá ngon, nhưng nếu so sánh với những thương hiệu nổi tiếng trong nước thì vẫn kém, nếu so sánh với những thương hiệu lân cận cũng không có ưu thế tuyệt đối. Vì vậy mới nói rằng nếu chỉ dựa vào chất lượng không thôi thì chưa đủ sức cạnh tranh, còn về thương hiệu, thì tôi càng không cần phải nói nữa, giờ đây thị trường bia của Bình Hải về cơ bản đã bị bia của Lam Sơn và Đông Giang lũng đoạn, sản phẩm chúng ta thường thấy nhất trên thị trường Giang Thành là Lam Sơn Lục Bảo. Kế đến là Đông Giang Thanh Tuyền, ở dưới nữa là những thương hiệu khác trong nước, nhưng thương hiệu gió chủ yếu đánh vào thị trường cao cấp, thậm chí bia của Bắc Nguyên cũng thấy không ít, nhưng về cơ bản, chẳng có ai kinh doanh bia của Lam Hải hết. Điều này đã chứng minh rằng sức thu hút thương hiệu của các anh không được. Về mặt giá cả của các anh đưa ra cũng không có ưu thế mấy so với Lục Bảo, Thanh Tuyền, còn về kênh bán hàng, thì chẳng có cách nào để đọ với người ta. Vương Quảng Đường nói, tôi biết, chúng tôi cũng rất muốn quảng cáo,
nhưng xưởng đâu có tiền chứ. Gã nhìn sang Trương Dương, lúc này gã đã hiểu rồi, vị bí thư huyện ủy mới lên này là muốn đến đây để giúp gã. Lưu Kim Thành nói, chỉ dựa vào quảng cáo không cứu nổi xưởng bia đâu, đánh vào giá cả cũng không phải là mục đích cuối cùng. Với ngành bia rượu, muốn làm lâu dài, thì phải để tâm vào công nghệ và chất lượng. Tôi nói một câu không khách sáo thế này, xưởng bia Tân Hải cần phải tiến hành cải cách ngay lập tức, nếu không cuối cùng chỉ có nước đóng cửa. Đại biểu bên xưởng bia Tân Hải không nói gì, thậm chí trong bọn họ không ai cảm thấy không phục, bởi lẽ người nói câu này là đại ca của giới bia rượu Bình Hải. Thấy sự phát triển của xưởng rượu Giang Thành mấy năm gần đây, họ chỉ có nước ngưỡng mộ. Trương Đại Quan cảm thấy đám quan chức xưởng bia này chẳng có chút chí khí nào, biểu hiện hôm nay thật sự quá đáng thương, nhưng dù sao thì Trương Dương là bí thư huyện ủy Tân Hải, trong lòng hắn vẫn phải bảo vệ doanh nghiệp địa phương, hắn gọi Lưu Kim Thành và mấy người đi cùng đến, mục đích cũng chỉ là giúp xí nghiệp Tân Hải mở một con đường, từ đó thoát khỏi cảnh khó khăn. Chương 1394, lần đầu tiếp xúc 1. Trương Dương nói, lão Lưu, tôi mời các anh đến không phải là để các anh đả kích người ta đâu, anh nói chút gì đó dễ nghe hơn đi, nói về ưu điểm của xưởng bia ấy. Lưu Kim Thành cười nói, bí thư Trương, điều dễ nghe là, bia ở đây thật sự ngon, thật ra giờ đây các doanh nghiệp hiện đại đều đi theo mô hình tập đoàn hóa, ngành rượu chúng ta cũng không ngoại lệ, thông qua việc khảo sát ngày hôm nay, tôi đã nảy sinh một suy nghĩ, nếu có thể, hai doanh nghiệp anh em chúng ta có thể hợp tác với nhau. Loại hợp tác này là rất công bằng, và cả đôi bên cùng có lợi, sản phẩm của chúng tôi chỉ có rượu, nếu như chúng ta hợp tác, có thể làm phong phú loại hình sản phẩm của chúng tôi. Về mặt tiêu thụ trên thị trường, trải qua một số năm tích lũy, chúng tôi cũng có chút ưu thế về mặt này, chỉ là không biết xưởng trưởng Vương có hứng thú với việc hợp tác cùng chúng tôi hay không. Vương Quảng Đường vừa nghe vậy đã xúc động đến độ tiếng nói trở nên run rẩy, có hứng thú, đương nhiên là rất hứng thú rồi. Mục đích Trương Dương mời Lưu Kim Thành đến là để giúp chữa bệnh cho xưởng bia, không ngờ lại làm thành một vụ hợp tác, giống như những gì họ thấy vậy, xưởng bia Tân Hải chỗ nào cũng có khuyết điểm, chỉ dựa vào thực lực của bản thân doanh nghiệp, thì rất khó có thể chuyển ngoặt cục diện khó khăn, mà phải cần sự giúp đỡ bên ngoài. Điều trùng hợp là xưởng rượu Giang Thành sau khi trải qua mấy năm phát triển theo chiều hướng tốt, hiện tại quy mô và thực lực của xưởng rượu đã đứng đầu Bình Hải, chiến lược tiếp theo của họ chính là làm phong phú sản phẩm của mình. Đi theo con đường tập đoàn hóa, Lưu Kim Thành sau lần đầu khảo sát xưởng bia Tân Hải đã nảy sinh ý định hợp tác, hai bên đều nhất trí tác thành. Trương Đại Quan chỉ phụ trách việc nối dây, còn về việc hợp tác cụ thể sau này của hai doanh nghiệp, hắn không muốn hỏi quá nhiều. Dù là sức lực hắn có dồi dào đến mấy, cũng không thể nào quan tâm đến tất cả mọi việc. Buổi trưa ngày hôm đó, Trương Dương không ở lại xưởng bia ăn cơm, hắn còn phải đến Bắc Cảng. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn còn bảo hắn 2 giờ rưỡi chiều gặp mặt ở phòng làm việc, mặc dù Trương Đại Quan kỳ kèo mặc cả về mặt giờ giấc trong điện thoại, nhưng hắn không hề có ý làm khó dễ với Cung Hoàn Sơn, tên này vẫn chưa đến mức hiếu chiến như vậy. 2 giờ rưỡi chiều, Trương Dương đúng giờ bước vào trong phòng làm việc của thị trưởng Cung Hoàn Sơn, mặt mày hắn tươi rói, vừa bước vào đã gọi cung kính, thị trưởng Cung, tôi không đến muộn chứ. Cung Hoàn Sơn thật ra đã chuẩn bị cho việc tên này sẽ đến muộn rồi. Cuộc điện thoại buổi sáng vẫn làm cho Cung Hoàn Sơn không nguôi tức giận, tiểu tử này thật là hống hách, đường đường một thị trưởng như tôi gọi điện cho cậu, mà tiểu tử nhà cậu còn không biết điều, nhanh chóng cắp mông mà chạy đến, còn đẩy qua đẩy lại với tôi, uy nghiêm của tôi để ở đâu cơ chứ. Cung Hoàn Sơn thậm chí đã chuẩn bị xong, chỉ cần Trương Dương dám đến muộn, hôm nay y sẽ không nể mặt ai cả, mắng cho hắn một trận tơi bời. Thấy Trương Dương xuất hiện trước mặt mình đúng giờ. Sự tức giận của Cung Hoàn Sơn ngay lập tức biến mất, trong lòng y thầm nói, tiểu tử nhà cậu cũng vẫn biết điều đó, món nợ buổi sáng, ông đây nhớ rồi. Cung Hoàn Sơn vẫn tu dưỡng rất tốt, trên mặt không hề có ý tức giận, mà mỉm cười nói, tiểu Trương, rất đúng giờ mà. Cậu làm xong việc trong huyện rồi sao? Trương Dương nói, những chuyện làm không bao giờ hết, làm sao làm hết được chứ? Có điều thị trưởng Cung đã gọi, thì chuyện to bằng mấy cũng phải để sang một bên. Câu này đầy ý nịnh nọt. Cung Hoàn Sơn cười nói, đương nhiên là công việc quan trọng rồi. Cậu nói vậy, nếu như xảy ra việc gì trong công việc, tôi còn phải gánh trách nhiệm chính kìa. Trương Dương cười hà hà một tiếng, làm sao thế được, ông là người ra lệnh, người lãnh trách nhiệm phải là tôi mới đúng. Cung Hoàn Sơn càng nghe càng cảm thấy khó chịu, bèn chỉ chiếc ghế sofa rồi nói, ngồi đi. Trương Dương ngồi lên ghế sofa, ánh mắt của Cung Hoàn Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào tập văn kiện. Y không nói ngay, điều này làm không khí trở nên hơi ngột ngạt,
thật ra Cung Hoàn Sơn cố ý làm vậy, tiểu tử nhà cậu chẳng phải ngông nghênh sao? Tôi lờ cậu một chút, để giúp cậu bình tĩnh lại. Trương Đại Quan hiểu rất rõ, Cung Hoàn Sơn rõ ràng là đã giận hắn, nhưng Trương Dương chẳng quan tâm, hắn chẳng thèm để tâm đến vị thị trưởng này. Chẳng phải chỉ là một ông thị trưởng thôi sao? Ở Bắc Cảng cao nhất cũng chỉ đứng thứ ba, nếu như Tân Hải trở thành thành phố cấp huyện, thì tôi sẽ là tí thư thị ủy. Nói ra thì còn oai phong hơn cả ông. Cung Hoàn Sơn không nói chuyện, đầu óc Trương Đại Quan cũng không nhàn hạ, ngồi ở đó nghĩ này nghĩ nọ. Cung Hoàn Sơn yên lặng một lúc lâu, rồi mới đặt tập văn kiện xuống, ký tên trên đó, rồi cười nói, xin lỗi, tôi vừa về, nên văn kiện chờ tôi phê chuẩn nhiều quá. Tiểu Trương, có chuyện gì, cậu nói đi, tôi đang nghe đây. Trương Đại Quan thầm nói, rõ ràng là ông gọi tôi đến đây, giờ lại bảo tôi nói sao. Tôi nói cái gì chứ? Mẹ kiếp ông thật là biết cách giả vờ. Trương Dương cười nói, thị trưởng Cung đã bận như vậy, thì hôm nay tôi sẽ không làm phiền nữa. Tên này nói xong rồi đứng dậy định đi. Cung Hoàn Sơn không ngờ hắn lại dở trò này, ngay lập tức bị động hóa chủ động. Nếu như y không nói, thì sẽ mất cơ hội. Cung Hoàn Sơn cười nói, cậu đừng đi vội, cậu không có chuyện gì để nói, thì tôi còn chuyện muốn hỏi cậu kìa, cậu đợi tôi một chút, tôi ký xong đám văn kiện này rồi sẽ nói chuyện với cậu. Gừng càng già càng cay, một câu nói của Cung Hoàn Sơn đã giành lấy quyền chủ động, muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu, cậu không những không thể đi, mà còn phải ngồi đó đợi tôi nữa. Dù cậu có là một con khí láo cá, thì ở trước mặt tôi cũng phải yên ổn. Trương Đại Quan chỉ có thể ngồi lại vào vị trí. Cung Hoàn Sơn lần này chẳng thèm nhìn hắn, chúi đầu vào đống văn kiện. Trương Dương ngồi trên ghế sofa, hắn biết rằng Cung Hoàn Sơn cố ý làm vậy với mình. Tên này tập luyện trên quan trường lâu vậy, hắn chưa từng trải chuyện gì chứ. Với những người dùng thủ đoạn như Cung Hoàn Sơn, hắn thật lòng xem thường, nhưng người ta đã nói rõ rồi, hắn không thể nào đi được, nhưng Trương Dương cũng có cách ứng phó của hắn. Cung Hoàn Sơn hôm nay quyết tâm muốn làm Trương Dương dập tắt nhuệ khí, dù sao thì cũng là giờ làm việc, đám văn kiện này, sớm muộn gì y cũng phải xử lý, thì nhân cơ hội này làm hết cho xong, còn về Trương Dương, cứ để hắn ngồi đó đợi, bao giờ mình làm xong. Rồi sẽ nói chuyện với hắn. Cung Hoàn Sơn dường như đã quên mất sự tồn tại của Trương Dương, nhưng một lúc sau, y ngay lập tức cảm thấy có gì kỳ lạ, trong phòng vang lên tiếng ngáy nhỏ nhỏ, sau đó tiếng ngáy ngày càng lớn hơn, giống như kéo bể vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng ngáy này xuất phát từ Trương Dương, tên này không ngờ dám dựa vào ghế sofa ngủ gật. Cung Hoàn Sơn gần như có thể đoán rằng, tên này chắc chắn giả vờ, điều này giống như hai cao thủ đấu với nhau vậy, anh một chiêu tôi một chiêu. Nhưng còn Trương Dương, hắn không còn chiêu gì nữa, vì hắn đã giở trò vô lại với Cung Hoàn Sơn, ít nhất Cung Hoàn Sơn nghĩ như vậy. Trong tình hình này, Cung Hoàn Sơn vốn muốn tiếp tục xem tập văn kiện, nhưng tiếng ngáy của tên này quá lớn, ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến công việc bình thường của thị trưởng Cung. Cung Hoàn Sơn ho một tiếng, nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương không hề có phản ứng gì, vẫn ngáy khò khò. Cung Hoàn Sơn chẳng làm được gì, chỉ đành dừng công việc của mình lại, tiểu Trương. Trương Dương đang ngủ kìa, không muốn để ý đến y. Cung Hoàn Sơn vô cùng tức giận, rõ ràng là biết đối phương đang giở trò, nhưng không có cách nào giải quyết cả, y chỉ có thể đứng dậy, rồi đến trước mặt Trương Dương, Trương Dương. Xem ra tiếng vẫn chưa đủ lớn, Trương Dương vẫn không để ý đến y. Cung Hoàn Sơn thầm nói mẹ kiếp cứ giả vờ đi, y giơ tay ra, đẩy đẩy vào vai Trương Dương, lần này Trương Dương không thể tiếp tục giả vờ được nữa, hắn cố ý chậm chậm mở hai mắt ra. Thấy Cung Hoàn Sơn trước mắt, tỏ ra ngạc nhiên, thị trưởng Cung, a, à, tôi ngủ quên mất rồi ư, thật là ngại quá, thật là ngại quá. Cung Hoàn Sơn tức lắm, nhưng trên mặt vẫn giả bộ quan tâm, tiểu Trương à, xem ra cậu làm việc vất vả quá, mặc dù còn trẻ nhưng cũng vẫn phải để ý đến sức khỏe chứ. Trương Dương nói, cảm ơn thị trưởng Cung quan tâm, ông ngồi đi, ông ngồi đi. Tên này còn giả bộ nắm lấy tay của Cung Hoàn Sơn, Cung Hoàn Sơn vốn không muốn ngồi cùng hắn. Y là thị trưởng, đương nhiên không muốn mình bằng vai phải lứa với một gã bí thư huyện ủy, nhưng Trương Dương làm như vậy, y chỉ đành ngồi xuống. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Cung Hoàn Sơn, mỉm cười nói, thị trưởng Cung, tôi có một cái tật, cứ đến tầm này buổi chiều là lại buồn ngủ, ông không chấp với người như tôi, đừng chấp nhé. Cung Hoàn Sơn điềm đạm nói, hổ cũng còn có lúc ngủ gật, huống hồ là người, tiểu Trương, mặc dù tôi vừa về, nhưng đã nghe thấy không ít tin tức về cậu. Từ sau khi cậu đến Tân Hải làm việc, sự nỗ lực của cậu đều được mọi người công nhận. Đó là những điều tôi nên làm,
tôi là bí thư huyện ủy Tân Hải, đương nhiên phải cố gắng hết sức đem lại hạnh phúc cho người dân huyện Tân Hải rồi. Cung Hoàn Sơn gật đầu nói, Tiểu Trương à, một cán bộ trẻ tuổi mà có giác ngộ được như cậu thật là hiếm có đấy. Thật ra những câu khách sáo này ai cũng biết nói, trong lòng Cung Hoàn Sơn chẳng thấy Trương Dương có điểm gì đáng nổi bật, y nhìn vào hai mắt Trương Dương rồi nói, hôm nay tôi tìm cậu đến đây, vì có một việc rất quan trọng muốn hỏi cậu. Trương Dương nói, mời thị trưởng Cung nói. Cung Hoàn Sơn nói, tôi nghe nói việc xin nâng cấp lên thành phố của huyện Tân Hải đã được đưa đơn lên quốc vụ viện, không biết có chuyện này không? Trương Dương nói, có. Cung Hoàn Sơn không ngờ Trương Dương lại thừa nhận dứt khoát như vậy, trong lòng nói tiểu tử này thật ngông cuồng, y chao chao mày, việc này cậu vẫn chưa thông qua thành phố phải không? Thông qua rồi. Ánh mắt của Cung Hoàn Sơn lộ ra vẻ tức giận, đây chẳng phải là nói dối không chớp mắt sao? Tiếng của y trở nên nghiêm khắc, sao tôi lại không biết gì? Trương Dương cười nói, mấy năm trước thành phố chẳng phải đã đồng ý chuyện này rồi sao? Lúc đầu nếu như không có thành phố ủng hộ, thì đồng chí Thế Kiệt trước tôi làm sao có thể xin quốc vụ viện chuyện nâng cấp lên thành phố được, tôi đã tìm hiểu rồi, lúc đó các thường ủy trong thành phố đều bỏ phiếu đồng ý cả. Cung Hoàn Sơn nói, lúc đó là lúc đó, nhưng lần đó không thành công. Trương Dương nói, vì không thành công, nên tôi mới xin phép lại mà. Cung Hoàn Sơn nói, xin phép lại cần phải được sự đồng ý của thành phố, không phải là cậu muốn xin phép là xin phép được. Trương Dương nói, vậy sao? Tôi thật sự không biết điều này, tôi luôn tưởng rằng, thành phố đã đồng ý một lần, thì có nghĩa là đã tán thành rồi, không còn thay đổi chủ ý được nữa, thị trưởng Cung, là do tôi đã sơ suất rồi. Cung Hoàn Sơn nói, việc nâng cấp lên thành phố cần phải được thành phố suy nghĩ thận trọng, năm nay liệu có nên xin phép hay không, cần phải cân nhắc kỹ rồi mới quyết định được. Trương Dương nói, nhưng tôi đã đệ đơn xin phép lên quốc vụ viện rồi. Tôi thật sự không biết rằng tình hình phức tạp đến vậy, thị trưởng Cung, ông nói vậy, tôi mới biết mình đã phạm sai lầm, nhưng tôi đã làm mất rồi, giờ ông nói xem tôi nên làm gì bây giờ. Cung Hoàn Sơn nhìn thái độ không sợ sệt của tên này, trong lòng rất ức chế, tiểu tử này không biết mới là lạ, hắn rõ ràng là cố ý làm vậy, hắn muộn lợi dụng chuyện này để xem cực điểm nhẫn nại của thành phố đến đâu. Chương 1395, lần đầu tiếp xúc 2. Cung Hoàn Sơn nói, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa chính thức thông báo cho thành phố, đây là một thái độ vô cùng thiếu trách nhiệm, Tân Hải là một phần của Bắc Cảng, liệu có cần thiết phải chuyển thành thành phố không, và bao giờ thì nên đệ đơn xin phép, không phải là chuyện có thể dựa vào quyết định của một người. Đồng chí Trương Dương, cậu phải kiểm điểm nghiêm khắc vì chuyện này. Kiểm điểm nghiêm khắc, Trương Đại Quan nhắc lại. Cung Hoàn Sơn gật đầu nói, sao, cậu không ý thức được lỗi lầm của mình ư? Trương Đại Quan cười nói, thị trưởng Cung, việc của tôi thì nhỏ, việc chung mới lớn. Chúng ta cứ thảo luận về vấn đề nâng cấp lên thành phố của huyện Tân Hải đi đã, rốt cuộc ông có thái độ thế nào về vấn đề này? Rốt cuộc ông tán thành hay là phản đối chuyện Tân Hải xin lên thành thành phố? Cung Hoàn Sơn nhìn Trương Dương một lúc, tiểu tử này không hề đơn giản, rất có bản lĩnh trốn tránh vấn đề, vốn dĩ y định đánh vào hắn, nhưng hắn lại nói một câu chuyện cá nhân thì nhỏ chuyện chung mới lớn. Cung Hoàn Sơn nói, tôi nói đông, cậu lại nói tây, Tiểu Trương à, thái độ của cậu thật không đàng hoàng chút nào. Trương Dương cười nói, thị trưởng Cung, tôi xin kiểm điểm nghiêm túc về sai lầm của mình, tôi đâu nói tôi không thừa nhận chứ, tôi đã nhận lỗi rồi, người làm lãnh đạo như ông cũng nên cho tôi một cơ hội sửa sai đúng không? Giờ đây tôi chẳng phải đang sửa sai sao? Thị trưởng Cung, ông rốt cuộc là tán thành hay phản đối chuyện của Tân Hải? Cung Hoàn Sơn thở dài nói, Tiểu Trương, việc nâng cấp lên thành phố là một chuyện tốt, không phải tôi không ủng hộ, năm kia khi Tân Hải đưa ra đề nghị chuyển đổi, tôi tán thành cả hai tay đó chứ. Trương Dương nói, tôi biết là ông sẽ tán thành mà, ông nhất định sẽ đứng cao nhìn rộng, chuyện nâng cấp lên thành phố của huyện Tân Hải có ích lợi với sự phát triển kinh tế của cả Bắc Cảng, có sự ủng hộ của ông, tôi đã có lòng tin với việc này rồi. Cung Hoàn Sơn thầm chửi, tiểu tử này thật là danh mãnh, muốn đi vòng vèo kéo tôi vào, tôi dễ bị lừa vậy sao? Cung Hoàn Sơn nói, việc gì cũng đều phải phát triển thay đổi, Tiểu Trương, cậu có ý thức được rằng giờ đây xin phép chuyển đổi thành thành phố là một việc làm không đúng lúc không? Trương Dương nói, thị trưởng Cung, tôi không hiểu ý của ông, thời cơ đã chín muồi từ năm kia, tại sao sau khi trải qua 2 năm phát triển, lại biến thành không đúng lúc rồi? Chẳng lẽ 2 năm nay Tân Hải không hề phát triển, mà lại thụt lùi so với 2 năm trước rồi ư? Cung Hoàn Sơn phải nhìn nhận lại người thanh niên trước mắt y, khi mới bắt đầu. Y cho rằng Trương Dương quá ngông cuồng,
Hơn nữa sự ngông cuồng của hắn là do đằng sau hắn có chỗ dựa, thủ đoạn chính trị thì vô lại, nhưng nghe thấy Trương Dương nói câu này, y đột nhiên hiểu ra rằng, đầu óc Trương Dương rất tỉnh táo, giỏi nắm bắt cơ hội, câu này rõ ràng đã nói rằng Cứu Thế Kiệt hai năm nay làm việc không nỗ lực, thực lực chung của Tân Hải đã xuất hiện sự xuống dốc, nếu như y kiên quyết nói rằng giờ đây việc nâng cấp lên thành phố là chưa phải lúc, thì vừa vặn đã trúng kế của tên này. Cung Hoàn Sơn nói, Tiểu Trương, mấy năm gần đây Tân Hải vẫn phát triển, cậu vừa đến Tân Hải, vẫn chưa hiểu được về tình hình ở đây. Một câu nói đã phá vỡ bẫy của Trương Dương, Cung Hoàn Sơn không bao giờ dễ mắc lừa vậy. Trước mặt Cung Hoàn Sơn, Trương Dương đương nhiên không thể nói rằng hiểu rõ được. Cung Hoàn Sơn nói, điều tôi lo lắng là trận hỏa hoạn ở cảng Phúc Long, sự cố của Tết năm nay, đã tạo thành ảnh hưởng xấu trong phạm vi toàn quốc, giờ đây sự việc vừa lắng xuống, còn chưa hoàn toàn giải quyết. Quốc vụ viện rất chú ý đến việc này, nói rằng lãnh đạo của Bắc Cảng phải kiểm điểm nghiêm túc. Lúc này, Tân Hải còn muốn đề nghị nâng cấp lên thành phố, Tiểu Trương, tôi nói một câu không khách sáo, làm như vậy có phải là không biết thức thời không? Không phải là không thể xin phép, mà là dù có xin phép, thì cấp trên cũng sẽ không phê chuẩn. Lý do mà Cung Hoàn Sơn nói rất đầy đủ. Trương Dương cười nói, không thử sao biết được họ sẽ không phê chuẩn chứ? Cung Hoàn Sơn nhìn thái độ tự tin của Trương Dương, trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ tên này đã giành được sự đồng ý của cấp trên ư? Người mà y nghĩ đến chính là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Văn Quốc Quyền, Văn Quốc Quyền là cha nuôi của Trương Dương, việc này y rất có thể sẽ nói hộ Trương Dương. Cung Hoàn Sơn nói, cậu đã đưa kiến nghị lên rồi, thì giờ có nói gì cũng muộn rồi, tôi thấy cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, nếu như lần xin phép này không thể thành công, thì chẳng phải đã tốn kém sức lực và tiền bạc sao? Cung Hoàn Sơn bắt đầu gán tội cho Trương Dương. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, điểm này tôi đã nghĩ rồi, hy vọng thành công lần này của chúng ta có lẽ có 50%, nếu như không thể thành công, thì cũng không thể nói rằng lãng phí tiền của và sức lực. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để chỉnh đốn lại trật tự xã hội của Tân Hải, tăng cường đoàn kết giữa các cán bộ, tăng cường lòng tin của nhân dân với tầng lớp lãnh đạo chính phủ huyện ủy chúng ta, dù nói thế nào vẫn là một việc tốt. Cung Hoàn Sơn nói, cậu nói gì cũng có lý, Trương Dương, là thị trưởng của thành phố Bắc Cảng, tôi đương nhiên hy vọng rằng nhìn thấy Tân Hải phát triển nhanh chóng, nhưng bất cứ việc gì cũng phải có quy tắc, đặc biệt là trong thể chế là gì chứ? Nếu nói từ góc độ của quan lý học, đó là một chế độ mà các cơ quan nhà nước, đơn vị doanh nghiệp sắp xếp và vạch quyền hạn, đó chính là một chế độ do tổ chức hình thành, giới hạn giữa quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và đơn vị doanh nghiệp. Nếu chúng ta bỏ qua quy tắc này, thì sẽ tạo thành sự hỗn loạn trong tổ chức, động cơ của cậu là tốt, nhưng cách làm của cậu không được khen ngợi. Tân Hải là một bộ phận của Bắc Cảng, chuyện nâng cấp lên thành phố không chỉ là chuyện của một mình Tân Hải. Nếu như ai cũng làm như cậu, 4 huyện, 5 khu của Bắc Cảng đều tự quyết định chuyện của mình, thì Bắc Cảng chúng ta sẽ nhất định loạn cao cao ngay. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, ông nói như vậy, tôi cảm thấy rằng việc xử lý của mình trong chuyện này không trưởng thành, trước đó thường có lãnh đạo nói rằng tôi còn trẻ, nhiệt tình có thừa, lý trí lại không đủ, giờ đây xem ra, quả thật là như vậy, thị trưởng Cung, vừa rồi tôi còn không phục, giờ đây tôi đã nhận thức được sai lầm của mình rồi, tôi kiểm điểm sâu sắc với ông. Lần sau dù là gặp phải chuyện gì, tôi sẽ thương lượng với ông trước. Thị trưởng Cung, ông hãy cho tôi số điện thoại, hay là ông cho tôi số điện thoại nhà cũng được, tôi còn trẻ không có kinh nghiệm, gặp phải chuyện không hiểu, tôi sẽ hỏi ông bất cứ lúc nào. Cung Hoàn Sơn nhìn tên tiểu tử này, trong lòng ngay lập tức trở nên cảnh giác, lấy số điện thoại của tôi làm gì? Giờ tôi đã bị cậu làm phiền đủ rồi, muốn bám lấy tôi bất cứ lúc nào sao? Tôi bị ngốc à? Cung Hoàn Sơn cười nói, Tiểu Trương, nhận thức được sai lầm là một đồng chí tốt. Từ trước đến giờ tôi luôn tách biệt giữa cuộc sống và công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, cậu đã phạm sai lầm trong công việc, tôi sẽ chỉ ra không hề nể tình, vì tôi là cấp trên của cậu, tôi có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ cậu, trong cuộc sống, cậu không cần coi tôi là lãnh đạo, tôi chẳng có vẻ gì ngạo nghễ cả, nếu như cậu đồng ý, bình thường chúng ta có thể cùng uống rượu, cùng trò chuyện, có thể trở thành bạn tốt của nhau. Cung Hoàn Sơn cũng hiểu, không thể làm quá đáng. Dù là y ghét Trương Dương đến thế nào, nhưng bối cảnh Trương Dương là một điều y không thể bỏ qua, dù là không thể trở thành bạn với tiểu tử này, Cung Hoàn Sơn cũng không muốn có thêm một kẻ địch. Nếu không phải là do Hạng Thành đã dặn dò, thì Cung Hoàn Sơn sẽ không chủ động tìm Trương Dương để nói những lời nặng nề thế này, và còn phê bình hắn nữa, chẳng ai muốn làm chuyện đắc tội người khác cả. Trương Dương nắm rất rõ tâm lý của Trương Dương, tiếp xúc với vị thượng cấp Cung Hoàn Sơn này nhất định phải biết chừng mực, nếu quá nghe lời.
y sẽ tưởng mình quá kém, nếu như cứ phản kháng một mạch, chỉ có thể làm cho y tức giận. Vì vậy Trương Dương đã dùng cách vừa cứng vừa mềm, dùng cách bám dai, giả vờ, có thể nói trong lần đầu tiên giao chiến với cung Hoàn Sơn, Trương Dương không hề yếu thế. Thậm chí có thể nói rằng, hắn hơi có chút ưu thế, cung Hoàn Sơn nhà ông nói rằng tôi phải tự kiểm điểm, ông không thể nào phạt tôi một cách trắng trợn được, hai bên cần phải nể mặt nhau, chỉ cần ông không tỏ thái độ gì, tôi cũng sẽ cười xòa, nếu như ông thật sự tỏ vẻ lãnh đạo với tôi sẽ để cho ông biết rằng, tôi không dễ bị người ta ức hiếp đến vậy. Lòng người khó đoán, câu này thật đúng khi nói về quan chức, rõ ràng chẳng có cảm tình gì với đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như bạn gặp đã lâu, tâm lý rất mệt. Cơ mặt cũng mệt, Trương Đại Quan cảm thấy rằng đánh nhau một trận với người khác cũng không mệt đến thế. Trên quan trường, cái mà người ta so bì với nhau là tâm lý, là âm mưu, phức tạp hơn nhiều so với võ lâm nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Cung Hoàn Sơn cuối cùng vẫn không cho Trương Dương số điện thoại của mình, thật ra có cho hay không, thì tiểu tử này vẫn tìm ra được thôi, nói chuyện với Trương Dương hơn một tiếng đồng hồ, thật sự chẳng có hiệu quả gì quá lớn, tiểu tử này ngoài miệng thì nói rằng kiểm điểm. Nhưng cung Hoàn Sơn có thể chắc chắn rằng, trong lòng hắn chẳng hề để ý. 4 giờ, cung Hoàn Sơn bắt đầu nhấc đồng hồ lên nhìn thời gian, Trương Dương cùng nhìn theo y, sau khi phát hiện ra chủ nhiệm huyện ủy Tân Hải Hồng Trường Thanh cũng đeo chiếc đồng hồ Vacheron Constantin đáng giá mấy chục vạn, Trương Đại Quan bắt đầu hứng thú với đồng hồ của đám quan chức, điều làm cho hắn bất ngờ là, cung Hoàn Sơn đeo một chiếc Đông Phương Hồng, có lẽ đã đeo mấy năm rồi, nên chiếc đồng hồ đã ngả sang màu vàng. Nếu chỉ nhìn từ đồng hồ, thì cung Hoàn Sơn cũng được coi là thanh liêm. Cung Hoàn Sơn cũng để ý thấy Trương Dương nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, y cười nói, là Đông Phương Hồng, giờ đây đã ngừng sản xuất rồi, khi tôi kết hôn, bố vợ tôi tặng cho đấy, đeo đến tận bây giờ, rất đúng giờ, không hề kém đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Trương Dương cười nói, hèn chi tôi đang nghĩ không thấy có bán trên thị trường. Cung Hoàn Sơn cũng nhìn đồng hồ nạm kim cương của Trương Dương, thầm nói tiểu tử này thật là lãng phí, chỉ chiếc đồng hồ này tôi, cũng đủ để người bình thường phấn đấu cả một đời, nhưng y không nói gì, vì dù sao vị hôn thê của Trương Dương là Sở Yên Nhiên, chủ tịch tập đoàn Bối Ninh nước Mỹ, việc này cả Bình Hải đều biết, ai bảo người ta may mắn, tìm được một người vợ tốt, không những có tiền còn có quyền, quyền đương nhiên là do Tống Hoài Minh ban cho, nhớ đến Tống Hoài Minh, Trương Dương cũng bỏ ý định tiếp tục giáo dục Trương Dương. Tiểu Trương, tiếp tục nỗ lực đi. Công việc về sau nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, có thể trực tiếp đến tìm tôi. Trương Dương gật đầu, cung Hoàn Sơn nhìn đồng hồ có nghĩa là đã hạ lệnh đuổi khách với hắn. Thật ra Trương Dương đã không muốn ở lại đây từ lâu rồi. Hắn đứng dậy nói thị trưởng cung, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây. Cung Hoàn Sơn cười nói, được, đợi mấy ngày nay xong việc, tôi sẽ hẹn cậu cùng ăn cơm. Câu này hoàn toàn là câu nói khách sáo. Trương Dương trước khi đi đã để lại một tập tài liệu xin phép chuyện Tân Hải nâng cấp lên thành phố, ván đã đóng thuyền, mấy vị lãnh đạo các ông muốn thảo luận thế nào thì cứ việc đi mà thảo luận với nhau. Chương 1396, Quy tắc ngầm 1. Trương Dương đến bãi đỗ xe, Chu Sơn Hổ đã ngồi trong xe trên mặt đẩy tờ báo, gã đã ngủ say rồi, Trương Dương gõ gõ cửa xe, Chu Sơn Hổ vội vàng đẩy cửa xe bước xuống, cười nói, bí thư Trương, anh xong việc rồi. Trương Dương nói, có gì đâu mà xong việc, chúng ta về đi. Lời của Trương Dương còn chưa nói hết, điện thoại hắn đã vang lên, hắn nhìn số điện thoại, đó là của Thường Hải Tâm, hắn cười, rồi bước đến chỗ đằng xa, bước một đoạn rồi mới nhận điện thoại. Bên đó tiếng của Thường Hải Tâm hơi trách móc, sao lâu vậy anh mới nghe điện thoại? Trương Dương cười nói, bên cạnh có người, không tiện nói chuyện. Thường Hải Tâm nói, có gì mà không tiện? Trương Dương cười nói, mấy ngày nay đã gọi cho em vô số cuộc điện thoại, mà không liên lạc được. Thường Hải Tâm nói nhỏ, có phải anh không biết đâu, cha em đã cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài của em, tịch thu tất cả công cụ thông tin của em, ông thật là bá đạo. Trương Dương cười hà hà, đừng giận, thật ra ông rất quan tâm đến em đấy. Thường Hải Tâm nói, em biết, nhưng lần này thật là hoang đường quá, không ngờ ông lại tin vào lời đồn ở ngoài. Quan tâm thêm loạn. Vì em là người ông yêu nhất, vì vậy ông mới loạn lên vậy, nếu không thì sẽ không phán đoán sai lầm, đưa em đến bên cạnh anh. Thường Hải Tâm cười nhẹ nhàng rồi nói nhỏ, anh không muốn em qua đó à? Trương Dương nói, em có muốn đến không? Không, em sợ lắm. Sợ gì chứ? Sợ lần này em đi, là đưa dê vào miệng cọp, bị anh ăn sạch sành xanh.
Trương Đại Quan đắc ý cười. Thường Hải Tâm nói, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, anh có muốn em qua đó không? Trương Dương nhìn xung quanh rồi mới nói, muốn, muốn lắm, mỗi buổi tối nhớ đến em, là thằng nhỏ nhà anh lại chào cờ đến tận sáng. Anh đi chết đi, anh nói chuyện tử tế không được à? Trương Dương nói, anh nói thật đấy, nhà đầu, em đến đây sớm chút đi, loại người thô lỗ như anh, nếu như không có phụ nữ bên cạnh là không chịu nổi. Ai bảo anh không có, chẳng phải bên cạnh anh có hai người phục vụ xinh đẹp sao? Trương Dương cười nói, hai người họ có gộp vào cũng không bằng em. Thường Hải Tâm nhỏ giọng trách, đúng là mật ngọt chết ruồi, anh là một tên lừa đảo hạng lớn. Trương Dương cười một tiếng rồi nói, cha em nói chuyện với em rồi sao? Thật ra, từ cuộc điện thoại này của Thường Hải Tâm, có lẽ Thường Tụng đã nói chuyện này với con gái rồi. Thường Hải Tâm nói, thủ tục đã làm xong rồi, để em đến đoàn huyện Tân Hải làm bí thư. Trương Dương cười nói, thế thì hay quá, về sau để bí thư đảng ủy là anh chỉ đạo công việc của bí thư đoàn ủy là em, đồng chí Hải Tâm, muốn làm tốt công việc, thì phải làm cho lãnh đạo là tôi hài lòng đấy. Thường Hải Tâm nói, anh lãnh đạo như anh thật là vô liêm sỉ, em còn chưa đến làm, mà anh đã nghĩ đến nguyên tắc ngầm rồi sao? Trương Dương nói, bí thư đảng ủy đưa quy tắc ngầm cho bí thư đoàn ủy, về công về tư đều là chuyện rất bình thường mà. Tâm trạng Thường Hải Tâm rất tốt, cô cười khanh khách rồi nói, bí thư Trương, về sau mong anh chăm sóc cho. Trương Đại Quan cười dâm đãng, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho đồng chí toàn diện. Thường Hải Tâm nói, anh biết em đang ở đâu không? Trương Đại Quan lắc đầu, Lam Sơn. Em đang ở ga tàu Giang Thành, sắp lên tàu rồi, 8 rưỡi tối nay sẽ đến ga Bắc Cảng. Trương Đại Quan cười nói, thật là tốt quá, đúng lúc anh ở Bắc Cảng, tối hay anh không đi nữa, ở lại đón em. Thường Hải Tâm nói, em cũng đang bảo anh đón em. Nghĩ đến việc sắp được hội ngộ cùng Tình Lang, lòng Thường Hải Tâm lại dạo dực hẳn lên. Trương Đại Quan nói chuyện xong với Thường Hải Tâm, về đến chiếc xe Audi, nói với Chu Sơn Hổ, Hổ tử, hôm nay không về nữa. Chu Sơn Hổ gật đầu, trước mặt Trương Dương, gã luôn phục tùng tuyệt đối, Trương Dương đã thay đổi số mệnh của gã, nếu như không phải gặp được Trương Dương, gã mãi là một sơn thôn ở Tiểu Thạch Hoa, bước ra khỏi núi nhiều lắm cũng chỉ làm được một người làm thuê, không thể nào trở thành lái xe, không thể nào có biên chế chính thức, càng không thể tìm được một cô gái thành phố. Trương Dương cũng không giấu gì gã, Thường Hải Tâm đã điều đến làm ở Tân Hải rồi, 8 rưỡi tối đến Bắc Cảng, chúng ta đi đón cô ấy. Chu Sơn Hổ nói, vâng. Vì thời gian còn khá sớm, Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đưa hắn đến nhà Tào Hướng Đông, Trương Dương đã đồng ý đi đến đó trị liệu lần hai cho Tào Phụ, mặc dù y không lấy được những tài liệu cần thiết ở chỗ Tào Hướng Đông, nhưng Trương Dương vẫn làm hết việc tốt. Tào Hướng Đông đã về Giang Thành làm việc, thông qua lần chữa trị trước. Tình hình của Tào Phụ đã cải thiện rất nhiều, thấy Trương Dương đến, Tào Phụ rất nhiệt tình ra đón hắn, mẹ của Tào Hướng Đông cũng ở đó, hai người đã coi Trương Dương như ân nhân cứu mạng. Tào Phụ nói, bà nó, mau đi mua thức ăn, tối nay tôi phải giữ bí thư Trương ở lại ăn cơm. Trương Dương cười nói, bác Tào, bác đừng khách sáo với cháu, lần này cháu đến thành phố là để làm việc, buổi tối còn phải ăn cơm với mấy vị lãnh đạo trong thành phố, cháu nhớ bữa cơm này của bác, đợi đến khi có thời gian. Cháu nhất định đến ăn. Tào Phụ nghe hắn nói vậy đương nhiên cũng không miễn cưỡng, thở dài nói, đi với lãnh đạo vẫn quan trọng hơn, đến khi cậu có thời gian, tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu mấy món cho cậu nếm thử. Trương Dương cười nói, bác Tào, muốn đích thân xuống bếp nấu cho cháu, cũng phải đợi bệnh bác lành đã rồi hắng hay, đi, vào trong phòng, cháu giúp bác châm cứu lần nữa. Đã có cơ sở lần trước, lần trị liệu này thuận lợi hơn nhiều, sau khi châm cứu cho ông Tào. Bà Tào đã chuẩn bị xong trà, đưa đến tay Trương Dương, Trương Dương ngồi đó uống mấy ngụm, rồi cười hì hì nhìn ông Tào đang nằm trên giường nói, bác Tào, cảm giác thế nào? Không có gì khó chịu chứ? Ông Tào nói, đỡ nhiều rồi, lần này cảm giác tốt hơn lần trước còn hơi đau, lần này không đau nữa rồi, chỉ là hơi mỏi, còn nữa, từ sau khi cậu giúp tôi châm cứu, tôi không còn chóng mặt nữa. Trương Dương nói, bác Tào, cháu giúp bác châm cứu lần này không trừ được gốc đâu. Có lẽ sau một năm nữa còn phải giúp bác châm cứu thêm lần nữa, có điều hiệu quả lần sau sẽ dài hơn một chút. Ông Tào nói, có thể được thế này là tôi rất hài lòng rồi, năm nay tôi đã 72 tuổi, tôi đã từng đánh nhau với Nhật, đánh nhau với Quốc dân đảng, và còn đi chi viện kháng Mỹ nữa, máy bay đạn pháo tôi còn chẳng sợ, tôi sợ nhất là bệnh chóng mặt, thật sự không chịu nổi.
Trương Dương cười nói, bác Tào, bác là tiền bối cách mạng, chúng cháu có được những ngày tháng hòa bình thế này, toàn bộ là nhờ vào công lao chiến đấu anh dũng quên mình của những bậc tiền bối như bác. Ông Tào cười nói, hảo hán không nhắc mãi đến chiến tích năm xưa, giờ đây thời đại thay đổi rồi, ai còn đi đánh nhau nữa. Có thể làm kinh tế phát triển mới thật sự có bản lĩnh. Bí thư Trương. Trương Dương nói, bác Tào, bác cứ gọi cháu là Trương Dương đi, trước vị tiền bối cách mạng như bác, cháu chẳng là bí thư gì cả. Ông Tào cười nói, vậy được, tôi gọi cậu là Trương Dương vậy, ngày càng ít có những người lãnh đạo khiêm tốn như cậu rồi. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng chuông cửa reo lên, một người quen bước từ bên ngoài vào, đó không ngờ lại là phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Tưởng Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương đến đây không phải là việc gì hiếm gặp, năm xưa ông Tào từng là cục trưởng cục công thương thành phố Bắc Cảng, có thể nói rằng, Tưởng Hồng Cương là cán bộ do một tay ông đề bạt mà nên, Tưởng Hồng Cương cũng nghe nói rằng sức khỏe ông Tào không được tốt, nên mới dành chút thời gian đến thăm, chỉ là không ngờ lại gặp phải Trương Dương ở đây. Trương Dương đứng dậy cười nói, bí thư Tưởng, thật là trùng hợp. Tưởng Hồng Cương cười đặt món quà trong tay xuống rồi nói, vừa rồi tôi đã nhìn thấy chiếc xe Audi ở dưới lầu, tôi đã đoán có vị cán bộ huyện Tân Hải nào đó đến đây, không ngờ lại là cậu. Tưởng Hồng Cương đi hỏi thăm ông Tào, trong lòng y, ông Tào giống như người thầy của y vậy. Hai người không ở lại Tào gia quá lâu, họ nói chuyện với ông Tào một lúc, rồi cùng cáo từ. Đến cửa cầu thang, Tưởng Hồng Cương nói, Tào lão là lãnh đạo cũ của tôi, là người thầy của tôi thường xuyên đến đây thăm ông ấy. Trương Dương cười nói, khi tôi còn ở Giang Thành có quan hệ khá tốt với phó thị trưởng Tào, đến Bắc Cảng, đương nhiên phải đến thăm cha mẹ của ông ấy. Hắn sợ rằng Tưởng Hồng Cương nghi ngờ động cơ đến đây của hắn, nên phải giải thích một chút. Tưởng Hồng Cương cười nói, hai người chúng ta thật là có duyên. Trương Dương cũng cười theo, hai người họ đi đến bãi đỗ xe, hai người không vội lên xe ngay, Tưởng Hồng Cương nói, đúng rồi, cậu còn nhớ việc đi tham dự hôn lễ ở Bạch Đảo không? Trương Dương gật đầu, bí thư Tào, tôi còn đang định hỏi ông việc này kìa, tôi nghe nói buổi tối hôm đó đã xảy ra án mạng. Tưởng Hồng Cương thở dài rồi nói, thật là không ngờ, một buổi hôn lễ đang yên đang lành lại trở thành một cái đám ma. Chú rể Phùng Kính Quốc bị Phan Cường bắn chết, cô dâu Đinh Lâm trở thành quả phụ ngay trong đêm tân hôn, giờ đây cảnh sát đã phát lệnh truy nã, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ giết người. Trương Dương nói, tôi nghe nói kẻ giết người chính là Phan Cường uống say buổi tối hôm đó, nghe nói cậu ta còn là con trai nuôi của Đinh Cao Sơn. Chương 1397, Quy tắc ngầm 2. Tưởng Hồng Cương nói, đúng là như vậy, Phan Cường thầm yêu Đinh Lâm đã lâu, thấy Đinh Lâm lấy chồng. Vì vậy đã làm việc không bằng cầm thú này, sự việc lần này thật sự là một đòn quá nặng với Đinh Lâm, cô gái đó rất ngoan ngoãn, tôi nhìn nó lớn lên mà, không ngờ lại gặp phải bi kịch này. Trương Dương cùng thở dài theo, bí thư Tưởng, tình hình Đinh Lâm giờ thế nào rồi? Tưởng Hồng Cương nói, không được tốt lắm, mấy ngày trước đã được đưa đến bệnh viện, ngày mai là ngày mai táng Phùng Kính Quốc, Trương Dương, nếu cậu có thời gian thì cùng đến đó đi, Đinh Cao Sơn gặp được cậu nhất định sẽ rất cảm động. Trương Dương nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, được thôi, sáng mai có lẽ tôi sẽ ở Bắc Cảng, tôi và ông cùng đi qua đó. Tưởng Hồng Cương giơ tay bắt tay cùng Trương Dương, vậy, sáng mai tôi gọi điện thoại cho cậu. Trương Dương gật đầu, hắn vốn muốn nói thêm mấy câu với Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương là thường ủy thị ủy, hắn muốn lấy thêm ít thông tin về thành phố từ chỗ Tưởng Hồng Cương, nhưng Tưởng Hồng Cương còn có việc phải làm, sau khi bắt tay với hắn, y đã vội vàng đi mất. Vì tàu hỏa muộn giờ, nên Thường Hải Tâm 9 giờ mới tới được ga Bắc Cảng, bước xuống tàu hỏa, thấy Trương Dương và Chu Sơn Hổ đứng ở khu vực chờ, Thường Hải Tâm mỉm cười bước về phía đó, Chu Sơn Hổ rảo bước đi đến nhận lấy hành lý của cô ấy, sau đó đi đằng trước dẫn đường, Thường Hải Tâm và Trương Dương sánh vai bước đằng sau, Trương Dương cười nói, hoan nghênh bí thư Thường đến Tân Hải làm việc. Thường Hải Tâm liếc sang phía hắn rồi nói, về sau mong bí thư Trương giúp đỡ. Ánh mắt hai người chạm phải nhau, trong lòng đều ấm áp, hai người cùng cười. Trương Dương đã đặt phòng ở khách sạn Tứ Quý Hoa ở Bắc Cảng, đương nhiên là đặt ba phòng, Trương Đại Quan vẫn chưa đến mực trắng trợn ở chung phòng với Thường Hải Tâm. Sau khi sắp xếp xong, ba người đã ăn một bữa cơm đơn giản ở trong khách sạn. Là một khách sạn 5 sao hiếm hoi của Bắc Cảng, điều kiện cơ sở vật chất và cơm canh ở đây đều khá tốt, có điều giá hơi cao một chút. Thường Hải Tâm đã về phòng từ sớm. Vừa bước vào phòng, đã nhận được điện thoại của Trương Dương bảo cô mở cửa ban công ra, Thường Hải Tâm cười, cụp điện thoại, rồi khóa trái cửa phòng,
sau đó bước về phía ban công, kéo rèm cửa, mở cửa phòng, thì đã nhìn thấy Trương Dương đứng ở trên ban công rồi, phòng của hắn ở ngay bên cạnh, từ ban công bên đó bước qua đây chẳng khó khăn gì. Thường Hải Tâm nhìn Trương Dương, rồi nhẹ nhàng nói, anh đã là bí thư huyện ủy rồi, mà còn không sửa được cái tật vượt tường thế. Trương Dương cười nói, chỉ trách bí thư Thường quá hấp dẫn, nếu không tôi cũng chẳng dám mạo hiểm trèo ở tầng 19. Thường Hải Tâm cười, vùi đầu vào lòng Trương Dương, ôm chặt lấy người Trương Dương rồi nói, Trương Dương, em nhớ anh. Một câu nói đã đốt cháy nhiệt tình trong lòng Trương Đại Quan, hắn hôn lấy môi Thường Hải Tâm, hắn hôn lên môi Thường Hải Tâm, bờ môi hai người quện lại với nhau, thoát bỏ quần áo của nhau, rất nhanh sau, Trương Đại Quan đã đẩy Thường Hải Tâm lên giường, rồi trực tiếp vào thẳng chủ đề, vì đôi chân của Thường Hải Tâm không chịu nổi sự kích thích đột ngột của hắn, nên quặp chặt lấy hắn, Trương Đại Quan chinh phạt không mệt mỏi, làm cho Thường Hải Tâm trở nên thở gấp gáp, cô cố gắng khống chế bản thân, tránh vì bị kích thích quá mạnh mà mất đi khống chế. Cổ họng phát ra những tiếng rên nho nhỏ, đột nhiên cô ôm chặt lấy người Trương Dương, cơ thể run rẩy không thể khống chế, vì quá sung sướng, nên mắt cô nhắm nghiền, cô cắn chặt lấy môi, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được hết sự sung sướng mãnh liệt do Trương Dương đem đến, cô nhẹ nhàng mở bờ môi, rồi phát ra một tiếng ha. Ở bên tai Trương Dương. Trương Dương sờ vào mặt cô, tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cô, bị đôi môi ướt của Thường Hải Tâm ngậm lấy. Cơ thể của cô nhẹ nhàng động đậy dưới thân người Trương Dương, cánh tay của Trương Dương ôm người cô lên, làm cho cơ thể cô nép càng chặt vào người hắn. Khi mới bắt đầu, Thường Hải Tâm còn có thể có chút phản ứng lại, nhưng đến cuối cùng, cô giao tất cả mình cho Trương Dương, để mặc hắn khống chế cơ thể mình, khống chế ý thức mình, từng đợt sóng sung sướng mãnh liệt đã biến đầu óc cô trở nên một màn trống rỗng. Thường Hải Tâm nằm trong lòng Trương Dương, cảm thấy tiếng thở đều đều của hắn, cảm thấy tiếng trái tim hắn đang đập. Tay sờ vào bộ ngực rắn chắc của hắn, cơ thể cô mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ muốn nằm mãi trong lòng Trương Dương thế này, cô nhẹ nhàng nói, nhất định có một ngày, em sẽ chết trong tay anh mất. Trương Dương cười hà hà, không thể nào, thật ra việc này càng làm sẽ càng trẻ ra. Thường Hải Tâm bĩu môi, anh thật là lợi hại, em hơi hối hận rồi đấy. Hối hận gì chứ? Thường Hải Tâm hơi đỏ mặt, khi ở Đông Giang, còn có Tần Thanh cùng chia sẻ hỏa lực, giờ đây đến Tân Hải. Một mình cô đối mặt với Trương Dương, thật sự là không thể chịu nổi hắn, cô ôm lấy người Trương Dương, dụi đầu vào trong lòng hắn, anh không phải là ngươi. Không ngờ lại đưa ra quy tắc ngầm cho thuộc hạ nữ của mình. Trương Đại Quan mỉm cười nói, chúng ta là một người muốn đánh một người muốn chịu, bí thư Thường, về sau, chúng ta nhất định phải hợp tác, giao lưu nhiều hơn với nhau. Thường Hải Tâm mắng, anh dùng cách này để giao lưu sao? Trương Đại Quan giở mình đè lên người cô. Thường Hải Tâm nhẹ nhàng a một tiếng, cảm thấy tên này lại tiến công vào cơ thể mình, cô cắn môi, em sợ anh rồi. Trương Đại Quan cười nói, bí thư Thường, làm việc bên cạnh tôi cảm giác thế nào? Thường Hải Tâm chớp mắt nói, không còn gì bằng. Thể chất của Trương Đại Quan rất tốt, 8 giờ hơn buổi sáng hôm sau đã xuất hiện ở nhà tang lễ thành phố Bắc Cảng, hắn không để cho Chu Sơn Hổ đưa mình đi, mà bảo gã đưa Thường Hải Tâm đi. Còn hắn thì ngồi xe của phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương đến nhà tang lễ. Buổi sáng ngày hôm đó lất phất mưa, nền trời Bắc Cảng u ám, Tưởng Hồng Cương mặc một bộ tây phục, thật ra, đại đa số người đến tang lễ đều mặc như vậy, Trương Đại Quan cũng không ngoại lệ, hai người đến chỗ ký tên, lấy cành hoa trắng, rồi đeo lên trước ngực. Ninh Cao Sơn mặc một bộ quần áo đen, nghe được Tưởng Hồng Cương và Trương Dương đến, y nhanh chóng bước qua, Tưởng Hồng Cương bước lại. Nắm lấy tay Đinh Cao Sơn rồi nói, bạn học à, xin chia buồn cùng anh. Đinh Cao Sơn thở dài, nắm lấy tay của Tưởng Hồng Cương lắc mạnh, thái độ của y rất bi thương, rồi y lại đi về phía Trương Dương, nắm lấy tay Trương Dương rồi nói, bí thư Trương, cảm ơn anh đã đến tham dự tang lễ của Kính Quốc. Trương Dương thầm nói, Tưởng Hồng Cương kéo tôi đến, nếu không thì hắn cũng chẳng có quan hệ tốt với Đinh Cao Sơn đến thế này. Trương Dương nói, sự việc đã xảy ra rồi. Tổng Giám Đốc Đinh cũng đừng buồn nữa. Đinh Cao Sơn gật đầu, lúc này, Đinh Lâm đã đến trước mặt họ với hai người con gái nữa để cảm ơn. Đinh Lâm vốn chuẩn bị quỳ xuống, nhưng đã bị Tưởng Hồng Cương đỡ dậy, Tiểu Lâm, không cần đâu. Việc này rõ ràng là một cú sốc không nhỏ với Đinh Lâm, nét mặt cô trắng bệch, không hề tìm thấy chút màu máu nào. Có điều Trương Dương không nhìn thấy nước mắt từ mắt cô, có lẽ nước mắt đã khô rồi. Trương Dương nói với Đinh Lâm, xin chia buồn. Cảm ơn bí thư Trương. Đầu óc của Đinh Lâm có lẽ vẫn khá tỉnh táo. Vì cách lễ truy điệu vẫn còn một lúc,
Đinh Cao Sơn đã sắp xếp cho Trương Dương và Tưởng Hồng Cương vào phòng khách quý để nghỉ ngơi. Trương Đại Quan phát hiện rằng dù ở bất cứ xã hội nào cũng không thể thực hiện được bình đẳng tuyệt đối. Ngay cả nhà tang lễ cũng có phòng VIP, có thể chứng minh rằng, dù là sống hay chết đều có sự phân biệt giữa giàu sang và nghèo hèn, VIP là gì cơ chứ? Giờ đây trình độ tiếng Anh của Trương Đại Quan đã có thể nói là có tiến bộ vượt bậc, very important people, nghĩa tiếng Anh là người vô cùng quan trọng, nếu như người người đều bình đẳng, thì đâu cần phân con người thành rất quan trọng, không quan trọng, hơi quan trọng chứ. Mặc dù Trương Đại Quan không hiểu, nhưng điều không thể phủ nhận là, giờ đây hắn đã trở thành very important people, tên này nhìn chữ VIP không khỏi nghĩ đến một việc, thế này có phải có nghĩa là hắn đã xa rời quần chúng rồi không? Trong phòng VIP chỉ có Trương Dương và Tưởng Hồng Cương, vốn dĩ ý của Đinh Cao Sơn là muốn để Tưởng Hồng Cương phát biểu, nhưng Tưởng Hồng Cương đã từ chối uyển chuyển yêu cầu của y, người chết là Phùng Kính Quốc, hôm nay Tưởng Hồng Cương đến chỉ là vì bạn cũ, sau khi tham gia xong lễ truy điệu, y sẽ đi ngay. Trương Dương thở phào một hơi. Tưởng Hồng Cương nói, có phải là hơi áp lực? Trương Dương gật đầu, nhà tang lễ là một nơi âm khí rất nặng nề, hơn nữa, hôm nay lại là một ngày trời mưa âm u. Cảm thấy rất nặng nề, Trương Đại Quan vặn chai nước, uống một ngụm rồi nói, thấy cảnh sinh ly tử biệt của người khác, thật sự luôn cảm thấy tức cảnh sinh tình. Tưởng Hồng Cương gật đầu đầy đồng cảm, vì vậy thường nếu không cần thiết, tôi rất ít khi tham dự tang lễ, bởi lẽ tâm lý ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Y móc một bao thuốc ra, đưa cho Trương Dương lắc đầu, ngụ ý mình không hút thuốc. Tưởng Hồng Cương hút một điếu, hít vào một hơi, nhổ ra một làn khói, nhìn làn khói bay lên trước mắt. Thấp giọng nói, thật ra đời người cũng giống như làn khói này, ngoài khói và bụi, đến cuối cùng chẳng còn lại gì cả. Trương Dương cười nói, câu này của bí thư Tưởng thật có mùi vị của đạo Phật. Chương 1398, thà tin rằng có một. Tưởng Hồng Cương cười, y nhìn sang Trương Dương rồi nói, tôi nghe nói cậu đã xin phép chuyện nâng cấp lên thành phố với quốc phụ viện. Trương Dương nói, không sai, lần này tôi đến Bắc Cảng là vì chuyện này. Thị trưởng cung gọi tôi đến rồi phê bình tôi một trận tơi bời, nói bảo tôi phải kiểm điểm nghiêm túc, tại sao lại tự mình quyết định. Tưởng Hồng Cương mỉm cười, Trương Dương bị mắng vì chuyện này là một điều đương nhiên, chuyện cải cách lên thành phố của Tân Hải không hề thông qua thường ủy Bắc Cảng thảo luận, tiểu tử này đã trực tiếp đệ đơn lên quốc phụ viện, nếu là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ bực mình, nhưng Tưởng Hồng Cương thì cảm thấy chẳng có gì, với y, chuyện này chẳng liên quan gì đến y. Thứ Trương Dương làm tổn hại là thể diện của Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn. Tưởng Hồng Cương nói, trong thể chế, thì phải làm việc theo quy tắc của thể chế, mặc dù cậu làm một việc tốt, có ích cho Tân Hải, cũng có ích cho Bắc Cảng, nhưng cậu không đi đúng trình tự, thì sẽ làm cho lãnh đạo không vui. Trương Dương nói, bí thư Tưởng cũng giận tôi rồi sao? Tưởng Hồng Cương cười hà hà nói, tại sao tôi phải giận cậu chứ? Tôi làm việc thích xem trọng thực tế, chỉ cần có lợi cho thành phố, có lợi cho nhân dân. Dù là cậu bỏ qua tôi cũng không cảm thấy có gì hết. Tưởng Hồng Cương nói câu này rõ ràng nhắm vào hai vị lãnh đạo cao nhất của Bắc Cảng, Trương Dương đã cảm nhận được rằng, y và Hạng Thành, Cung Hoàn Sơn không mấy hòa hợp với nhau. Tưởng Hồng Cương nhìn Trương Dương rồi nói, cuối cùng chuyện này thế nào? Trương Dương nói, tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của nó sẽ không dừng lại tại đây, có lẽ sẽ mang ra thảo luận ở cuộc họp thường ủy. Hắn dựa gần vào Tưởng Hồng Cương. Rồi thấp giọng nói, mong rằng đến lúc đó bí thư Tưởng sẽ nói đỡ dùm tôi. Tưởng Hồng Cương cười, câu này của Trương Dương làm cho y cảm thấy khá dễ chịu, người khác nhờ mình, từ một phương diện nào đó đã chứng minh được năng lực của mình. Tưởng Hồng Cương khá có sức cạnh tranh trên đàn chính trị của Bắc Cảng, y cũng là một trong những người có thể được lựa chọn vào cái ghế bí thư thị ủy Bắc Cảng, đương nhiên nếu so sánh với thị trưởng Cung Hoàn Sơn, thì khả năng này rất nhỏ. Người ngoài luôn tỉnh táo, với Tưởng Hồng Cương. Lỗi lầm Trương Dương phạm phải lần này không hề nghiêm trọng, Cung Hoàn Sơn vừa từ kinh thành về, y tìm Trương Dương nói chuyện chắc chắn rằng được sự ngụ ý của Hạng Thành, nếu như nói rằng trong tầng lớp lãnh đạo Bắc Cảng có một người không muốn huyện Tân Hải được nâng cấp lên thành phố, người đó nhất định là Hạng Thành, Cung Hoàn Sơn chỉ là người phát ngôn hộ Hạng Thành trong chuyện này mà thôi. Điều này cũng chứng minh được rằng Hạng Thành khá nề hà với Trương Dương, nếu như là người khác, Hạng Thành sẽ không đi đường vòng như vậy. Tưởng Hồng Cương cảm thấy rất nực cười. Cung Hoàn Sơn rõ ràng rằng lại một lần nữa bị Hạng Thành đem ra làm bia đỡ đạn, mỗi lần gặp phải vấn đề khó xử không giải quyết được, Hạng Thành luôn đẩy Cung Hoàn Sơn ra chống. Nhưng có một điểm nhất định phải thừa nhận là, Hạng Thành đối xử với Cung Hoàn Sơn cũng rất tốt, rất nhiều việc đã chứng minh, sau khi Hạng Thành xuống, vị trí này chắc chắn thuộc về Cung Hoàn Sơn,
ông phó bí thư là Tưởng Hồng Cương chỉ là có khả năng về mặt lý thuyết. Tưởng Hồng Cương nhất định không phải là một người hài lòng với hiện tại, trong tâm trí y coi thường Cung Hoàn Sơn, cho rằng Cung Hoàn Sơn chỉ là một con cờ chính trị của hạng thành, thiếu sức hấp dẫn bản thân, thiếu chủ kiến cá nhân, một người như vậy nếu trở thành bí thư thị ủy Bắc Cảng, sẽ là một sự bi ai cho đàn chính trị Bắc Cảng, nhưng mấu chốt sự việc nằm trên người hạng thành ủng hộ cho Cung Hoàn Sơn, đằng sau hạng thành còn có Tiết gia rất có thế lực nữa. Tưởng Hồng Cương luôn hiểu rằng, muốn đánh bại Cung Hoàn Sơn, thậm chí thay vị trí của y, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, giờ đây y cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng đó chính là Trương Dương. Trương Dương có bối cảnh chính trị không hề thua với hạng thành, mặc dù Tiết gia rất lớn mạnh, nhưng dù sao thì Tiết lão cũng đã về hưu, hậu bối của y không có nhân vật xuất chúng trên đàn chính trị. Người có thành tựu nhất là Thiết Thế Luân giờ đang kinh doanh ở Hồng Kông, hơn nữa đã gia nhập quốc tịch Mỹ rồi. Mặc dù Tiết lão ủng hộ cho hạng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là, về sau y sẽ giúp đỡ cho Cung Hoàn Sơn. Còn Trương Dương thì khác, cha nuôi của hắn là Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Văn Quốc Quyền, nhạc phụ đại nhân là Bí thư tỉnh ủy Bình Hải Tống Hoài Minh, Văn Quốc Quyền rất có thể trở thành nhân vật đứng đầu Quốc vụ Viện trong đợt tới, còn Tống Hoài Minh thì là một người nắm huyết mạch chính trị Bình Hải. Nếu như Tưởng Hồng Cương có thể thông qua y với tới những mối quan hệ này, thì việc đánh bại Cung Hoàn Sơn giành lấy vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng là điều rất có khả năng. Tính toán của Tưởng Hồng Cương rất rõ ràng, từ khi biết được Trương Dương đến Bắc Hải làm việc, Tưởng Hồng Cương đã chuẩn bị xây dựng mối quan hệ tốt với hắn. Tưởng Hồng Cương nói, Trương Dương, tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ công tác của cậu, điểm này cậu không cần phải lo. Trương Dương gật đầu nói, tôi không sợ bị phê bình. Tôi chỉ suy nghĩ về sự phát triển của Tân Hải, nếu như lần này Tân Hải có thể thành công, thì chúng ta nhất định sẽ vươn lên một tầm cao mới. Tưởng Hồng Cương mỉm cười nói, muốn việc này thành, có lẽ phải có mối quan hệ tốt với thượng tầng, nhất định phải có người ngầm giúp đỡ. Trương Dương thở dài nói, trước kia tôi luôn tưởng rằng tất cả mọi việc trong thể chế đều công bằng, giờ đây phát hiện ra không phải là như vậy. Tưởng Hồng Cương nói, người Trung Quốc thích nói đến chuyện tình cảm, cùng có điều kiện như nhau. Đương nhiên sẽ chọn thứ có tình cảm với mình, đây là chuyện bình thường, không thể nào thay đổi. Trương Dương, đừng xem bây giờ có người không vui, nhưng chỉ cần cậu thành công trong chuyện này, nhất định sẽ trở thành anh hùng của Bắc Cảng, không có người bảo cậu đi kiểm điểm nữa đâu. Trương Dương cười, hắn biết rằng những điều Tưởng Hồng Cương nói đều là sự thật. Đám lãnh đạo trong thành phố mặc dù có ý kiến với hắn, nhưng sẽ không có ai thật sự muốn xử lý hắn. Nhưng cốt yếu chuyện này nằm ở việc liệu Tân Hải có thành công nâng lên thành phố hay không, chỉ cần thành công, sẽ chứng minh được thực lực của Trương Dương, việc thăng cấp tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này có người bước vào thông báo với họ đã đến giờ cử hành lễ truy điệu do Tổng cục trưởng Hải quan thành phố Bắc Cảng Mai Cảnh Vận chủ trì, tài ăn nói của người này rất tốt, y đã đọc một bài điếu văn xúc động ngay tại hiện trường, và nghĩ lại những phút giây huy hoàng của đồng chí Phùng Kính Quốc, vì sự thành công trong lời nói của cục trưởng. Không ít đồng chí đã rơi nước mắt. Khi di thể được đưa đi, Trương Đại Quan đã liếc sang di thể của Phùng Kính Quốc, vì phát súng chí mạng bắn ngay vào đầu gã, nên người nhà đã dùng một mảnh băng keo màu da dính lên vết súng đó. Nhìn di thể của Phùng Kính Quốc, Trương Đại Quan không khỏi lại cảm thấy đời người như phù du. Mặc dù Tưởng Hồng Cương không phát biểu trong lễ truy điệu, nhưng có rất nhiều người biết rằng y đến, nên đã đến bắt tay hàn huyên với vị bí thư thị ủy này. Nếu như là người không biết sự tình có lẽ còn tưởng rằng Tưởng Hồng Cương là người nhà của người mất. Tổng cục trưởng Hải quan Mai Cảnh Vận cũng đã đến chào Tưởng Hồng Cương, bắt tay Tưởng Hồng Cương, y nói đầy xót thương, Tiểu Phùng chết thật thảm quá. Tưởng Hồng Cương nói, các anh đã mất đi một đồng chí tốt. Mai Cảnh Vận gật đầu lia lịa, cảm giác nước mắt tên này sắp sửa trào ra đến nơi, nhưng trong lòng y thật sự có đau xót đến vậy hay không, thì chẳng ai biết. Tưởng Hồng Cương giới thiệu Trương Dương đứng bên cạnh cho Mai Cảnh Vận. Mai Cảnh Vận bắt tay Trương Dương rất nhiệt tình, bí thư Trương, tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi. Trương Dương cười nói, Tổng cục trưởng Mai khách sáo quá rồi, tôi lần đầu đến Bắc Cảng, về sau còn mong rằng Tổng cục trưởng Mai để tâm đến cho. Không vấn đề gì, không vấn đề gì, Mai Cảnh Vận vui vẻ đáp lời. Tưởng Hồng Cương không muốn gây quá nhiều sự chú ý, y và Trương Dương rời khỏi lễ truy điệu trước. Vào trong xe, y thở dài một hơi, rồi nói với lái xe, đi ra phía biển chút đi. Lái xe lái về phía Tân Hải, bên ngoài mưa vẫn bay, nhưng Tưởng Hồng Cương lại mở cửa sổ thật to, bên trong xe rất lạnh, y cười với Trương Dương, tôi cứ cảm thấy như có mùi thuốc súng trong không khí tang tóc vậy, nên tôi muốn đẩy nó đi thật sạch. Trương Dương cười, đi cùng Tưởng Hồng Cương đến bờ đê quanh biển,
Tưởng Hồng Cương bảo lái xe dừng xe ở trước một bức tượng, đẩy cửa xe bước xuống. Trương Dương cùng Tưởng Hồng Cương bước lên trên đê, lái xe vội vàng chạy xuống cầm dù, Tưởng Hồng Cương nhìn sang lái xe tỏ vẻ không vui, ánh mắt như điện giật xuyên qua bầu trời. Trương Đại Quan lần đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của Tưởng Hồng Cương lại sắc bén đến vậy, xem ra bình thường y rất giỏi che giấu bản thân. Tưởng Hồng Cương đứng trên con đê, nhìn mặt biển mênh mông, mưa đã làm cho chân trời đằng xa trở nên mờ mịt, không phân biệt được đâu là trời, đâu là biển, gió thổi làm từng đợt sóng dội đến dưới chân họ, quật ngọn sóng lên con đê, ngọn sóng bị quật tan tành, vô số bọt xuất hiện trên mặt nước và trong không khí, từng tiếng sóng vỗ ảo ảo chấn động họ. Tưởng Hồng Cương ôm chặt lấy hai vai, muốn không để nhiệt độ ấm áp trong người bị gió thổi đi, rồi y thấp giọng nói, nước ở đây rất sâu. Trương Dương học Tưởng Hồng Cương phóng ánh mắt về phía chân trời xa tắp, dù hắn có nỗ lực thế nào cũng không thể nhận ra đâu mới là đường chân trời, câu này của Tưởng Hồng Cương đã mang hai ý nghĩa. Trương Dương nói, tôi đến Tân Hải chỉ muốn tử tế làm chút việc. Tưởng Hồng Cương nói, rất nhiều tranh đấu chính trị đều tự nhiên mà xảy đến, dù là xuất phát điểm của cậu có tốt hay không, cậu cũng đều phải suy nghĩ, những việc cậu làm liệu có gây ảnh hưởng cho người khác hay không. Y ngước đầu nhìn Trương Dương, thấp giọng nói, trước khi cậu đến Bắc Cảng, quan trường ở đây đã hình thành những quy tắc cố hữu của nó, cũng có thể nói là một thứ thăng bằng, thời gian cậu đến đây mặc dù chưa lâu, nhưng sự xuất hiện của cậu đã bắt đầu khiêu chiến với quy tắc ở đây, hơn nữa rất có khả năng phá vỡ sự bình ổn thăng bằng đó, vì vậy cậu sẽ đắc tội một vài người. Trương Dương nhìn Tưởng Hồng Cương rất nghiêm túc. Tưởng Hồng Cương nói, người đặt ra quy tắc và người bảo vệ quy tắc cùng phe, vì vậy xảy ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Cậu muốn thay đổi tất cả những điều này, thì cần phải chứng minh cách làm của mình là chính xác. Trương Dương đương nhiên hiểu rằng người đặt ra quy tắc mà Tưởng Hồng Cương nói là bí thư thị ủy Hạng Thành, còn người bảo vệ quy tắc là thị trưởng Cung Hoàn Sơn, còn về những người khác thì nhất định có rất nhiều. Tưởng Hồng Cương đã nói những lời này với hắn, chứng minh rằng y không thuộc về phe Hạng Thành. Trương Dương nói, Hạng Thành là một người thế nào vậy? Tưởng Hồng Cương không trả lời câu hỏi của Trương Dương. Y cười cười nói, mỗi người đều có tiêu chuẩn đánh giá của mình, con người rất phức tạp, cậu không thể dựa vào ấn tượng ngoài mặt mà đã vội vàng đánh giá một con người, bởi lẽ điều đó là vô cùng sai lầm, và không công bằng nữa, vấn đề này cậu phải tự mình đi giải đáp thôi. Trương Dương nói, mặc dù tôi đến Tân Hải không lâu, nhưng tôi cũng có chút hiểu biết về Tân Hải, trật tự xã hội của Tân Hải hỗn loạn, trị an rất kém, ở Bắc Cảng có thể coi là kém nhất, tôi thật sự không hiểu, tại sao bấy lâu nay Tân Hải không chỉnh đốn lại. Chương 1399, thà tin rằng có hai. Tưởng Hồng Cương mỉm cười nói, có lẽ cậu không hiểu về lịch sử của Bắc Cảng, vùng này trước đời Tùy là một vùng hoang vu, đến đời Tùy đã có một vài quan gia đến đây xây dựng xưởng muối, công nhân xưởng đều là phạm nhân cả, sau này những phạm nhân này đã phục dịch xong liền an cư ở gần đó, lấy vợ đẻ con, từ lúc đó mới bắt đầu phát triển lên, hình thành thị trấn, thành phố. Mặc dù thời đại đang thay đổi, nhưng có một vài thứ không thể thay đổi được, có lẽ rằng nguồn gen đấu tranh đã truyền lại từ đó. Hình thành đặc điểm của cư dân vùng này. Nói đến đây y cười lắc đầu, đây chỉ là một lời đồn, không thể không tin, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cá nhân tôi thì cảm thấy rằng khá đúng. Cuộc nói chuyện của Trương Dương và Tưởng Hồng Cương xem chừng rất sâu sắc, nhưng thật ra không hề nói vào chủ đề chính. Trương Đại Quan có thể nhận ra rằng vị phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương rất tốt với mình, cũng chủ động kéo gần khoảng cách giữa y và hắn, nhưng Tưởng Hồng Cương rất cẩn thận, nói chuyện cũng chỉ nói đủ thì thôi, không nói quá sâu, y đang mang đến cho Trương Dương một tín hiệu rằng, y rất bất mãn với bí thư thị ủy, hai người họ không đi cùng một con đường. Trương Dương cũng không nói quá nhiều về những gì trong lòng mình, giống như Tưởng Hồng Cương nói vậy, con người rất phức tạp, anh không thể đánh giá vội vàng một con người thông qua ấn tượng bề ngoài, dù người được đề cập đến là Hạng Thành, nhưng điều này đúng với tất cả mọi người. Trương Dương cũng có một quá trình để quen với Tưởng Hồng Cương, hắn không hiểu về Tưởng Hồng Cương, vị phó bí thư thị ủy này rốt cuộc là trung hay là gian hắn vẫn không biết, Trương Dương khá cảnh giác với Tưởng Hồng Cương. Trương Dương ngồi cùng xe với Tưởng Hồng Cương đến thị ủy, y không bước vào cửa thị ủy, mà xuống xe ở ngoài, mưa vẫn rơi nho nhỏ, Trương Dương gọi điện cho Thường Hải Tâm, thấy cô vẫn chưa xong việc, Thường Hải Tâm đang ở bộ tổ chức thị ủy, bộ trưởng tổ chức Mạnh Khởi Chí đã dẫn cô ấy và bí thư thị ủy cách Đống Lương. Nhiệm vụ của Thường Hải Tâm trong ngày hôm nay đến thị ủy đã hoàn thành. Thường Hải Tâm nói, Bộ trưởng Mạnh định đưa em qua đó. Trương Dương cười nói, không cần đâu, chẳng phải anh đã đích thân đến đón em rồi sao? Thường Hải Tâm cười một tiếng,
Cô ôm lấy điện thoại nói với Mạnh Khởi Chí bên cạnh, Bộ trưởng Mạnh, nói Tào Tháo đến thật rồi, Bí thư Trương của chúng ta gọi điện đến, anh ấy ở Bắc Cảng, nói muốn đích thân đến đón tôi. Mạnh Khởi Chí cười nói, Bí thư Trương đến càng tốt, tôi không cần phải đi Tân Hải một chuyến nữa, đưa điện thoại cho tôi. Mạnh Khởi Chí nhận điện thoại rồi nói, Bí thư Trương, anh đang ở Bắc Cảng à? Trương Dương thầm nói, vị bộ trưởng Mạnh này thật là khách sáo, không ngờ gọi hắn là Bí thư Trương, cấp người ta cao hơn mình. Trương Đại Quan xấu hổ nói, Bộ trưởng Mạnh, hôm nay tôi đến Bắc Cảng để dự đám tang. Mạnh Khởi Chí nói, đám tang của Phùng Kính Quốc. Xem ra, cái chết của Phùng Kính Quốc gây chấn động rất lớn ở Bắc Cảng, ngay cả vị bộ trưởng tổ chức Mạnh Khởi Chí này cũng đã biết. Phùng Kính Quốc chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ ở Bắc Cảng, có thể gây được sự chú ý của nhiều người như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì gã là con rể của Đinh Cao Sơn, Đinh Cao Sơn lại là một người rất nổi tiếng trong giới thương gia Bắc Cảng. Trương Dương gật đầu nói, vâng, Bộ trưởng Mạnh cũng nghe nói đến điều đó rồi à. Mạnh Khởi Chi nói, việc này đã làm chấn động cả Bắc Cảng, rất nhiều người đều đang nói về nó. Y cười một tiếng rồi nói xa chủ đề quá rồi, Bí thư Trương à. Tỉnh để đồng chí Hải Tâm đến Tân Hải các anh làm việc, về sau anh phải quan tâm nhiều đấy. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Mạnh, trước kia tôi và đồng chí Hải Tâm đã từng làm việc với nhau, chẳng giấu gì anh, lần này cô ấy đến Tân Hải làm việc, Bí thư Thường đã nói với tôi từ trước đó rồi. Hồ sơ của hắn và Hải Tâm bày ra ở đó, Mạnh Khởi Chí là bộ trưởng tổ chức đương nhiên y hiểu rất rõ, về điểm này, Trương Dương không cần phải giấu giếm gì, nếu để người khác cứ đoán mò mối quan hệ trong đó. Thì chẳng bằng hắn tự nói trắng ra cho xong. Mạnh Khởi Chí nói, vậy thì càng tốt, tóm lại một câu là, cần phải quan tâm nhiều đến đồng chí Hải Tâm. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Mạnh, sao lúc tôi đến không thấy ông quan tâm đến tôi như thế này nhỉ? Mạnh Khởi Chí cười nói, người quan tâm đến cậu nhiều quá rồi, tôi không xếp hàng nổi nữa. Vị bộ trưởng tổ chức này khó khăn lắm mới hài hước được một lần. Trương Dương đứng đợi ở cửa một lúc. Thấy Chu Sơn Hổ lái chiếc xe Audi từ trong đi ra, hắn kéo cửa xe ngồi vào trong, trong tay Thường Hải Tâm là một tập hồ sơ, cô cười rạng rỡ nhìn hắn, Bí thư Trương, chúng ta có phải là về Tân Hải không? Trương Dương nói, đi thôi, về Tân Hải còn kịp ăn cơm chưa? Trên đường về, Trương Dương nhận được điện thoại của Đinh Cao Sơn, y gọi điện đến là để cảm ơn Trương Dương đã đến dự lễ tang ngày hôm nay, buổi trưa vốn dĩ Đinh Cao Sơn đã sắp xếp xong cơm trưa. Nhưng Trương Dương và Tưởng Hồng Cương lại đi về trước, Đinh Cao Sơn vẫn phải lịch sự gọi điện đến cảm ơn. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Đinh không phải khách sáo, trong huyện còn có chút việc, nếu không tôi đã ở lại ăn cơm rồi, còn lâu còn dài mà, chúng ta về sau còn rất nhiều cơ hội. Đinh Cao Sơn nói, tấm ân tình này của Bí thư Trương, Đinh mỗ xin ghi lòng tạc dạ, về sau có việc gì thì Bí thư Trương cứ nói. Trương Dương cười nói, Đinh Tổng đúng là người thoải mái. Về sau nhất định phải làm phiền ông rồi. Trong lòng hắn chẳng mấy mặn mà với Đinh Cao Sơn, thật ra hắn chẳng làm gì cả, giao tình giữa hắn và Đinh Cao Sơn cũng chẳng qua là tham gia một lần hôn lễ và một lần tang lễ, không đến mức phải để y khắc tạc ơn đức của hắn như vậy. Nhưng Trương Dương có một dự cảm, Đinh Cao Sơn nói ra những lời thế này, là để về sau tiện bề qua lại với hắn. Trương Dương vừa đến Tân Hải, Trình Diệm Đông đã gọi điện thoại đến, hóa ra là vì vụ án bắn cảnh sát đã có tiến triển. Hai tên hung thủ tình nghi đã bị bắt. Ngữ khí của Trình Diệm Đông rất nghiêm túc, muốn nói chuyện riêng với Trương Dương về vấn đề này. Trương Dương chỉ đành từ bỏ ý nghĩ ăn cơm cùng với Thường Hải Tâm, hắn bảo Chu Sơn Hổ đưa Thường Hải Tâm về chỗ ở, rồi hắn đi đến phòng làm việc, Trình Diệm Đông đã đợi hắn ở đó rồi. Trương Dương chỉ vào đồng hồ rồi nói, còn 10 phút nữa là đã đến giờ tan ca rồi, chuyện gì mà lớn thế, nhất định phải nói vào lúc này. Trình Diệm Đông nói, tôi đã bắt được hai nghi phạm trong vụ bắn cảnh sát rồi. Trương Dương nói, việc tốt mà, để Cao Ba đi nhận diện chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Trình Diệm Đông nói, nhưng Cao Ba nói không quen hai người này. Trương Dương nói, lúc đó anh ta không nhìn rõ dáng vẻ của tội phạm ư. Trình Diệm Đông nói, anh ta nói đã nhìn kỹ rồi, không phải hai người này. Trương Dương nói, nếu như bắt nhầm rồi thì thả người thôi. Trình Diệm Đông nói, Bí thư Trương, sự tình phức tạp là ở đây, theo tình hình chúng tôi điều tra được, thì hai nghi phạm này có hiểm nghi lớn nhất, Cao Ba rất có khả năng đang nói dối. Trương Dương nói, tại sao anh ta phải nói dối? Người ta suýt nữa giết cả anh ta rồi, anh ta lại còn phải nói dối sao? Trên thế gian này có sự việc hoang đường như vậy à?
Trình Diệm Đông nói, thời gian này tôi đã điều tra một vài tư liệu về Cao Ba, trên người anh ta rất nhiều điểm nghi vấn, tôi nghi ngờ rằng. Gã dừng một lúc rồi mới nói, tôi nghi ngờ rằng anh ta có dính lưu vào xã hội đen. Trương Dương chau chau mày, nếu vậy không khó khăn gì để hiểu tại sao Cao Ba lại phủ nhận sự thật hai nghi phạm đã bắn súng vào anh ta nhất định đang giấu giếm điều gì, đối phương cũng rất có thể đang nắm trong tay điểm yếu của Cao Ba, vì vậy anh ta mới nghi kỵ, Trương Dương nói, nếu đã nghi ngờ thì cứ mạnh dạn điều tra. Trình Diệm Đông nói, nếu chỉ là vấn đề của một mình Cao Ba, thì đương nhiên tôi chẳng ngại ngần gì, nhưng nếu vấn đề của Cao Ba chỉ là tấm gương phản ánh Tân Hải, thì giờ tôi gây động tĩnh quá lớn chỉ có thể làm đánh rắn động cỏ mà thôi. Trương Dương nói, anh muốn thả lưới bắt con cá lớn ư. Trình Diệm Đông nói, mặc dù tôi đến Tân Hải không lâu, nhưng tôi đã nhận ra nơi đây tồn tại vấn đề rất lớn, giống với những gì anh cảm nhận được, cảnh giác của người ở đây rất cao độ, họ luôn bài trừ tôi. Tôi nghi ngờ rằng nội bộ Tân Hải đang tồn tại một liên minh lợi ích mà không ai biết, muốn làm rõ chuyện này, thì cần phải xác định lâu dài. Trương Dương nói, Diệm Đông, tôi tán thành suy nghĩ của anh, việc của Cao Ba có thể tạm thời gác lại, chúng ta đã đến đây, thì cần phải nhổ cả gốc rễ của những mặt đen tối tại Tân Hải. Tôi không quan tâm hắn là ai, đằng sau hắn có hậu đài gì, chỉ cần là người dám đi ngược lại với pháp luật, chỉ cần hắn dám xâm phạm lợi ích của quốc gia và nhân dân. Tôi quyết không bỏ qua cho bất cứ ai cả. Trình Diệm Đông nói, mấy ngày nay tôi đã thống kê số lượng của Tân Hải, số lượng xe nhập khẩu ở đây rất nhiều, thị trường xe ô tô của Tân Hải có rất nhiều xe nhập lậu. Tôi đã bảo Cao Liêm Minh để ý một chút, chỉ cần bỏ tiền ra, những người bán xe đó có thể biến bất hợp pháp thành hợp pháp, biến xe đen thành xe trắng ngay. Trương Dương nói, cứ để họ tự do giao dịch đã, nếu như làm quá sớm dễ làm họ nảy sinh cảnh giác. Tân Hải buôn lậu xe khá phổ biến. Gần đây vì chúng ta đến nên đã khá hơn một chút rồi, với việc này, chúng ta không thể đánh một cách vội vàng, đánh quá sớm, dễ làm họ nảy sinh cảnh giác, con cáo giả đằng sau sẽ không thể xuất hiện. Trình Diệm Đông nói, tôi cũng nghĩ như vậy, cần phải để thả lỏng một hồi, để cho họ sơ hở, để cho họ không còn quá cảnh giác với chúng ta nữa, tất cả trở lại quỹ đạo lúc trước, chỉ có vậy họ mới có thể hoạt động lại từ đầu, cũng chỉ có vậy, chúng ta mới đánh bắt được con cá lớn. Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Thoát cái đã đến 12 giờ rưỡi trưa rồi, Trình Diệm Đông nhìn thời gian rồi cười nói, thật ngại quá, cứ mãi nói chuyện, làm lỡ mất giờ cơm của anh rồi. Trương Dương nói, đi thôi, đến căng tin cơ quan ăn tạm chút gì đó đi, buổi chiều tôi còn phải họp, buổi trưa không thể uống rượu, buổi tối chúng ta cùng mở tiệc đón thường hải tâm. Trình Diệm Đông gật gật đầu, rồi cùng đến căng tin cơ quan với Trương Dương, đến giờ này hầu như mọi người đã ăn cơm cả rồi, chủ nhiệm phòng ban huyện ủy Hồng Trường Thanh cũng đã ăn xong. Đang chuẩn bị rời đi, thấy Trương Dương và Trình Diệm Đông cùng đến, vội vàng bước tới chào, mời hai người vào trong, rồi vội đi sắp xếp. Trương Dương nói với Hồng Trường Thanh, chị Hồng, không cần phải sắp xếp cầu kỳ đâu, chúng tôi đến đây chỉ để ăn cơm thường thôi, càng đơn giản càng tốt. Hồng Trường Thanh đã làm công việc này không chỉ một ngày, đã luyện được con mắt quan sát nhìn người rồi, bất cứ việc gì cũng cần phải có mức độ, lãnh đạo cần được tôn trọng, cố gắng chăm sóc cho chu đáo, nhưng nếu như quá đáng cũng không được. Phục vụ cũng là một môn nghệ thuật, Hồng Trường Thanh tự nhận rằng mình đã tu thành chính quả về mặt này, nhưng cô ta vẫn không tìm được cách để phục vụ vị bí thư mới này. Trên quan trường, thứ mở màn thường thấy nhất là tài sắc, nhưng bí thư Trương lại chẳng hứng thú gì với cả hai thứ này. Về phía tài, người ta còn có cả một người vợ chưa cưới là chủ tịch tập đoàn Xuyên Quốc gia, về sắc thì loại nhan sắc như Hồng Trường Thanh không thể lọt vào mắt xanh của bí thư Trương. Chương 1400, thà tin rằng có ba. Từ sau khi Phó Trường Trinh đến Tân Hải, Hồng Trường Thanh đã cảm thấy một cảm giác nguy hiểm rất lớn, cô ta dự cảm được rằng có một ngày sẽ bị Phó Trường Trinh thay thế, quyền lực của chủ nhiệm phòng ban huyện ủy có quyền lực lớn hay không, có quan hệ trực tiếp đến độ mật thiết trong quan hệ của bản thân và bí thư huyện ủy, giữa cô ta và Trương Dương không thể nào bước lại gần nhau, người Trương Dương tin tưởng là Phó Trường Trinh, Hồng Trường Thanh cảm nhận được rõ ràng rằng quyền lực của mình ở phòng ban huyện ủy đã không được như trước nữa. Điều này có thể nhận thấy từ thái độ của nhân viên làm việc trong phòng ban, giờ đây mấy người đó có việc gì đều thích sán lại gần Phó Trường Trinh, người làm việc chính như cô ta đã bị quên lãng. Hồng Trường Thanh cho rằng lý do tạo nên tình hình hiện tại là do một nguyên nhân quan trọng khác nữa, đó chính là những hành động bất thường của cô ta khi đi cùng Trương Dương đến thị trường xe ô tô. Cô ta từ trước đến giờ luôn bình tĩnh lý trí mà lại không khống chế được cảm xúc của mình. Xông lên tát cho người bán xe một bạt tai đó đã trở thành mồi lửa đốt cháy xung đột ngày hôm đó.
khi đã tạo thành ấn tượng xấu, thì rất khó để thay đổi. Hồng Trường Thanh nhận thức được sâu sắc vấn đề này, trong mắt Trương Dương, có lẽ hắn đã coi cô ta là một bà điên nóng này. Có điều Hồng Trường Thanh vẫn đang nỗ lực gầy dựng mối quan hệ tốt với Trương Dương, cô ta đích thân mang 4 món ăn vào trong phòng, 4 món ăn một món canh, mặc dù chủng loại không nhiều, nhưng mỗi loại đều rất đặc biệt. Trương Dương nhìn thấy Hồng Trường Thanh đích thân bê cơm canh lên, liền cười nói, chị Hồng, sao tôi có thể để chị đích thân làm chứ? Hồng Trường Thanh cười nói, tôi thấy họ bận, nên đã giúp họ bê lên đây, bí thư Trương, cục trưởng Trình, hai người ăn đi, tôi đi ra ngoài đây. Trương Dương và Trình Diệm Đông cười gật đầu, Hồng Trường Thanh trước khi đi đã nói, món canh chua cay đó là do tôi đích thân làm, nếm thử xem tay nghề của tôi thế nào. Sau khi Hồng Trường Thanh đi khỏi, Trương Dương đã múc một bát canh, rồi uống một ngụm, hắn gật đầu lia lịa, không ngờ Hồng Trường Thanh lại nấu ăn ngon đến thế, đây chính là chỗ thông minh của Hồng Trường Thanh, cô ta đã đi đường vòng, dùng cách này để tạo ấn tượng tốt cho bí thư Trương. Trình Diệm Đông cũng uống một ngụm canh. Rồi khen, tay nghề của chủ nhiệm Hồng được lắm, đúng thật là, đi cùng bí thư Trương là được ăn ngon, nếu không thì chủ nhiệm Hồng làm sao có thể đích thân xuống bếp nấu nướng cho tôi ăn chứ. Trương Dương cười, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thật ra vừa rồi đã bàn bạc thống nhất xong xuôi, giờ đây họ vừa đến Tân Hải, nhiệm vụ chủ yếu là đứng cho vững, tạm thời không làm động tác gì quá lớn, để tránh đánh rắn động cỏ. Thông qua quan sát và công tác mười mấy ngày nay, trong lòng Trương Dương đã hình thành một suy nghĩ rõ ràng, bước đầu tiên của hắn là phải nâng cấp lên thành phố. Lợi dụng cơ hội nâng lên thành phố tiến hành cải thiện triệt để khu thành thị Tân Hải. Nếu như việc này thành công, nội bộ lãnh đạo nhất định phải đối mặt với một lần điều chỉnh. Hắn có thể kết cấu lại đội ngũ lãnh đạo theo ý mình, loại trừ những người không thân thiết, hình thành đội ngũ lãnh đạo mà mình làm trung tâm. Trong những thường ủy huyện ủy, có không ít người đã đoán được ý nghĩ của Trương Dương. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ là một người trong số đó, Trương Dương đến gần 10 ngày không mở một cuộc họp thường ủy nào, mấy ngày nay lại họp rất nhiều, hôm kia vừa họp xong, lần này lại thông báo họp thường ủy. Trong cuộc họp thường ủy ngày hôm đó, Phó Huyện trưởng Đồng Ngọc Vũ vì đi nhà quê thị sát nên vắng mặt, những người khác đều đến đầy đủ. Trương Dương nói, hôm nay mở cuộc họp thường ủy này, là để thông báo với mọi người một tin tốt lành. Kế hoạch nâng cấp lên thành phố của chúng ta đã giành được sự biểu dương và ủng hộ cao độ của lãnh đạo thị ủy. Nói đến đây hắn dừng một chút. Tất cả các thường ủy đều vỗ tay, Hứa Song Kỳ nhìn Trương Dương, trong lòng nghĩ rằng tên này nói dối mà cũng không đỏ mặt, thị trưởng Cung Hoàn Sơn còn gọi hắn đến để mắng cho một trận tơi bời, mà đến miệng hắn đã thành biểu dương, sao con người ta lại vô liêm sỉ thế? Trương Đại Quan không cảm thấy mình vô liêm sỉ. Dù sao thì khi Cung Hoàn Sơn phê bình hắn chẳng có ai ở đó cả, ông đây thích nói thế nào mà chẳng được. Trương Dương nói, chúng ta đã trình bản xin phép nâng cấp lên thành phố rồi, thì không thể cứ hô khẩu hiệu được, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Vì vậy tôi quyết định thành lập một ban sáng kiến. Ban sáng kiến này nhằm mục đích phục vụ cho việc nâng lên thành phố của chúng ta, kịp thời quan hệ với cao tầng, chủ nhiệm của ban sáng kiến này. Tôi thấy để đồng chí Quân Cường kiêm nhiệm là hợp nhất. Vương Quân Cường là bộ trưởng tuyên truyền huyện ủy, để gã kiêm nhiệm vị trí chủ nhiệm này là rất hợp lý. Vương Quân Cường gật gật đầu, thậm chí trong lòng gã còn hơi xúc động, dù sao thì điều này cũng cho thấy sự tín nhiệm của bí thư Trương với gã. Bí thư huyện ủy vừa đến, nhất định phải xây dựng đoàn đội của mình, có thể để mình đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban sáng kiến, điều đó chứng minh rằng Trương Dương thông qua một thời gian quan sát, đã có cảm tình với gã. Trương Dương nói, vì bình thường công tác của chủ nhiệm Quân Cường rất bận, mà công việc cụ thể của ban sáng kiến lại rất nặng nề, cần phải đi đi về về giữa tỉnh thành, kinh thành, còn phải xây dựng mối quan hệ ở nhiều mặt, vì vậy nhân mạch rất quan trọng, tôi thấy chức phó chủ nhiệm nên để bí thư đoàn huyện ủy mới đến của chúng ta, Thường Hải Tâm đảm nhận, trước kia cô ấy đã từng có kinh nghiệm làm việc trong tỉnh thành, khá quen thuộc với lãnh đạo tỉnh ủy, đây cũng là để tiện lợi cho công việc của cô ấy. Mọi người thấy thế nào? Giờ thì Vương Quân Cường đã hiểu, hóa ra, mình chỉ có cái danh nghĩa mà thôi. Cũng có nghĩa là gã chỉ có cái tên ở đó, Thường Hải Tâm mới thật sự là người làm chủ. Có điều Trương Dương có một câu nói không sai, Thường Hải Tâm đều quen với mấy vị lãnh đạo trong tỉnh, có thể bắt chuyện, dù gì cha cô ấy cũng là bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Tụng. Thường Tụng sớm muộn gì cũng sẽ bước vào những nhân vật lãnh đạo cao cấp. Vương Quân Cường nói, tôi cảm thấy đồng chí Hải Tâm làm là rất thích hợp. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ cũng gật đầu nói, trọng điểm công tác của ban sáng kiến là xây dựng quan hệ. Trong số những cán bộ trẻ của Tân Hải chúng ta, cũng chỉ có đồng chí Hải Tâm là thích hợp nhất. Trương Dương mỉm cười nói, mọi người nếu đã đều đồng ý cả,
thì việc này sẽ quyết định thế này. Giống như những gì huyện trưởng Hứa vừa nói vậy, trọng điểm công tác của ban sáng kiến là xây dựng quan hệ, mặc dù việc cải cách lên thành phố là việc chung của chúng ta, nhưng muốn làm được việc này nhất định phải thông qua thượng tầng, làm việc trong nước, nếu như không tặng quà gần như không được, vì vậy các ban ngành đều phải bật đèn xanh cho ban sáng kiến, tất cả nhường đường cho việc cải cách lên thành phố. Nghe thấy câu này, tất cả các thường ủy đều hiểu ra, quyền lực của ban sáng kiến này lại lớn như vậy, bí thư Trương thành lập ban này có lẽ không chỉ vì việc cải cách lên thành phố, mà là muốn lợi dụng ban sáng kiến để nắm nhiều quyền lực ở Tân Hải vào tay mình. Với Hứa Song Kỳ, Trương Dương đã bắt đầu tỏ rõ ham muốn quyền lực của hắn, điều này rất bình thường, dù sao thì hắn là người đứng đầu Tân Hải, trước mắt, vị bí thư mới đến này tập trung tất cả sức lực vào việc cải cách lên thành phố, điều này có nghĩa là hắn đã quên mất một vài việc. Với Hứa Song Kỳ, chưa chắc đây đã là một việc tốt. Khi đến lượt Hứa Song Kỳ phát biểu, gã đã nhắc đến tình hình sau khi giải quyết vụ hỏa hoạn ở cảng Phú Long. Hứa Song Kỳ nói, thông qua điều tra tường tận, nguyên nhân gây hỏa hoạn ở cảng Phú Long về cơ bản đã được điều tra rõ ràng, có liên quan trực tiếp đến việc thao tác sai quy tắc của công nhân. Lúc đó họ không thao tác theo quy tắc xếp dỡ vật dễ cháy, vì vậy mới gây ra trận hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn lần này là điều ngoài ý muốn. Trương Dương nói, tiến triển của việc xử lý sau hỏa hoạn thế nào? Hứa Song Kỳ thở dài nói, chỉ có Lý Minh Phương không đồng ý ký tên, những gia đình khác đều đã ký tên và nhận tiền bồi thường rồi. Vì tình hình đặc biệt của Lý Minh Phương, chúng tôi đã thêm 100.000 cho cô ấy vào tiền bồi thường, bên cảng khẩu cũng đã đồng ý giải quyết vấn đề việc làm cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu ký, việc này chỉ đành tạm thời gác lại. Trương Dương nói, có phải, Lý Minh Phương không để ý đến tiền không? Bí thư chính pháp ủy Chu Tường nói, có lẽ cô ta có vấn đề về thần kinh, cô ta nghĩ mình bị hại, cả ngày nói rằng chồng cô ta là bị người khác hại chết. Ai lại làm thế cơ chứ? Tôi thấy chúng ta không cần để ý đến loại đàn bà đầu óc không bình thường này. Trương Dương nói, không thể nói vậy được, vừa rồi huyện trưởng Hứa đã nói rằng việc hỏa hoạn chỉ là về cơ bản đã điều tra rõ ràng, để có trách nhiệm với 47 mạng người, chúng ta cần phải bỏ hai chữ cơ bản đi, nếu đã điều tra thì phải điều tra cho 2 năm rõ 10. Nhất định không được tồn tại bất cứ sự mơ hồ gì, dù là một vấn đề nhỏ không rõ ràng, cũng phải điều tra lại từ đầu, bí thư Chu, việc này anh đốc thúc bên cục trưởng Trình làm cho tử tế. Chu Tường gật đầu, trong lòng thì lại cho rằng Trương Dương hơi khoa trương, từ khi hỏa hoạn phát sinh đến nay đã điều tra hơn một tháng, chuyên gia thành phố, tỉnh đều đã được mời đến, làm gì có điểm nghi vấn nào chứ? Chủ đề của Trương Dương lại chuyển sang việc cải cách lên thành phố, từ giờ trở đi. Tân Hải chúng ta cần phải yêu cầu bản thân ở một tiêu chuẩn mới, thông qua việc chỉnh đốn mấy ngày nay, việc chiếm đường kinh doanh đã giành được cải thiện ở mức độ nhất định, bước tiếp theo của chúng ta là phải xây sửa đường xá, làm xanh và sáng thành phố, tôi đặc biệt đề cập đến vấn đề đèn đường không chỉ có tác dụng chiếu sáng, mà còn có tác dụng làm sáng thành phố, giảm bớt phạm tội, làm cho người dân nhìn rõ đường về nhà. Đây là trách nhiệm của quan địa phương chúng ta, thị trưởng Hứa, việc này anh phải làm cho nhanh chóng. Trong vòng một tuần, nhất định phải làm cho Tân Hải chúng ta sáng lên. Hứa Song Kỳ nói, đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, mua thiết bị cần tiền, và mỗi ngày cũng tiêu hao không ít điện. Trương Dương nói, dù có tiết kiệm đến mấy cũng không thể tiết kiệm khoản này, còn nữa, đèn đường hiện tại của chúng ta rất lạc hậu, giờ đây các thành phố lớn đều đã dùng đèn năng lượng mặt trời rồi, loại thiết bị bảo vệ môi trường này rất tốt, đầu tư một lần dùng được lâu dài, tôi thấy chúng ta có thể học tập một chút. Hứa Song Kỳ không nói gì, vẫn là tiền, tài chính trong huyện năm nào cũng ít ỏi, vị bí thư Trương này nói thì nhẹ nhàng, tiền ở đâu ra? Trương Dương nói, tôi còn một đề nghị, ai cũng nói rằng trị an của Tân Hải chúng ta không tốt, bất cứ nhà đầu tư nào cũng không chịu đầu tư ở một nơi trị an bất ổn, người dân sống trong môi trường như thế này cũng không có cảm giác an toàn. Tôi và cục trưởng Trình đã bàn bạc với nhau, dự định rằng xây dựng một đồn cảnh giới ở mỗi góc phố, 24 giờ không ngừng giám sát. Mỗi ngã tư đều lắp đặt hệ thống máy quay giám sát, tiến hành uy hiếp với phần tử phạm tội, xảy ra hành vi phạm tội cũng có thể chấp kịp thời. Các thường ủy đều yên lặng, vị bí thư Trương này đã bắt đầu lợi dụng quyền lực của mình để gây trò rồi, mấy đề nghị này của hắn, chẳng có đề nghị nào không cần tiền hết, nhưng chút tài chính ít ỏi của huyện Tân Hải liệu có chịu nổi việc quá sức này không? Hứa Song Kỳ lạnh lùng nhìn Trương Dương, gã phát hiện ra rằng, Trương Dương dồn hết sức lực vào khu thành thị, làm sáng, làm xanh. Những thứ này đều là những điều bên ngoài mà thôi, thủ đoạn chính trị của vị bí thư trẻ tuổi này không chỉ có vậy. Chương 1401, duy trì trầm lặng 1.
đa số thường ủy không hứng thú gì với hoài bão chí lớn của Trương đại quan nhân, không thiếu gì thiên lệ việc lãnh đạo Tố Văn Chương thổi phồng sự việc trong công cuộc kiến thiết thị chính. Hiện giờ Trương Dương là bí thư huyện ủy Tân Hải, đương nhiên lời hắn nói có trọng lượng, bỏ huyện đổi thành phố cũng được, xây dựng thành phố lớn mới cũng được, mục đích chủ yếu chung quy là vơ vét nguồn vốn chính trị mà thôi, ai cũng nhìn rõ vấn đề, cho rằng vị bí thư Trương này đến với Tân Hải chẳng qua chỉ là bước nhún. Thông qua bước nhún này hắn mới có thể thuận lợi nhảy lên bậc kế tiếp. Hứa Song Kỳ đương nhiên hy vọng Trương Dương chỉ coi Tân Bình như một bước nhún mà thôi, đối với Trương Dương, nơi này chỉ là một bến dừng chân nhỏ trong con đường quan lộ huy hoàng của hắn, còn đối với Hứa Song Kỳ, trở thành bí thư huyện ủy Tân Bình lại là mục tiêu mà gã mơ tưởng bấy lâu. Bí thư ủy chính pháp Chu Tường và Hứa Song Kỳ đi cùng đường, Chu Tường vội lên tiếng, huyện trưởng Hứa. Hứa Song Kỳ cười nhìn Chu Tường, có chuyện gì vậy? Hứa Song Kỳ gật đầu, huyện trưởng Hứa, sự việc hỏa hoạn ở cảng Phúc Long đã được điều tra rõ ràng, chỉ là Lý Minh Phương người này vẫn đang xem vào quấy rối. Hứa Song Kỳ nói, vậy hãy làm tốt công tác đả thông tư tưởng cho người ta, những lời cậu nói hôm nay rất hay, chứa đựng tình cảm, những tâm trạng tinh thần nào có vấn đề. Một người vợ mất chồng, phải biết thông cảm cho họ. Chu Tường có chút lúng túng, việc này đã kéo dài quá lâu, hơn nữa Lý Minh Phương người này cũng thực hơi quá mức. Lần trước chuyện tự treo lên cần trục tự sát đã khiến cho chúng ta khó xử, ảnh hưởng rất xấu, lãnh đạo thị đã gọi điện phê bình tôi một trận, phía tỉnh cũng chú ý đến việc này. Hứa Song Kỳ thở dài, sự việc Lý Minh Phương tự sát đã làm nên hành động anh hùng vĩ đại của Trương Dương. Tên tiểu tử này đã được lợi nhiều nhất từ sự việc. Hứa Song Kỳ nói, việc này thực sự đã kéo dài quá lâu, cậu nâng kép chút hiệu suất, nhanh chóng điều tra ra chân tướng, để công chúng được nhìn thấy chứng cứ sự thật. Sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể cố gắng sửa chữa cứu vãn. Chu Tường đáp, tôi rõ rồi. Hứa Song Kỳ nhận thấy hình như Chu Tường còn muốn nói thêm, gã cười hỏi, cậu còn muốn nói gì nữa? Đừng có úp úp mở mở nữa, có gì thì nói đi. Chu Tường nói, Bí Thư Trương và Trình Diễm Đông là bạn bè, rất tin tưởng hắn. Hứa Song Kỳ hiểu ra ý của Chu Tường. Chu Tường rõ ràng là đang cảm thấy bất an, nỗi bất an hẳn là từ Trình Diễm Đông. Phó Bí Thư Chính Pháp ủy kiêm Cục trưởng Công an mới nhận chức, gã này làn chỗ thân tình với Trương Dương, lần này sở dĩ được đến Tân Bình công tác chắc có liên quan trực tiếp với Trương Dương. Đương nhiên cảm thấy bị uy hiếp lớn nhất chính là Chu Tường, y là Bí Thư Chính Pháp ủy. Theo lý mà nói Trình Diễm Đông là cấp dưới của y, nhưng Trình Diễm Đông này lại không hề kép nép dưới Trương y, lúc đến Tân Bình gã đã thể hiện tác phong làm việc độc lập tự cường, làm rất nhiều công chuyện mà không thông báo gì với Chu Tường. Ví như chuyện thiết lập trạm cảnh giới ở giao lộ, tiến hành canh gác 24/24 giờ, Trình Diễm Đông không hề thông báo qua với y, mà trực tiếp bàn bạc với Trương Dương. Hứa Song Kỳ nói, họ quen nhau ngay từ khi còn ở Phong Trạch rồi. Chu Tường đáp, tôi cảm thấy Trình Diễm Đông con người này rất khó gần. Đến Tân Bình công tác, cậu ta cũng không hề chủ động trao đổi giao lưu với tôi. Hứa Song Kỳ cười, việc trạm cảnh giới là do cậu ta đề xuất. Chu Tường nói, tôi cũng nhìn thấy trong thành phố, trạm cảnh giới, hầu như giao lộ nào cũng có một trạm, bên trên đèn cảnh sát bật sáng, bên trong lại lắp đặt cả điều hòa lẫn điện thoại, chi phí hẳn là không hề nhỏ, chuyện này không nói, mỗi trạm đều cần có cảnh vệ trực ban, chỉ việc này thôi ít nhất cũng cần tới 4 người. Theo tình hình hiện tại của Tân Bình chúng ta, trong khu vực thành phố chí ít phải tăng thêm 30 người, cả nhân viên trực ban lẫn quản lý chắc khoảng 150 người. Hoặc có thể sẽ nhiều hơn thế, số lương chi trả cho lượng nhân viên này thực không hề nhỏ. Nuôi cả một đám người như thế, lại cộng thêm việc duy trì hoạt động của trạm cảnh giới, chi phí hoạt động mỗi năm lên tới 1 tỷ NDT, lúc đầu nghe thì thấy ít, nhưng tổng thu nhập tài chính năm ngoái của huyện chúng ta mới có 85 tỷ, bỏ ra một đống tiền như vậy chỉ để xây dựng những công trình mặt ngoài như này có đáng không? Hứa Song Kỳ không nói gì, miệng hơi nhếch có vẻ rất nghiêm túc. Chu Tường lại nói tiếp. Vấn đề then chốt nhất là việc này không phải là chuyện đầu tư mang một lần, mà sẽ mở rộng theo diện tích khu thành phố Tân Hải. Đương nhiên trạm cảnh giới sẽ ngày càng nhiều, nhân viên cũng sẽ nhiều lên, chi phí bỏ ra cũng sẽ tăng hơn, huống hồ chúng ta vốn cũng đã có cảnh sát, có đồn công an, nếu lập thêm trạm cảnh giới có phải là gây ra trùng lặp trong chức năng sao? Đây cũng là một kiểu lãng phí. Hứa Song Kỳ nói, lúc nãy họp sao cậu không nói ra? Chu Tường cười đau khổ nói, việc Bí Thư Trương đã định, tôi nói có tác dụng gì chứ? Ông nghĩ anh ta sẽ nghe lời tôi sao? Hứa Song Kỳ nói, thường ủy hội là nơi để cho mọi người tự do đưa ra ý kiến,
thái độ như này của cậu là không đúng. Chu Tường đáp, sự việc bỏ huyện đổi thành thành phố cũng có nhiều người phản đối đấy thôi, vì sao lại không có ai nói ra hết chứ? Hứa Song Kỳ lại nói, hai việc này không giống nhau. Y cũng không nói rõ ràng, vì sao lại không giống nhau. Kỳ thực đều là do Trương Dương độc đoán chuyên hành. Chu Tường cũng không e ngại gì trước mặt Hứa Song Kỳ, gã than thở, huyện trưởng Hứa, tôi cũng vì lo lắng cho tương lai của Tân Bình, công trình mặt ngoài này không thể giải quyết được những vấn đề còn tồn tại. Lúc Tân Bình tổ chức họp thường ủy huyện ủy, phía thị ủy Bắc Cảng cũng tiến hành họp thường ủy như vậy. Hạng thành bí thư thị ủy Bắc Cảng đã đề cập đến vấn đề Tân Bình bỏ huyện đổi thành phố trong cuộc họp, đơn xin xét duyệt đã được Trương Dương gửi đến tay thị trưởng Cung Hoàn Sơn. Cung Hoàn Sơn đã sao chép đơn này và phát cho thường ủy mỗi vị một tờ trước cuộc họp. Bây giờ ai cũng hiểu rõ nội dung đơn xin xét duyệt, phải nói là tờ đơn này không vấn đề gì, bất luận Trương Dương có tính toán gì khi làm việc này nhưng có một điểm không thể phủ nhận rằng, mục đích của hắn vẫn là vì sự phát triển của Tân Bình. Hạng Thành cũng khẳng định trước tiên, Tân Bình sớm muộn cũng sẽ tiến hành việc bỏ huyện đổi thành thành phố, tôi cũng tin rằng, sớm muộn rồi cũng sẽ thành công. Nhưng trong vấn đề chính trị cần phải biết cân nhắc lợi hại, phải có con mắt nhìn xa, không thể dựa vào suy nghĩ bột phát hay sự nông nổi cá nhân để làm việc được. Trước khi làm phải suy xét kỹ lưỡng xem có đem lại lợi ích cho nhân dân, có lợi cho sự phát triển của thành phố hay không. Chúng ta phải làm việc một cách kiên định, không được làm những hạng mục bên ngoài viển vông chỉ để lấy thành tích. Lời lẽ này của Hạng Thành vô cùng nghiêm túc, đây cũng là những lời phát biểu công khai lần đầu tiên về sự việc bỏ huyện đổi lên thành phố của Tân Bình. Đưa ra định tính cho sự việc, cho rằng sự việc này là một công trình mặt ngoài viển vông. Hạng Thành nhấn mạnh phát biểu, làm các thường ủy khác cũng bắt đầu phát biểu náo nhiệt lên, Trần Cương bí thư kỳ ủy là người đầu tiên đứng ngay dậy nói, oán giận của gã đối với Trương Dương xuất phát từ em trai Trần Khải của gã, nếu không phải Trương Dương gian lận thì em trai gã đã không bị lôi khỏi chức ở Cục Công an huyện Tân Bình. Trần Cương nói tôi xin được phát biểu đôi lời quan điểm của mình về vấn đề bỏ huyện đổi thành thành phố, việc này căn bản rất tốt. Tôi nhớ trước đây Tân Bình cũng từng xin duyệt một lần. Sau đó không được thông qua, điều này chứng minh các điều kiện của Tân Bình còn chưa đầy đủ. Nay đệ đơn xin xét duyệt chỉ cách lần trước có 2 năm, lẽ nào lần này xin vì thời cơ đổi lên thành phố trong 2 năm này đã đến, điều kiện đã đầy đủ rồi. Tôi nghĩ chưa chắc, 2 năm nay thu nhập tài chính của Tân Bình tăng chậm, bội chi tài chính ở vào mức cao không hạ, cho đến bây giờ tổng thu nhập còn chưa vượt qua mức 100 triệu, một huyện như vậy muốn xin duyệt lên thành phố. Khó mà thắng được các khu huyện khác mà thu nhập của họ đã vượt qua mức 100 triệu từ mấy năm trước. Dưới cái tiền đề không có phần thắng như vậy lại tiến hành việc này, thì thật là mù quáng, ở huyện lập thành phố không cần chi tiêu sao. Mà chi sẽ là tiền của ai đây? Đương nhiên là tiền của nhân dân, vậy nên trước khi đưa ra quyết định trọng đại nào, các cán bộ chúng ta cũng phải suy xét kỹ lưỡng, không được đưa ra quyết định một cách mù quáng, càng không nên bị lệch lạc vì thành tích. Trường Hoàng Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy phát biểu, tôi cũng muốn nói một lời, sự việc Tân Bình bỏ huyện đổi lên thành phố không được thảo luận đến trong cuộc họp thường ủy thị ủy. Tức sự việc đã không đúng đắn trong vấn đề trình tự rồi, theo như quy trình quy định phải do hội nghị thường vụ huyện của họ thảo luận rồi đưa ra quyết định, phải thông báo lên thị ủy Bắc Cảng, được họp thường ủy thị ủy thông qua rồi mới thông báo lên tỉnh. Sau khi được phê chuẩn mới được trình lên Quốc vụ viện Chính phủ. Tại sao Tân Bình lại có thể bỏ qua phía thị, tỉnh mà trực tiếp gửi đơn xét duyệt lên Quốc vụ viện chứ? Chương 1402, duy trì trầm lặng 2. Mạnh Khải Chí trưởng bộ tổ chức cũng phát biểu, đơn xin xét duyệt này không khác gì tờ đơn năm trước, chỉ có điều thêm một chữ ký của Trương Dương, nghe nói tờ đơn đó vốn đã nằm ở Quốc vụ viện, anh ta nói là lặp lại trình tự phê duyệt, chứ không phải là gửi đơn xét duyệt lại lần nữa. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn nói, về việc này, tôi và đồng chí Trương Dương đã tiến hành trao đổi sâu sắc, cũng đã phê bình nghiêm khắc hành vi thiếu kỷ luật vô tổ chức của đồng chí ấy. Phải nói thật đồng chí ấy cũng đã thành khẩn thừa nhận lỗi lầm của mình, sự việc này cũng đã xảy ra rồi, tôi cho rằng đối với những cán bộ trẻ, cũng nên lấy giáo dục phê bình là chính. Bí thư kỳ ủy thị Trần Cương nói, giáo dục phê bình cũng phải dựa vào mức độ nghiêm trọng về tính chất sự việc, tôi cho rằng sự việc lần này không hề nhỏ, nếu chúng ta không nhận định một cách chính xác, vậy thì trong khoảng thời gian không lâu nữa, những huyện trực thuộc của chúng ta sẽ học theo tấm gương của đồng chí ấy. Tự vi chính, Tân Bình có thể bỏ qua cấp thị để trình lên trên yêu cầu bỏ huyện đổi thành thành phố, các huyện trực thuộc khác dưới nó cũng có thể làm được như vậy. Trẻ tuổi không phải là lý do để mắc lỗi thì nhất định phải chịu xử lý và chịu phạt, chỉ có xử lý nghiêm khắc mới có thể ngăn chặn được không tái phạm,
Âu cũng là chuyện tốt đối với cá nhân đồng chí ấy, cũng có tác dụng nhắc nhở với các đồng chí khác. Phó Bí thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương nhìn về phía Trần Cương đang kích động, trong đầu cảm thấy buồn cười, Trần Cương kích động như vậy đơn giản là vì lợi ích chính trị của gã xâm phạm. Nếu không phải Trương Dương đá em trai gã ra khỏi Tân Hải, thì gã cũng không biểu hiện chủ động như thế này, còn Hạng Thành lại rõ ràng muốn lợi dụng lần thay đổi này để chỉ trích, nhưng đám người này cũng chỉ ầm ĩ thế thôi. Trương Dương đã có bản lĩnh trình đơn xin xét duyệt lên tới Quốc vụ viện, điều này chứng minh những người này không là gì trong mắt hắn, xử lý nghiêm khắc sao? Trần Cương anh nói thì mạnh mồm thế, nhưng anh có đưa ra phương án xử lý hắn không? Chỉ sợ đến lúc sự việc xảy ra thật, ai cũng không dám đảm nhận nhiệm vụ này, điều mà họ sợ không phải Trương Dương mà họ sợ bối cảnh của hắn. Làm quan chức trong nhà nước thật là không dễ dàng, luôn phải suy nghĩ đến tất cả các phương diện. Muốn phạm lỗi ít thì tốt nhất nói ít một chút, Tưởng Hồng Cương lựa chọn im lặng trong chuyện này. Bí thư Thị ủy Hạng Thành nói, đồng chí Hồng Cương, ý kiến của đồng chí như thế nào? Thấy Trần Hồng Cương im lặng không nói, Hạng Thành trực tiếp nhắc đến y. Tưởng Hồng Cương cười đáp, tôi thấy mọi người nói đều có lý, Bí thư Hạng nói rất đúng, việc bỏ huyện đổi lên thành phố là việc tốt, sớm muộn cũng phải đi bước này, sớm muộn rồi cũng sẽ thành công, nhưng sự việc phải được suy xét thận trọng, không được hấp tấp vội vàng. Cung Hoàn Sơn nhìn Tưởng Hồng Cương, trong đầu nghĩ thầm, nói chẳng khác nào không nói. Nếu nói trong số thường ủy có một người mà Cung Hoàn Sơn thấy phản cảm nhất thì đó chính là Tưởng Hồng Cương, lý do rất đơn giản. Y coi Tưởng Hồng Cương là đối thủ duy nhất trong con đường tiến bước của mình, tuy hiện tại về nhiều phương diện Tưởng Hồng Cương đều ở vào thế yếu hơn so với y, nhưng y biết Tưởng Hồng Cương chưa hề vứt bỏ ý niệm cạnh tranh với y. Tưởng Hồng Cương nói, tôi thấy việc này cũng không nghiêm trọng đến thế, đồng chí Trương Dương mới đến Bắc Cảng, đồng chí tuổi còn trẻ đương nhiên làm việc không được chu đáo như các đồng chí lâm năm kinh nghiệm. Nên xét về việc đồng chí ấy vừa mới lên nhận chức, không tránh khỏi tâm lý muốn nhanh chóng lập thành tích. Tôi cũng cho rằng, đồng chí ấy đã vội vàng trong vấn đề bỏ huyện đổi lên thành phố, chưa suy nghĩ thấu đáo trong nhiều trình tự. Nhưng chúng ta cũng nên khẳng định lòng nhiệt tình làm việc của đồng chí ấy, nhận định sự nóng lòng muốn thay đổi diện mạo Tân Hải của cậu ấy, cho nên về chuyện xử lý chuyện này như thế nào, chúng ta không thể để mặc không phê bình cũng không thể xử lý quá nặng nề, không phê bình không được, nhưng gay gắt quá cũng không được. Cung Hoàng Sơn thầm chửi y lão hồ ly tinh, y nói như vậy là muốn không đắc tội với bên nào cả. Hạng Thành đương nhiên hiểu rõ ý của Tưởng Hồng Cương, gã gật đầu, đồng chí Hồng Cương, việc này giao cho đồng chí hãy nói chuyện với Trương Dương, hãy làm cho cậu ấy nhận thức được sai lầm của mình, cũng phải chú ý chừng mực, đừng để ảnh hưởng đến nhiệt tình công việc của cậu ấy. Tưởng Hồng Cương nghĩ thầm, không phải ông để Cung Hoàn Sơn gì nói chuyện với Trương Dương sao? Sao lại bảo tôi đi? Đây chẳng phải là làm điều thừa sao, nhưng y vẫn biểu hiện ra vô cùng hợp tác, cười gật gật, Bí thư Hạng, tôi sẽ nhanh chóng đi nói chuyện với cậu ấy. Hạng Thành nói, kết thúc cuộc họp. Trương Dương đến đây khiến cho Hạng Thành cảm thấy càng khó chịu, gã cảm giác như sự tồn tại của tên tiểu tử này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ, hơn nữa Hạng Thành còn có dự cảm. Lần này sự việc bỏ huyện đổi lên thành phố có đến 80,90% thành công. Một khi huyện Tân Hải trở thành thành phố, đôi cánh của tên tiểu tử Trương Dương này sẽ ngày càng cứng chắc, đến lúc đó, gã khó mà khống chế được hắn. Nhưng Hạng Thành đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra phương pháp đối phó lại với Trương Dương, tuy gã rất muốn dạy cho tiểu tử này một bài học, để hắn biết rằng rốt cuộc lời nói của ai có trọng lượng ở Bắc Cảng này. Khi nghĩ đến Tống Hoài Minh đằng sau Trương Dương, gã lại do dự, nếu có thể hòa thuận vô sự với nhau là tốt nhất, gã gợi ý để Cung Hoàn Sơn đi nói chuyện với Trương Dương. Mục đích của việc này là muốn Trương Dương hiểu phải tuân thủ quy tắc, nhưng từ phản ứng sau khi về của Trương Dương là biết, Cung Hoàn Sơn chưa hề hoàn thành nhiệm vụ này, Trương Dương không thèm coi Cung Hoàn Sơn là gì trong mắt. Chuyện phát sinh trong cuộc họp thường ủy của Tân Hải cũng được phản hồi đến tai Hạng Thành vào buổi tối cùng ngày. Chủ tịch huyện Tân Hải hứa xong kỳ tối đó cũng đến nhà bí thư thị ủy Hạng Thành, hồi báo mọi chuyện đã xảy ra ở cuộc họp thường ủy cho Hạng Thành nghe. Hạng Thành nghe rất chăm chú. Vẻ mặt của Hứa Song Kỳ rất buồn bực lẫn bất đắc dĩ, gã nói ra rất nhiều điều nghĩ trong lòng với Hạng Thành, Bí thư Hạng, tôi cảm thấy rất khó giao tiếp hòa hợp với đồng chí Trương Dương. Hạng Thành mỉm cười, cậu ấy mới đến chưa bao lâu, muốn quen dần cũng phải có quá trình. Hứa Song Kỳ nói, không phải ý đó, ý tôi là, con người cậu ta tính chủ quan quá lớn. Không hề thích tiếp nhận ý kiến người khác, sự việc nào đã nhận định rồi thì nhất định sẽ làm đến cùng, giống như việc đổi lên thành phố.
cậu ta trước sau đều không hề trưng cầu ý kiến của ai hết, đợi xin lên trên mới thông báo cho chúng ta. Hứa Song Kỳ đang có ý khơi ra sự tức giận của Hạng Thành, vì Trương Dương cũng không hề báo cáo sự việc cho Hạng Thành biết, vượt mặt cả các lãnh đạo Bắc Cảng. Hạng Thành đáp, đồng chí nên tăng cường giao lưu với cậu ấy, đừng quên, mấy năm này hai người sẽ là đồng nghiệp, nếu khuyết thiếu hiểu biết lẫn nhau, công tác sau này sao có thể triển khai được đây. Hứa Song Kỳ nói, tôi đã nhiều tuổi như vậy rồi, cậu ta chỉ đáng tuổi con trai tôi, tư tưởng cũng như quan điểm có quá nhiều chênh lệch, đồng chí cũng biết, tình trạng tài vụ của Tân Hải không tốt, bộ chi tài chính vẫn chưa loại bỏ được. Nhưng cậu ta lại vì đổi lên thành phố mà đã kiến nghị nâng cao mức đầu tư thị chính, hơn nữa lập tức áp dụng thay đổi, cá nhân tôi cho rằng trọng điểm công tác kỳ này của Tân Hải không thể là đổi lên thành phố gì cả, mà là giảm nghèo, loại bỏ vấn nạn bộ chi tài chính. Phương hướng chủ đạo của chúng ta phải là phát triển kinh tế, chứ không phải ném tiền đi xây dựng công trình mặt ngoài vô nghĩa như thế. Hạng Thành không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Hứa Song Kỳ lại nói tiếp, kiến thiết thi chính càng đẹp thì có ích gì. Đường xá có rộng thêm nữa thì vẫn chỉ có từng ấy xe cộ, đèn đường có càng sáng âu cũng chỉ tăng thêm hao phí nguồn điện, trồng hoa và cây làm thành phố trong sạch hơn, tất cả cũng chỉ làm hào nhoáng vẻ ngoài. Không bằng dùng số tiền ấy đi mua hạt giống tốt chi viện cho hộ nông dân nghèo, Tân Hải chúng ta vẫn lấy nghề nông làm chủ đạo. Tôi cảm thấy những cách làm của đồng chí Trương Dương khi đến đây có hơi bỏ gốc lấy ngọn. Hạng Thành nói, sao đồng chí không nói thẳng những lời này với cậu ta? Hứa Song Kỳ lại thở dài, bí thư Hạng, cậu ta tình nguyện nghe ý kiến của tôi mới là lạ đấy. Hạng Thành nói, đồng chí Song Kỳ, cậu ấy là bí thư huyện ủy, đồng chí là chủ tịch huyện. Thái độ này của đồng chí tôi thấy không tốt chút nào, trong công tác phải cho phép tồn tại nhiều ý kiến khác nhau, cố tìm cái chung, gác lại bất đồng. Nếu đồng chí thấy cách làm của cậu ấy không đúng, nên phản đối dựa vào những lý luật, huyện Tân Hải có tới 11 thường ủy, những quyết định quan trọng cần hơn một nửa số người bỏ phiếu ủng hộ mới được thông qua, như thế nào mới thể hiện được tính dân chủ và công bằng công minh của đảng ta. Đồng chí đã công tác đã được bao nhiêu năm như vậy, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Vẻ mặt Hứa Song Kỳ có chút nóng dần lên, lời này của Hạng Thành vừa là phê bình cũng vừa là nhắc nhở Hứa Song Kỳ, thân là chủ tịch huyện Tân Hải, ủy viên thường ủy nhưng lại không phát huy được vai trò của mình, lại biểu hiện một cách yếu đuối trước mặt một bí thư huyện ủy mới nhận chức như Trương Dương thế này. Hứa Song Kỳ đáp, bí thư Hạng, tôi hiểu rồi. Chương 1403, cho người đẹp mặt một. Hạng Thành nói, cẩn trọng làm việc cũng không có nghĩa là nhát gan. Cẩn thận cũng không phải là sợ hãi, đồng chí là một lão cán bộ lâu năm, những việc này không cần tôi phải nhắc nhở. Hứa Song Kỳ gật đầu. Giám đốc Sở Tài chính huyện Tân Hải Triệu Hải Thanh vẻ mặt đau khổ, đáng thương nhìn Trương Dương nói, bí thư Trương, huyện chúng ta thực không có nhiều tiền như vậy, năm ngoái tổng thu nhập tài chính toàn huyện chỉ đạt 85 tỷ, quý đầu năm nay còn chưa tổng kết, nhưng xét theo tình hình trước mắt, cũng chỉ khoảng trên dưới 20 tỷ. Nếu cả khu thành phố đổi đèn đường, mỗi lộ khẩu trọng yếu xây dựng thêm trạm cảnh giới, hoàn thiện công tác xanh hóa khu vực, chỉ tính đơn thuần mấy thứ này cũng cần ít nhất 10 tỷ đồng, chúng ta lấy đâu ra khoản tiền này, thật là không lấy đâu ra. Triệu Hải Thanh sớm đã buồn khổ lắm rồi, bây giờ cả huyện trên dưới đều trông vào gã, ban ngàng nào cũng muốn có tiền, nhưng tài chính Tân Hải 3 năm liên tiếp xảy ra bội chi, lương các ban ngành nhà nước tháng này cũng không biết có thể phát được không, mà cái vị huyện Thái gia mới đến này lại đột ngột nghĩ ra ý muốn kỳ quái. Muốn xây dựng lên thành phố, thử hỏi lấy đâu ra vốn đây? Trương Đại Quan Nhân trừng mắt, cậu đảm nhiệm cái chức giám đốc sở tài chính thế nào vậy? 10 tỷ đồng có phải là con số to tát gì đâu, chút tiền như vậy mà cũng không có sao. Triệu Hải Thanh đáp, bí thư Trương, tổng thu nhập tài chính của cả huyện mới có hơn 80 tỷ, 10 tỷ không phải là con số nhỏ đâu. Tôi không sợ phải nói thực với bí thư, vấn đề tiền lương các ban ngành tháng tới đã có vấn đề rồi. Trương Dương nói, tôi thấy thực buồn, trung tâm hành chính xây dựng to đẹp như này, các lãnh đạo huyện đều có biệt thự bờ biển riêng cho mình, bây giờ đồng chí lại bảo với tôi là không có tiền, tiều ở đâu? Triệu Hải Thanh không nói lại được. Trương Dương nói tiếp, bây giờ khóc kể nể nghèo với tôi, sớm đã làm chuyện gì rồi? Có tiền xây dựng trung tâm hành chính, có tiền xây dựng biệt thự riêng, nếu lấy tiền đó ra đầu tư xây dựng thành phố, Tân Hải bây giờ có rơi vào tình trạng hỗn độn không chịu nổi như hiện nay không? Hả, làm cái gì hả, cái gì gọi là công trình bề mặt, công trình sĩ diệm hả, tôi thấy cái trung tâm hành chính to đùng kia mới là công trình bề mặt lớn nhất, một tòa nhà chính phủ huyện ủy lớn, xây dựng hoàng tráng như thế để làm gì hả?
một bí thư huyện ủy có cần thiết dùng tới một văn phòng làm việc to như vậy không? Lại còn cả nơi ở của các lãnh đạo huyện nữa, lãnh đạo tỉnh bên trên cũng không hề được hưởng sự đãi ngộ như vậy. Trương đại quan nhân nổi giận, những lời này hắn đã để trong lòng nhiều ngày nay rồi, Triệu Hải Thanh không may lại nói đúng phải chỗ ngứa, một câu không có tiền đã chọc giận đến bí thư Trương. Vất vả lắm mới đợi được Trương Dương bớt tức giận, Triệu Hải Thanh nói, bí thư Trương, tòa hành chính này của chúng ta còn nợ người ta 30 mấy tia đồng. Trương Dương chỉ về phía Triệu Hải Thanh, không nói gì, hắn tức giận đập tay xuống bàn một cái, hồ đồ. Cái gì gọi là chủ thứ bất phân hả? Tôi muốn xây dựng 30 mấy trạm cảnh giới thì người khác bàn luận sau lưng, còn tòa nhà văn phòng đồ sộ này cần bao nhiêu tiền? Điện phí mỗi năm tiêu hao bao nhiêu, để duy trì hoạt động của tòa nhà này cần có bao nhiêu nhân viên? Dựa vào cái gì mà tài chính của huyện lại có thể đầu tư vào các vị quan chức nhà nước này, vì sao khi cần đầu tư tiền cho nhân dân, thì cậu lại không có tiền, người bên đó còn nói tôi làm những công trình bề mặt ư? Triệu Hải Thanh, cậu nghe rõ cho tôi, hãy tự mà nghĩ cách xoay sở, nội trong một tháng, đèn đường phải được thắp sáng hết, các trạm cảnh giới đại lộ trọng yếu phải được xây hoàn thiện, cậu không xoay sở được tiền, vậy không đáng làm giám đốc sở tài chính. Triệu Hải Thanh thật sự khóc không ra nước mắt. Mẹ nó thế này thì bá đạo quá, mình chỉ là giám đốc sở tài chính, hắn lại coi mình như thần tài vậy. Thật là không có tiền, chả nhẽ hắn nghĩ in được ra tiền sao? Triệu Hải Thanh nói, bí thư Trương, nếu bí thư nói vậy, tôi cũng không có cách nào cả, tôi không xoay được ra tiền, sổ sách tài chính của sở đều có đầy đủ, tôi thực không kiếm đâu ra. Trương Dương đáp, cho cậu 3 ngày, hãy tự mình nghĩ cách. Triệu Hải Thanh vẻ mặt đau khổ rời khỏi phòng làm việc của bí thư huyện ủy. Vì bí thư Trương này thật là không quan tâm đạo lý gì hết, bảo mình đi đâu lấy tiền đây. Nếu như sở tài chính muốn lấy chút tiền thì cũng có, nhưng đó đều là để phát lương các bộ, lẽ nào chỉ vì đèn đường và trạm cảnh giới phải cắt đứt khẩu phần tài chính của toàn bộ cán bộ sao? Tài chính thiếu thốn không thể đổ lỗi toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình được chứ. Có trách thì cũng nên trách đám cán bộ này, ai bảo họ quản lý Tân Hải Thành như vậy, nào là bội chi tài chính, lỗ vốn liên tục nhiều năm. Triệu Hải Thanh nói, bí thư Lưu, không phải là tôi kích động. Tôi thực là hết cách rồi, bí thư Trương phen này là muốn ép tôi đến đường cùng, tôi không có bản lĩnh ấy, tôi không thể xoay đâu ra tiền được. Ai có bản lĩnh đó thì đi là làm chức giám đốc sở tài chính này. Lưu Kiện Thiết chau mày, ông nghe thấy thế thở dài nói, anh Triệu à, vấn đề tài chính của chúng ta thực sự là khó khăn như vậy à. Triệu Hải Thanh lúc đi ra cũng chưa rời đi luôn, gã đến chỗ phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết. Bình thường quan hệ giữa hai người rất tốt, chịu đủ bụng tức từ chỗ Trương Dương, trong lòng Triệu Hải Thanh vô cùng tủi khổ, gã muốn tìm một người để tâm sự chút, phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết lại thành lựa chọn tốt nhất. Lưu Kiến Thiết nhẫn nại nghe Triệu Hải Thanh kể hết, y cũng chỉ có thể than thở cùng với Triệu Hải Thanh, đồng tình thì chỉ là đồng tình, y cũng không có cách gì, trước mặt Trương Dương, y cũng không có tiếng nói. Triệu Hải Thanh mặt đầy uất ức, bí thư Lưu, bí thư nói xem, tôi đi đâu xoay ra tiền cho hắn bây giờ. Tình hình tài chính của huyện ta cũng biết rõ, bội chi tài chính 3 năm liên tiếp, sự việc Cảng Phúc Long còn chưa làm xong, tôi là giám đốc sở tài chính chứ không phải là thần tài, tôi đi đâu kiếm ra bây giờ, bí thư Lưu, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lưu Kiến Thiết nói, trong cuộc họp thường ủy bí thư Trương đã trịnh trọng đưa ra chuyện cải thiện diện mạo của thành phố, chỉnh đốn trị an, việc đầu tiên phải làm là công trình chỉnh lý các tuyến đường và xanh hóa khu vực, việc này chắc chắn là phải làm theo xu thế. Cậu là giám đốc sở tài chính, cậu ta là bí thư huyện ủy, cậu ta muốn cậu làm gì thì cậu làm là đúng thôi. Lưu Kiến Thiết khuyên nhủ, cậu Triệu, cậu đừng bị kích động quá, không giải quyết được vấn đề đâu. Triệu Hải Thanh nói, bí thư Lưu, không phải tôi bị kích động. Tôi hết cách rồi, bí thư Trương lần này là muốn ép tôi đến đường cùng, tôi không có bản lĩnh ấy, tôi không thể xoay đâu ra tiền được. Ai có bản lĩnh đó thì đi là làm chức giám đốc sở tài chính này. Lưu Kiến Thiết chau mày than, cậu Triệu vấn đề tài chính của chúng ta khó khăn như vậy sao? Triệu Hải Thanh đáp, khó khăn hơn cả trong tưởng tượng của bí thư. Lưu Kiến Thiết lại hỏi, việc này chủ tịch huyện có biết không? Triệu Hải Thanh nói, tôi đang chuẩn bị đi nói với ông ta. Lưu Kiến Thiết nói, cậu định từ chức thật sao? Triệu Hải Thanh nói, từ chức, tôi nên từ chức thôi. Triệu Hải Thanh miệng nói từ chức nhưng gã không có gan làm thật, giữ chức bao nhiêu năm nay. Tốt xấu gì thì cũng đã lập được chút công danh, chức giám đốc sở tài chính huyện Tân Hải cũng là vị trí mà nhiều người thèm muốn, nhưng kỳ thực những lời Trương Dương nói hôm nay quá là kiên quyết, không hề nhượng bộ. Nếu như trong 3 ngày,
gã không xoay được khoản tiền lớn vậy, chỉ e đến lúc đó vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này sẽ sờ gáy gã đầu tiên. Triệu Hải Thanh biết mình nên hạ thủ vi cường, gã không dám đưa đơn từ chức tới tay Trương Dương. Cứ theo như tâm trạng hôm nay của Trương Dương, chỉ cần gã dám giữ đơn từ chức, Trương Dương chắc đến 8-9 phần sẽ phê chuẩn ngay, gã đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, gã viết nhưng lại không hoàn toàn là thư từ chứ, gã không hoàn toàn hất tay rút lui mà viết đơn xin nghỉ vì dưỡng bệnh. Rút khỏi vị trí này, bản thân gã cũng mắc bệnh đái tháo đường, lấy cớ dưỡng bệnh là hợp lý nhất. Hứa Song Kỳ xem qua đơn từ chức của Triệu Hải Thanh, rồi ném luôn xuống mặt bàn làm việc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Hải Thanh, chuyện gì thế? Sớm không ngã bệnh muộn không ngã bệnh lại đúng vào lúc này, bây giờ muốn xin nghỉ dưỡng bệnh, tôi trông cậu không có vẻ gì là bệnh cả. Triệu Hải Thanh nói, sức khỏe của tôi không được tốt, không thể gánh vác được công tác hiện giờ. Cứ giữ vị trí này để rồi làm ảnh hưởng đến công tác của mọi người chi bằng lui về dưỡng bệnh giữ gìn sức khỏe, đợi đến khi nào phục hồi tôi lại có thể tiếp tục làm việc vì đảng vì dân. Hứa Song Kỳ đáp, nói xem nào, rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Song Kỳ hiểu sự việc không đơn giản như vậy. Triệu Hải Thanh giờ mới uất ức kể cho Hứa Song Kỳ nghe về những gì mà Trương Dương đã nói với mình ở phòng làm việc. Hứa Song Kỳ nói, cậu ấy thật sự bắt cậu phải kiếm cho được 10 tia trong vòng 3 ngày sao? Triệu Hải Thanh đáp, đúng vậy, cậu ta nói nếu trong vòng 3 ngày mà tôi không hoàn thành nhiệm vụ này, thì hãy tự chủ động từ chức. Dù sao tôi cũng không hoàn thành được, Chủ tịch Hứa, tôi thấy mình nên thức thời là tốt nhất. Chương 1404, cho người đẹp mặt 2. Hứa Song Kỳ nói, đồng chí Hải Thanh, cậu không nên lo lắng, những người làm hành chính như chúng ta, khôn nên giận dỗi như vậy, thế này vậy, để tôi đi nói chuyện với Trương Dương xem sao. Còn về phong thư từ chức này, đồng chí cứ cầm về đi, hãy tự suy nghĩ thêm. Triệu Hải Thanh nói, không có gì phải suy nghĩ thêm nữa, dù sao tôi cũng không có bản lĩnh đó, tình hình huyện Tân Hải chúng ta ai cũng rõ, bội chi tài chính 3 năm liên tiếp, tổng thu nhập cả 5 năm ngoái mới được có 85 tia, quý đầu năm nay lại không đồng kỳ như năm ngoái. Với tình hình tài chính như vậy, bảo tôi lấy tiền ở đâu đây? Tôi không có bản lĩnh ấy, ai có bản lĩnh tôi xin tâm phục khẩu phục nhường lại. Bí thư Trương từ thành phố lớn tới đây, có thể người ta cảm thấy 10 tia không đáng là gì, vậy sao cậu ta không tự mà đi giải quyết vấn đề đó? Triệu Hải Thanh nói cho cùng vẫn chứa chất sự giận dỗi, gã cũng nhận ra Hứa Song Kỳ cũng có chỗ khó chịu với Trương Dương, thực ra các lão cán bộ trong Tân Hải hiện nay cũng có ý kiến đối với Trương Dương. Hứa Song Kỳ nói, đồng chí Hải Thanh, không thể nói như vậy được, bí thư Trương cũng là muốn thay đổi hiện trạng của Tân Hải mà thôi. Triệu Hải Thanh nói, Chủ tịch Hứa, người xưa có câu, vua nào thì triều thần ấy, tôi thấy lần này bí thư Trương khăng khăng nhằm vào tôi kiếm cho được 10 tia, hẳn là muốn tôi tự biết khó mà lui, có thể cậu ấy cũng đã chọn được người khác thích hợp. Hứa Song Kỳ thở dài, y cầm bức thư từ chức lên, đồng chí Hải Thanh, hãy bình tĩnh, không nên nói những lời ảnh hưởng tới tình đoàn kết như vậy. Hứa Song Kỳ cho rằng chuyện này phải bàn bạc lại với Trương Dương. Sự nhiệt tình trong vấn đề kiến thiết thị chính của vị bí thư huyện ủy mới này thật khiến cho y bất ngờ. Vừa rồi trong cuộc họp thường ủy, đã muốn thay đổi thực tiễn, lẽ nào hắn coi mấy việc đó như chuyện trẻ con đến nhà chơi sao? Huyện Tân Hải tuy không lớn nhưng cũng cần quy hoạch một cách hệ thống quá trình luận chứng, từ đề án đến áp dụng vào thực tiễn cũng cần phải có quá trình chứ. Trương Dương biết trước Hứa Song Kỳ sẽ tới tìm mình, hắn mỉm cười mời Hứa Song Kỳ vào phòng, vui vẻ nói, Chủ tịch Hứa. Cơn gió nào đưa chủ tịch tới chỗ tôi vậy? Hứa Song Kỳ đáp, bí thư Trương, hôm nay tôi đến đây có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu. Trương Dương mỉm cười, vô sự bất đăng tam bảo điện, câu này nói về chủ tịch thật quá thích hợp. Hứa Song Kỳ cười cười, y ngồi xuống sofa cùng với Trương Dương, và đưa thẳng cho Trương Dương bức thư từ chức của Triệu Hải Thanh cho hắn. Trương Dương nhìn qua bức thư, xem qua phần ký tên, khóe môi hắn bất giác lộ ra nụ cười. Hứa Song Kỳ ngạc nhiên, đồng chí Triệu Hải Thanh đã công tác lâu năm trong công việc tài chính Tân Hải, luôn tận tụy cống hiến hết mình vì công việc, đồng chí ấy là một đồng chí tốt ai ai cũng khen ngợi. Vừa rồi đồng chí ấy đến văn phòng của tôi đệ đơn từ chức, hai mắt đỏ hoe. Bí thư Trương, cậu cũng nên thông cảm cho chỗ khó xử của các đồng chí khác. Trương Dương đặt bức thư từ chức xuống bàn trà, chủ tịch muốn nói tôi đã gây khó dễ cho họ ư. Hứa Song Kỳ trong lòng tức giận vô cùng, dành con thái độ gì thế này? Tuy mày là bí thư, nhưng về cấp bậc ta cũng không hề thua kém, tuổi ta còn lớn hơn hẳn mày, chí ít cũng phải hiểu thế nào là kính già yêu trẻ chứ.
Hứa Song Kỳ nhẫn nại nói, tôi không có ý đó, ý tôi là bí thư Trương đây mới tới Tân Hải, hẳn vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình thực tế. Trương Dương đáp, chủ tịch Hứa, ông cho rằng tôi giao cho anh ta nội trong 3 ngày kiếm được 10 tia là việc rất khó sao? Hứa Song Kỳ đáp, năm ngoái tổng thu nhập tài chính của huyện chỉ được 85 tia. Trương Dương không đợi Hứa Song Kỳ nói hết đã cười, chủ tịch Hứa, thế này vậy, sáng ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp tại phòng họp y, các ủy viên huyện ủy, cán bộ tổ chức đảng sẽ cùng tham gia, còn về những thành viên cùng tham gia hội nghị khác, tôi sẽ cho người thông báo, chúng ta sẽ họp vậy. Hứa Song Kỳ có chút khó hiểu, lại họp, sau khi tên này đến có tới mười mấy ngày không hội họp gì, nhưng hai ngày hôm nay dường như để bù đắp tổn thất hai ngày trước, ra sức mà hội họp, họp thường ủy tới mấy lần, nay lại họp đại hội huyện ủy, làm cho gì thế? Hắn rốt cuộc muốn làm gì thế không biết, tuy nhiên Hứa Song Kỳ nghĩ lại một hồi, họp thì họp, lão đây đi họp còn nhiều hơn số buổi đi học của tên oắt này. Trương Dương không trả lại thư từ chức của Triệu Hải Thanh cho Hứa Song Kỳ. Lúc Hứa Song Kỳ định lấy lại thì Trương Dương đã nhanh chóng đoạt lấy bức thư về tay mình, huyện trưởng Hứa, tôi muốn tìm hiểu kỹ xem, đồng chí Hải Thanh rốt cuộc là có nỗi khổ gì. 9 rưỡi sáng ngày hôm sau, cuộc họp huyện ủy lần một được diễn ra trong phòng họp y của trung tâm hành chính, hội nghị do bí thư huyện ủy Trương Dương chủ trì, Trương Đại Quan Nhân đã phát biểu tổng kết với tiêu đề, cường hóa hành động, theo đuổi và nắm chắc thời cơ tạo bước tiến đột phá. Trương Dương chỉ ra, hội nghị công tác huyện ủy lần này là cuộc họp quan trọng nhằm giải phóng tư tưởng cải cách mở cửa, tiến tới đồng tâm đồng lòng, đoàn kết cùng phát triển, các bộ ngành các cấp đều phải thực hiện tinh thần của cuộc họp lần này, tinh thần phát biểu ý kiến chuyển thẳng hành động tự giác, lần nữa cường hóa hành động, giải phóng tư tưởng, đoàn kết sức mạnh, tạo bước đột phá trọng điểm, hoàn thiện cơ cấu, có tính sáng tạo trong quá trình thực hiện, phải tiếp tục tăng cường tính chuyên tâm và đoàn kết. Chuyên tâm là phải dốc toàn bộ tư tưởng và ý chí một cách thống nhất vào con đường tư tưởng và mục tiêu phát triển nhanh chóng của huyện ủy, đoàn kết là tập trung toàn bộ trí tuệ và sức mạnh của nhân dân toàn huyện vào sắp xếp và công tác thực hiện bước đột phá của huyện ủy. Cho nên, cần phải kiên trì tư tưởng cải cách mở cửa không lung lay, làm đúng bốn khắc phục tư tưởng kiêu căng tự phụ, luôn ghi nhớ phải mạnh dạn tranh đấu, dũng cảm đột phá, khắc phục tư tưởng sợ bóng sợ gió, xây dựng lòng tin rằng, tôi làm được, tôi có thể. Tôi thành công, khắc phục tư tưởng thủ cựu, luôn khai thác cái mới, dám đi trước làm tiên phong trong mọi việc, khắc phục tư tưởng chủ nghĩa cương vị, tăng cường ý thức đại về cục tức cả bàn cờ của toàn huyện. Áp dụng triệt để tư tưởng cải cách mở cửa vào công tác thực tiễn. Nếu nói rằng bài phát biểu này thuộc vào kiểu văn phạm chính trị máy móc, thì tiếp sau đó đề tài thảo luận của Trương Đại Quan Nhân lại cực kỳ sắc bén. Trương Dương đọc hết bài phát biểu mà Phó Trường Trinh giúp hắn viết, sau đó vấn đề của hắn đã chuyển luôn sang việc kiến thiết thị chính Tân Bình. Trương Dương cười nói, hôm nay đến dự cuộc họp có các lãnh đạo cán cốt của các ban ngành huyện Tân Bình, đồng thời cũng có hầu hết những anh tài nhân sĩ hết mình làm việc vì sự nghiệp chính trị của huyện, là đại hội huyện ủy, nhưng tôi cũng đã mời không ít cán bộ đến cùng họp mặt tham dự. Hắn chỉ về phía xa, giám đốc Đinh, anh ngồi xa như thế, tôi cứ nghĩ là anh không đến dự, phía trước còn chỗ trống, anh hãy lên trước ngồi đi. Trong hội trường mọi người đang tập trung vào khán đài bên trên, không có ai chú ý quá nhiều đến tình hình xung quanh. Khi Trương Dương vừa nói xong, họ mới chú ý tới thì ra giám đốc Đinh bên thương vụ Hằng Mậu cũng được mời tới dự thảo. Thực ra điều này cũng không có gì lạ. Đinh Cao Sơn là ủy viên hiệp chính thành phố Bắc Cảng, hội trưởng Hội Liên hiệp Thương nghiệp huyện Tân Bình, coi như cũng là nhân vật bước được một nửa vào thế giới quan chức này. Đinh Cao Sơn bị Trương Dương điểm đích danh, đành phải đứng dậy đi tới hàng ghế đầu trong con mắt chú ý của mọi người. Gã tham gia cuộc họp vì Trương Dương đã gọi điện mời gã đến dự, nể mặt lão gia huyện. Đinh Cao Sơn đành phải đồng ý, huống hồ người ta trước sau gì cũng tới dự lễ kết hôn của con gái, lễ tang của con rể gã, cũng phải có qua có lại đáp lễ, thực ra Đinh Cao Sơn cũng không hiểu rõ mục đích Trương Dương mời mình đến. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi xin giới thiệu với mọi người vài vị bằng hữu, giám đốc Đinh Cao Sơn, là một nhân sĩ thành công xuất thân từ huyện Tân Bình chúng ta, giám đốc Kỳ Sơn Thủy Sản Tứ Hải. Kỳ Sơn ngồi ở phía góc phòng họp cũng vội đứng dậy. Y giơ tay cảm ơn các đại biểu rồi cũng đi cùng với Đinh Cao Sơn lên ngồi ở hàng ghế đầu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng quảng cáo Phương Đông Hong Kong Chủ tịch Hồ Nhân Như, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trang sức Kim Điểm Ong Thường Hải Long. Khác mời của Trương Dương không hề ít, Hứa Song Kỳ lạnh nhạt thờ ơ nhìn Trương Dương, trước đây cũng đã từng nghe qua tên nhãi này giỏi việc tìm tài trợ, nay lại muốn tái diễn trò cũ đây. Trương Dương giới thiệu qua về các vị khách tới tham dự. Sau đó cười nói, thưa các vị khách quý, các vị không nên lúng túng,
tôi mời các vị đến buổi họp ngày hôm nay, không phải để nhờ giúp tài trợ. Tôi mong muốn mời các vị đến để giúp hội chẩn cuộc họp của Tân Hải. Vì sao tài chính Tân Hải lại gặp phải vấn đề bội chi 3 năm liên tiếp, một huyện có tài nguyên tốt như vậy, vì sao tổng thu nhập tài chính năm ngoái lại chỉ đạt tới mức vạn, lại có thể xếp cuối cùng trong vị trí các huyện trực thuộc Bắc Cảng. Cả hội trường yên lặng, không có ai nói gì, thậm chí đến Hồ Nhân Như cũng không dám mở miệng nói, lần này đến cùng là nghe Thường Hải Long nói tới, cô nghĩ rằng Trương Dương chắc lại gặp phải khó khăn, cho nên định đến thăm hắn một chút, tiện thể xem mình có thể giúp được gì. Sau khi đến cô còn chưa kịp nói chuyện với Trương Dương, cũng không hề biết Trương Dương hôm nay định đi nước cờ gì. Chương 1405, cho người đẹp mặt 3. Trương Dương nói tiếp, thực ra vấn đề này rất dễ trả lời, nhưng cũng rất khó để giải đáp. Tuy mới đến Tân Hải nhưng tôi cũng đã có hiểu biết chút ít về tình hình huyện. Hôm nay mọi người đều có mặt cho nên chúng ta sẽ tiến hành thảo luận một cách thành thật công khai, giúp hội chẩn họp Tân Hải, tìm hiểu xem rốt cuộc là còn chưa làm đầy đủ về phương diện nào. Vì sao mấy năm nay phát triển chậm chạp ngừng trệ? Hội trường không có ai tự giác phát biểu, Trương Dương cười, xem ra cuộc họp hôm nay chỉ có thể độc sướng thôi. Vậy được, tôi sẽ nói tiếp vậy, tôi sẽ nói về ấn tượng đối với Tân Hải, về văn phòng hội nghị mà các vị đang làm việc, các thiết bị và phương tiện đều có thể coi là hiện đại nhất so với các tỉnh thành phố khác. Tôi cũng đã tính qua, trung tâm hành chính của chúng ta tổng cộng đã tiêu tốn tới 46 tỷ đồng, vậy định nghĩa thế nào về việc này? So với thu nhập tài chính cả năm năm ngoái của Tân Bình, còn tiêu nhiều hơn tới một nửa tổng thu nhập năm ngoái của chúng ta, đồng chí Hải Thanh đã đến chưa vậy? Triệu Hải Thanh bị hắn điểm đích danh, có chút thấp thỏm vội đứng ngay dậy trước đám đông. Trương Dương nói, đồng chí Hải Thanh, đồng chí hãy nói cho tôi biết tổng thu nhập tài chính của huyện được tính như thế nào vậy? Bao gồm những gì? Triệu Hải Thanh nhỏ giọng nói, thu nhập tài chính của huyện bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập quỹ bảo hiểm xã hội, thu nhập phi thuế, thu nhập từ quỹ thu hồi vốn cho vay, thu nhập từ các khoản nợ công, thu nhập mang tính di dời. Trương Dương gật đầu ra hiệu bảo gã dừng nói, hắn hỏi tiếp, vậy chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình Tống Giang Ba đã đến chưa vậy? Tống Giang Ba vội vàng đứng dậy, y cũng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến mình. Trương Dương nói, huyện Tân Bình ta có tổng cộng bao nhiêu người? Tống Giang Ba đáp, 9.970.000 người, hiện tại rơi vào khoảng 10 tỷ người. Trương Dương nói, Cục trưởng Trịnh Cục Tài nguyên Đất đai có mặt ở đây không? Trịnh Đình đứng dậy, gã cũng đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của Trương Dương, lưu loát trả lời, khu vực hành chính của huyện có diện tích 6m², tổng cộng có 12 trấn, 9 xã. Trương Dương nói, chúng ta xem như dân số là 10 tỷ người, thu nhập tài chính tới vạn, vậy con số vạn này ai cho? Là do nhân dân làm ra, mỗi người dân bỏ ra 85 đồng để cho chúng ta làm việc cho họ. Chứ không phải là để chúng ta cao cao tại thượng ngồi ở trung tâm hành chính hiện đại này để đề ra mệnh lệnh, cái giá của con số vạn, cũng có nghĩa là mỗi một người dân huyện Tân Hải phải bỏ ra 46 đồng để mua từng viên gạch viên ngói cho trung tâm hành chính này. Nghĩ tới cảnh họ dầm mưa dãi nắng từng ngày lao động cực khổ, tôi thiết nghĩ muốn hỏi xem các vị ngồi đây, có mấy ai có thể an tâm mà ngồi đây hưởng thụ, ngồi quạt mát, uống miễn phí từng hụm nước trà để dự họp hay không? Hội trường im phăng phắc không một tiếng động. Vẻ mặt Hứa Song Kỳ trở nên khó coi, gã tuyệt đối không ngờ rằng Trương Dương sẽ công khai đàm luận về vấn đề trung tâm hành chính như vậy. Trương Dương nói tiếp, nếu năm trước tôi được điều tới Tân Hải, tôi sẽ là người đầu tiên phủ quyết kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính, một người lãnh đạo có trách nhiệm không thể chỉ nói miệng vì nhân dân phục vụ. Anh phải hiểu rằng, những nguồn thu nhập chính trị mà anh có được, từng đồng từng hào đều là từ nhân dân mà ra, anh phải sử dụng những đồng tiền đó để xây dựng đất nước của chúng ta. Nỗ lực cải tạo đời sống của người dân, chứ không phải là đem đi cải thiện môi trường làm việc của anh, tôi chưa từng cho rằng. Môi trường làm việc càng ưu việt thì sẽ có thể nâng cao trình độ chấp chính của các cán bộ lãnh đạo. Tân Bình, một huyện có thu nhập tài chính tới vạn, đã tiêu tốn tới vạn đồng để xây dựng trung tâm hành chính, đây thực là một sai lầm to lớn trong quyết sách của tầng lớp lãnh đạo, một sự lãng phí quá lớn. Nay trước mặt mọi người tôi nói như vậy, nếu có ai không phục, cứ mạnh dạn đứng lên nói ra ý kiến của mình. Ai cây ngay không sợ chết đứng hãy phản bác lại lời tôi nói, công trình này có phải đã quá lãng phí đồng tiền xương máu của nhân dân không? Hứa Song Kỳ mặt mày xanh mét, gã ngồi cảm giác không yên, đa số thường vụ có mặt ở hội trường sắc mặt đều rất khó coi, tiếng pháo này của Trương Dương đã đánh thẳng vào không chỉ một mình Tảm Thế Kiệt bí thư huyện ủy đã bị cách chức, đa số thường ủy ở đây lúc đầu đều bỏ phiếu tán thành xây dựng trung tâm thường ủy. Tiếng vỗ tay vang lên, người đầu tiên vỗ tay là Kỳ Sơn.
Tiếp đó người thứ hai, thứ ba rồi tiếng vỗ tay náo động cả hội trường, đó là tiếng vỗ tay cổ vũ và ủng hộ Trương Dương, đồng thời cũng chế giễu đám cán bộ ra quyết sách cho Tân Hải trước đây. Trương Dương ra hiệu tay mấy lần để dừng tiếng vỗ tay náo động, hắn lại nói, trên đời này mỗi một ngành nghề, đều có nguyên tắc của nó, đều có đạo nghĩa, trộm cướp cũng có đạo của nó, càng huống hồ tầng lớp cán bộ nhà nước chúng ta, nhân dân đã giao đồng tiền vào cho anh, là vì họ tin tưởng anh cho rằng anh có thể giúp họ làm việc, nhưng chúng ta lại không hề làm việc, lấy tiền ấy để tiêu pha. Chúng ta không hét khẩu hiệu, nhưng đó là đạo lý giản đơn mộc mạc, người xưa đều hiểu hết, lẽ nào chúng ta không hiểu sao? Cứ nói là Tân Hải nghèo, nhưng các vị cán bộ ngồi đây, có ai từng thực sự nghĩ qua rằng làm thế nào mới thay đổi được cái diện mạo nghèo nàn trước mắt không? Cứ nói Tân Hải loạn, vì sao các vị lại nhận định rằng Tân Hải mỗi năm lại một loạn thêm? Thu nhập tài chính tới vạn đồng này thử hỏi có bao nhiêu tiền được dùng cho việc cải thiện diện mạo trị an của Tân Hải đây? Hôm nay tôi nói nhiều như vậy, cũng không phải để phủ nhận trình độ chính trị của ban lãnh đạo trước đây của Tân Hải, trình độ chính trị không phải tôi muốn phủ định là phủ định được. Số liệu có ở đó, anh làm tốt hay không tốt, người dân biết rõ nhất, Tân Hải có được hạng nhất, cũng đệ nhất không vinh dự gì, xét trong cả tỉnh Bình Hải, trình độ tổng hợp trị an của Tân Hải chúng ta hoàn toàn xếp thứ bét, và tỷ lệ xuất hiện phạm tội của Tân Hải lại cao nhất. Trương Dương nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, trong buổi họp thường ủy hôm trước, tôi đã đưa ra việc đổi mới hệ thống đèn đường trong phạm vi thành cả khu vực huyện, phải thực hiện xanh hóa cả Tân Hải, xây dựng các trạm cảnh giới tại các vị trí giao thông trọng điểm. Tiến hành canh gác 24/24. Sơ bộ tính qua, cần khoảng 10 tia đồng. Vì việc này, tôi đã trao đổi với đồng chí Triệu Hải Thanh giám đốc tài chính. Đồng chí Hải Thanh nói với tôi rằng, Tân Hải đã xảy ra bội chi 3 năm liên tiếp, thu nhập quý đầu năm nay thậm chí không bằng với cùng kỳ năm ngoái. 10 tia này, chúng ta không có. Triệu Hải Thanh cúi đầu, gã cảm thấy dường như mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình. Trương Dương nói tiếp, lúc đó tôi thực sự rất tức giận. Cũng không khách khí với đồng chí ấy, tôi nói thẳng với đồng chí ấy rằng, tôi cho đồng chí ấy thời gian 3 ngày, kiếm cho được khoản tiền này thì đồng chí ấy làm tiếp, không xoay sở được thì hãy tự mà rút lui khỏi đây. Thái độ của tôi thực sự không tốt, không nghĩ tới cảm nhận của đồng chí Hải Thanh, bây giờ trước mặt mọi người tôi thành thật muốn nói lời xin lỗi với đồng chí, thực sự xin lỗi đồng chí Hải Thanh. Triệu Hải Thanh không biết tên oát này có ý định gì, vẻ mặt thất thố ngơ ngác. Trương Dương lấy ra bức thư từ chức giơ lên. Chiều qua đồng chí Hải Thanh đã viết đơn từ chức xử lên lãnh đạo, chủ tịch Hứa đã đưa đến cho tôi, để tôi quyết định việc này. Hứa Song Kỳ ngồi bên cạnh Trương Dương, suýt nữa nổi giận cả ra ngoài, tên tiểu tử này ăn nói bừa bãi, tao đưa bức thư từ chức này cho mày xem, mày giữ lấy không đưa lại cho tao, nay lại ngang nhiên dội gáo nước lạnh sang tạo. Trương Dương lại nói, sau khi xem xong đơn từ chức này, tôi nhận thấy đồng chí Hải Thanh vẫn là một đồng chí tốt, đồng chí ấy thực sự có nỗi khó khăn. Không phải đồng chí ấy không muốn là tốt công việc này mà là thực sự không thể làm tốt được việc này. Cho nên việc tôi giao cho đồng chí ấy giải quyết việc này là không đúng, không hề xét đến tình hình thực tế của đồng chí Hải Thanh. Tại đây, tôi xin lần nữa gửi lời xin lỗi đến đồng chí. Hai chân Triệu Hải Thanh giờ đang mềm nhũn ra, lòng gã đang rơi xuống tận đáy sâu, trong đầu chợt có một giọng nói, hết rồi, lần này coi như xong, đúng là dậu đổ bìm leo, phen này cái chức giám đốc tài chính của lão khó mà giữ nổi. Trương Dương nói tiếp, đồng chí Hải Thanh không làm được, tôi không tin rằng Tân Hải chúng ta có nhiều cán bộ lãnh đạo như vậy, trong số đó lại không có lấy một ai có thể làm được. Vậy ai có khả năng giải quyết được việc này, ai có đủ tư cách để tiếp nhận vị trí của đồng chí Hải Thanh, điều kiện tiên quyết sẽ là anh phải là cán bộ cấp phó khoa trở lên. Lời nói của Trương Dương làm cho không khí hội trường nhẹ nhõm hẳn, có người còn cười ầm lên. Cười thì vẫn chỉ là cười, nhưng ai có thể chặn được lỗ hổng 10 tia đồng này đây? Trong hội trường mọi người đều quay lại nhìn nhau, ai cũng muốn xem, hôm nay có ai dám đứng ra, có ai có khả năng giải quyết chuyện đảm nhận chức giám đốc sở tài chính này. Kỳ Sơn ở bên cạnh Thường Hải Long lên tiếng, không biết bí thư Trương nói có thật không, nếu là thật, tôi xin được lấy 10 tia đồng này để làm chức giám đốc sở tài chính. Ninh Cao Sơn cười ầm lên, giám đốc Kỳ, lời bí thư Trương đã nói, tiên quyết là trên cấp phó khoa, tức là đã loại trừ chúng ta rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1045.